song phương đều tại Đại Thánh Long Phong, vậy liền đã giảm bớt đi đón dâu trình tự, trực tiếp đi Thủy Long Động bái đường. Mà lại, là trực tiếp mang theo 60 triệu đại quân đi qua. Cái này cùng bọn hắn ngay từ đầu kế hoạch, hoàn toàn nhất trí. Đây cũng là Thái Dương Đế Tôn an bài. Bước kế tiếp làm sao chạy? Cha! Long Nhân Xá không thấy sau lưng Lý Khinh Ngữ, thấp giọng hỏi thăm Trúc Long Hoàng. Tiến về Thủy Long Động. Trúc Long Hoàng nói. Ta biết, thế nhưng là mọi người đều biết, Thất Long Hoàng cùng 30 triệu cửu Long Đế Quân, chính ngăn tại Thủy Long trước động đây. Long Nhân Xá nói. Có vấn đề sao? Thủy Long Động kết giới, cần 10 cái Long Tuyền mới có thể mở ra. Chờ chúng ta cùng bọn hắn hội hợp, cùng một chỗ mở ra Thủy Long Động, lại cùng Vạn Tông khách mời cùng một chỗ, trước đây tổ chứng kiến hạ xong cưới. Cuộc hôn lễ này cho Vạn Tông mang đến hòa bình, tổ tiên cũng sẽ rất vui mừng. Trúc Long Hoàng hôm nay tâm tình vô cùng tốt, tay vuốt hàm râu cười nói. Cha, đừng nói những thứ này lời xã giao được không? Long Nhân Xá thật cảm giác đến phát chán. Khụ khụ. Trúc Long Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, mới nói. Trong lòng ngươi đều rõ ràng, còn hỏi cái gì? Đối diện khẳng định sẽ ngăn cản, cho nên trước hết diệt bọn hắn, cầm tới Long Tuyền, dẫm lấy thi thể của bọn hắn, đi Thủy Long Động cử hành hôn lễ. Như vậy, huyết tinh là huyết tinh một chút, nhưng, ngươi cùng Cửu Nguyệt Thần Nữ, ngọt ngào thì xong việc. Cha, ta là hỏi, đợi lát nữa vừa chạm mặt, liền trực tiếp động thủ sao? Đế Tôn còn chưa tới đây. Long Nhân Xá nói, lập tức liền muốn chiến tranh rồi sao? Hắn còn có điểm chưa chuẩn bị xong. Dù sao, đạp trên núi thây biển máu đi thành hôn, sẽ chỉ làm người lưng phát lạnh. Đương nhiên muốn chờ Đế Tôn cái kế tiếp trung cực mệnh lệnh, bất quá, Đế Tôn còn chưa tới, ý chỉ còn chưa tới, chúng ta khả năng cần chờ một lát. Trúc Long Hoàng nói. Minh bạch. Long Nhân Xá gật đầu. Người trẻ tuổi đụng phía trên loại tràng diện này, tâm lý trung quy có chút run rẩy. Hắn hít thở sâu một hơi. Làm tân lang. Mỗi một lần quay đầu, cảm thụ được sau lưng Cửu Nguyệt Thần Nữ lạnh lùng, hắn cũng không quá dễ chịu. Rầm rầm rầm. Bọn họ ở phía trước, này một đám trật tự thiên tộc thượng tầng nhân vật, mang theo 60 triệu đại quân, như vạn quân lôi đình, hướng về Thủy Long Động phương hướng mà đi. Tựa như là một mảnh cuồn cuộn biển lửa, thiêu hướng về phía Cửu Long Đế Quân. Ong ong ong. Sau lưng 60 triệu đại quân khí thế, để Long Nhân Xá như là đứng trên đám mây phía trên. Cả người bay lên, cũng khô nóng lên. Loại kia cảm giác, dường như trong lồng ngực trồng lửa, thiêu đến cổ họng nóng lên. Ánh mắt của hắn dần dần đỏ bừng. Loại kia bị trật tự thiên tộc cảm nhiễm mà đến sát cơ, dần dần đốt cháy. Nhi tử. Trúc Long Hoàng hung hăng vỗ một cái bờ vai của hắn. Làm vì phụ thân, hắn cũng tới đầu. Hắn mắt thấy Thủy Long Động, mơ hồ có thể nhìn đến bên kia 30 triệu bóng người. Trúc Long Hoàng cắn răng. Dùng trầm thấp, nóng nảy thanh âm nói, năm đó chúng ta ẩn Long Điện tiền bối thất thế, như chó mất chủ, bị đuổi ra Vạn Long Thần Sơn, khi đó thì lập xuống qua lời thề, một ngày nào đó chúng ta muốn ngóc đầu trở lại, để những cái kia để cho chúng ta lưng rời ra viên người trả giá đắt, hướng chúng ta cúi đầu, hôm nay, chúng ta liền muốn làm được. Đây là tiền bối từ nhỏ rót thua bởi bọn hắn tưởng niệm. Mỗi cái ẩn Long Điện người, đều đối mảnh đất này, nhớ mãi không quên. Là, cái này không chỉ là dương mi thổ khí, cũng không chỉ là vì quyền thế ngập trời, mà chính là hoàn thành tiền bối nguyện vọng, thu phục non sông. Càng là tới gần Thủy Long Động, mỗi một cái ẩn Long Điện chi nội tâm của người, đều phần đốt lên. Bọn họ sắp chế tạo một trận huyết án. Người nói, làm chúng ta dẫm lên Hiên Viên Long Tông thi thể, đi vào ẩn Long Điện mặt thấy chúng ta tổ tiên thời điểm, những cái kia chết đi hồn linh, sẽ như thế nào nhìn đối đãi chúng ta? Ha ha! Bọn họ cười, cũng bóp méo. Lúc trước đi xa trật tự thiên tộc, làm trâu làm ngựa, thỉnh cầu che chở thời điểm, bọn họ tiền bối, nằm mộng cũng nhớ đợi đến một ngày này. 60 triệu đại quân. 30 triệu cửu Long Đế Quân. Một nam một bắc, lẫn nhau đối mặt. Giống như hai đầu siêu cấp cự thú, đang chậm rãi tới gần. Hai đại quân đoàn vùng đất trung ương, hoang tàn vắng vẻ, hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận cái gì thảo mộc đều tại ý chí xung đột phía dưới kịch liệt đốt cháy. Xa xa nhìn lại, trật tự thiên tộc 50 triệu người hai mắt, đều đốt lên. Tại hàng tinh nguyên lửa trong sương mù, cái này hơn ước hỏa diễm ánh mắt, hội tụ thành một mảnh hỗn độn hỏa diễm tinh không. Loại này thiêu đốt ánh mắt,
thậm chí đốt tới xa xôi chỗ Cửu Long đế quân trên thân. Dọa một chút, mọi người trừng to mắt, hoặc là ngạt thở, hoặc là thở hổn hển. 60 triệu hỏa diễm đại quân áp bách, thực sự quá nặng đi. Khi bọn hắn thức thần, xuất hiện tại chiến trường trên không thời điểm, dường như một đám thiên thần đại quân nghiền ép mà đến, càng làm cho người không thở nổi. Mỗi người huyết, đều đã đốt lên, vọt thẳng đến đại não. Trước mắt toàn bộ thế giới, đều biến đến lửa giận bốc lên. Ầm ầm, ầm ầm. Đây là 60 triệu người tiếng bước chân âm, đưa tới thanh thế to lớn. Còn chưa khai chiến, thì có mùi máu tanh nồng đậm bao phủ. Không hề nghi ngờ, đây là mấy trăm ngàn năm cũng không từng bạo phát qua siêu cấp chiến tranh. Toàn bộ đều là thượng thần. Loại kia cường đại thiên tinh luân chi thể tạo thành thế giới chấn động quá lớn. Cùng thời khắc này tràng diện tương đối, chín đại thần vực quyết chiến thái cực phong hồ chi chiến, tựa như là trò trẻ con. Tại loại này điều kiện tiên quyết, tại song phương trong quân đoàn khu vực, cho dù là nham thạch, đều muốn bị ngập trời ý chí đập vụn. Căn bản không có khả năng có người, có can đảm xuất hiện tại cái này địa phương, đi tiếp nhận 90 triệu thượng thần khí tràng. Thế mà, tất cả mọi người vạn vạn nghĩ không ra tình cảnh này. Ngay tại song phương đại quân sắp chạm mặt thời khắc, một cái đen nhánh bóng người, như viên hầu một dạng theo mặt bên xông vào song phương chỗ xung đột. Một đường lên nhấc lên đầy trời bụi mù, thậm chí phát ra trận trận cuồng bạo nộ hống. Ầm ầm, ầm ầm. Nó thô bạo phá vỡ một ngọn núi, trực tiếp nằm ngang ở 60 triệu đại quân trước mặt, ba cái kia đầu mở ra miệng rộng, hướng về phía cái này 60 triệu đại quân bạo hống, hơn nữa còn mở ra 6 đầu thô to cánh tay. Đây quả thực là hai đầu tê giác đang muốn đập vào, trung gian xông tới một con kiến. Tê giác nhìn không thấy con kiến, nhưng là cái này 90 triệu đại quân đều có thể nhìn đến cái này một cái ba đầu sáu tay cự thú. Trong lúc nhất thời, nóng nảy chiến trường không khí, tăng lên ba phần cổ quái. Cái này ra sân, trực tiếp để ánh mắt mọi người, tụ tập ở trên người hắn. Tối thiểu tại trật tự thiên tộc bên này, không ai quá nhiều thảo luận. Đối với loại này làm náo động người, ánh mắt của bọn hắn 10 phần lạnh lùng, thậm chí tiếp tục đi tới, dự định đem con ruồi này, nghiền ép vỡ nát. Cho đến lúc này, một cái bóng người màu đen, theo cái kia cự thú ở ngực nhảy ra ngoài. Trên người hắn hắc phụ ngập trời, cả người xem ra một mảnh đen kịt, trên tay nắm một cái màu đen gậy gộc, một đôi mắt vượt qua 10.000 mét, trực tiếp khóa chặt tại Long Nhân Xá trên thân. Ông! Hắn chỉ có một người. Hắn vậy mà hướng về 60 triệu đại quân đánh tới. Điên rồi! Tối thiểu có 40 triệu người, nói ra hai chữ này. Trật tự thiên tộc rất không kiên nhẫn. Đi một người, xách đi. Lý Tiêu Diêm nói. Tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, người người vạn vạn không nghĩ đến chính là, cái kia tại phía trước nhất Cửu Nguyệt thần nữ, nàng thừa dịp Lý Duẫn Tịch bị hấp dẫn, bỗng nhiên hất ra đỏ khăn cô dâu. Trong lúc nhất thời, cái kia một đầu nguyệt mái tóc dài màu trắng tán rơi xuống, trên không trung phấn khởi. Thần nữ. Mọi người bất ngờ nhìn đến, thần nữ trong mắt mang theo nước mắt. Bọn họ càng nhìn đến. Bọn họ Cửu Nguyệt thần nữ, si ngốc nhìn lấy một cái kia nhỏ bé cản đường người. Mà cái kia cản đường người, chính như thiêu thân lao vào lửa, giống như là một cái tuyệt thế ngu ngốc, hướng về nàng vọt tới. Đây hết thảy, Long Nhân Xá thấy rất rõ ràng. Hắn đương nhiên nhận biết Dạ Lăng Phong. Sau đó, một cỗ lửa giận vô danh, xông lên đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên Vũ Đại Lục. Tù Long Cốc. Tù Long Cốc bên ngoài, rất một mảng lớn phạm vi, đều là một mảnh hoang mạc. Cái này khiến Tù Long Cốc trở thành ít ai lui tới chi địa, bảo đảm nó tính bí mật. Đồng thời, cái này một mảnh hoang vu, cũng càng thích hợp bố trí mê vụ kết giới, ảnh hưởng kẻ xâm lấn phán đoán. Thậm chí hình thành mê cung, để hắn vĩnh viễn còn không thể nào vào được. Thế mà, tại không đỉnh cấp cường giả chấp trưởng kết giới tình huống dưới, nếu như đụng tới trật tự chi địa đỉnh phong tu luyện giả, vậy nhưng liền không nói được rồi. Cái này quyết định bởi tại vận khí. So như lúc này, cát vàng mê chướng bên trong, liền đến một cái khách không mời mà đến. Đây là một cái xấu xí như quỷ nữ nhân, nàng người mặc nhuốm máu bạch bào, mang theo một thanh tinh hồng sắc tế đao, trừng lớn tím con mắt màu đỏ, tại trong sương mù tiến lên. Ông! Một cái ác quỷ thức thần, theo trên người của nàng xuất hiện. Cái này thức thần toàn thân tím xanh, giống như là một cái trẻ nhỏ. Nắm giữ một cái to lớn cái mũi, phía trên mọc đầy gờ giáp. Tìm đi,
kết giới lại huyền ảo, cũng ngăn không được người sống vị đạo, hôm nay, để cho các ngươi ăn no. Lý Vô Song nhếch miệng cười lạnh. Răng rắc, răng rắc. Cái kia màu xanh tím thức thần nằm dạp trên mặt đất, rõ ràng là hình người, lại nắm giữ chi chu một dạng nhảy vọt, tại trên mặt đất bò sát lấy, tốc độ mãnh liệt. Nó ở phía trước 7 lần quạt 8 lần rẽ, không ngừng phát ra bén nhọn trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh, thậm chí duỗi dài đầu lưỡi, cúi tại trên mặt đất. Nó rõ ràng là thức thần, lại nhỏ ra giọt giọt dịch nhơn. Dù là chỉ là một giọt, đều có thể ăn mòn ra hơn ngàn mét hố sâu. Trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh, cùng Lý Vô Song ác quỷ tiếng cười, tại cái này hoang vu trên mặt đất quanh quẩn. Tù Long Cốc bên trong, rất nhiều chính đang ra sức tu hành đệ tử trẻ tuổi, đều nghe được loại thanh âm này. Người nào đang khóc, tiểu hài tử. Quá thê thảm, quá vang dội, không phải đâu. Còn có người đang cười, thanh âm thật là khủng khiếp a. Trong lúc nhất thời, bên trong một mảnh hỗn loạn. Những người trẻ tuổi kia sắc mặt trắng bệch, ào ào hướng nội bộ co vào. Nhất định là đỉnh cấp cường giả, nhanh phân tán trốn đi, khác tụ tập, khác ngoi đầu lên. Long Lang Lung kiến thức rất cao, nơi này hắn có nhất định quyền nói chuyện. Tại hắn sau khi nói xong, hắn đệ tử trẻ tuổi hiểu ý. Tất cả mọi người không chạy loạn, mà chính là thâm tàng tại dãy núi vạn khe ở giữa. Nếu như vậy, cho dù có người xông tới, thời gian ngắn cũng không giết chết tất cả mọi người. Trốn đi về sau, cũng chỉ có thể cầu nguyện. Bên này, phía ngoài Lý Vô Song, tại Quỷ Anh thức thần nhắc nhở dưới, ngẩng đầu nhìn hướng về phía đông nam. Bên kia trong sơn cốc sương mù truyền đến hỗn loạn động tĩnh, trốn không thoát con mắt của nàng. Tìm được đâu, các tiểu bằng hữu? Nàng cười. Cười đến sao mà thoải mái. Đó là lớn nhất âm lãnh buồn nôn nhất nụ cười, nếu như nàng chiếu soi gương khẳng định sẽ muốn ói. May mắn, nàng đã đem tấm gương ném đi. Không cần thiết. Cường đại là đủ rồi. Nàng cảm thụ được thân thể cái kia mênh mông lực lượng, thậm chí sinh ra si mê. Hắn là đúng sao? Tối thiểu nhất, ta thần dương vương cảnh cấp 12, cái này trật tự chi địa phía trên, có thể làm đối thủ của ta người, đã không có mấy cái. Liền xem như Thánh Long Hoàng, hắn cũng giả a, vạn tông bên kia, không tính thiên cung, chỉ có vô mộng tiên quân, xứng giao thủ với ta a. Trước kia, nàng tuy nhiên địa vị cao, nhưng cũng không có mạnh đến loại này chân chính thiên hạ đệ nhị cấp bậc trình độ. Đợi một thời gian, ta trở thành đế tôn, chẳng lẽ có thể dùng hắn Thái Dương thần cung, ngao du trật tự tinh không? Này sẽ là một loại khác nhân sinh a. Nàng nghĩ thông suốt. Có thể đến cùng là, nghĩ thông suốt, chính là vặn vẹo thành ma chướng, chính nàng không hiểu. Ha ha ha. Nàng vừa cười, một bên giãy giụa mùi thối ngút trời thân thể, hướng về sơn cốc kia mà đi. Bỗng nhiên. Nơi xa hai đạo sao băng chạy nhanh đến, trực tiếp rơi vào trước mắt của nàng. Một nam một nữ. Trong đó nữ nhân kia, nàng xinh đẹp không gì sánh được. Có nhất định số tuổi về sau, nàng lộ ra càng thêm ung dung hoa quý, mỗi một mảnh da thịt, đều giống như là tinh điêu tế chắc như thế, năm tháng không có ở trên người của nàng, lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết. Nàng trời sinh một bộ vạn người mê tướng mạo, trời sinh dễ dàng làm cho tất cả mọi người đều thân hòa nàng. Đứng tại bên cạnh nàng, cũng có thể làm cho người như mộc xuân ánh sáng, vô cùng dễ chịu. Nàng gọi Long Uyển Oánh. Cho đến lúc này, bên cạnh nàng, cũng còn có một cái hộ hoa sứ giả. Long Uyển Oánh chính đang tức giận nhìn lấy nàng. Thế mà, Lý Vô Song trái tim lại tại thời khắc này co giật rất lợi hại. Nàng nhìn trước mắt cái này vạn người mê. Tại vô ý ở giữa, nàng tại Long Uyển Oánh cái kia ánh mắt sáng ngời bên trong, thấy được bộ dáng của mình. Cường đại có thể đền bù mỹ mạo sao? Không thể. Không thể. Lý Vô Song vừa vuốt lên vết thương, trong nháy mắt xé rách. Phẫn nộ, vặn vẹo, nổi giận, tàn bạo, tuyệt vọng. Đây hết thảy tâm tình, đều giống như độc huyết một dạng theo vết thương phun ra tới. A! À, Lý Vô Song ôm đầu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Kêu thảm kết thúc, nàng run rẩy giơ lên thiên nguyệt thần ma, run rẩy chỉ hướng Long Uyển Oánh. Dùng lớn nhất khàn khàn khô nước thanh âm nói. Ta, hôm nay, muốn đem ngươi, chặt thành thịt nát. Nàng điên rồi. Máu và nước mắt tràn mi mà ra, lại toàn bộ chảy đến trong miệng. Cái kia kinh thiên sát khí, hình thành huyết vụ đầy trời phóng thích. Lý Vô Song. Long Uyển Oánh thân thể run rẩy, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này, hốc mắt đỏ bừng nói,
là ngươi hại chết ta trưởng phu cùng nhi tử, là ngươi hủy cuộc đời của ta, là ngươi để cho ta cả một đời gánh vác thống khổ, hiện tại lại là ngươi muốn giết ta, ta liền không hiểu được, rõ ràng ngươi mới là đao phủ, ngươi mới là thập ác bất xá tội phạm, ngươi dựa vào cái gì như thế hận ta, cái kia thống hận người hẳn là ta. Mà tránh thức hủy đi ngươi người, là thân nhân của ngươi, ngươi dựa vào cái gì muốn đem đây hết thảy, trả thù đến trên người của ta. Bởi vì ngươi đáng chết, trời sinh đáng chết. Người tàn nhẫn, là sẽ không trên người mình tìm nguyên nhân. Dưới cái nhìn của nàng, lòng uyển oánh để cho nàng hâm mộ, cản trở nàng nói, vậy chính là có tội. Nói xong một câu nói kia, Lý Vô Song không muốn chờ đợi một hơi. Ta hiện tại liền muốn hưởng thụ đưa ngươi lăng trì xử tử thống khoái, các loại ngươi so với ta còn xấu xí không chịu nổi thời điểm, ngươi liền không có tư cách chế giễu ta. Nàng cười, lại khóc lấy đánh tới. Uyển oánh. Bên kia có thể khai chiến, không giải quyết nàng chúng ta không có đường lui, lần này toàn lực ứng phó đi. Dương Sách nói, tốt, toàn lực ứng phó, cũng là báo thù. Nàng mỗi một lần nhắm mắt lại, đã từng phu quân cùng nhi tử chết tại trước mặt một màn, đều sẽ từng lần một ở trong lòng chiếu lại. Nhiều năm như vậy, đều là như vậy. Chỉ cần cô độc thời điểm, chính là tê tâm liệt phế đau. Đã từng thích sâu bao nhiêu, mất đi thời điểm, loại này trọng thương. Cả một đời đều khôi phục không được. Nàng hận Lý Vô Song đến cuồng loạn, có thể cũng không bằng đối phương như thế tàn bạo. Cầm kiếm thời điểm, sự ác độc của nàng hung ác rung động run một cái. Thiên ca, tiểu thiên, hôm nay ta cho các ngươi trả thù. Long Uyển Oánh đã từng không dám giết nàng, dù là nàng đã hôn mê. Nhưng bây giờ, trật tự thiên tộc 50 triệu đại quân, sắp đổ diệt Hiên Viên, cái kia thì sợ gì? Trong nháy mắt đó, trong trắng mắt của nàng bộ phận triệt để đỏ lên. Nhiều năm cừu hận phiên giang đảo hải, xông lên đầu, liền trong tay trên thân kiếm, đều tràn đầy huyết ảnh. Oanh! Oanh! Lý Vô Song trên thân, 8 cái hoàn toàn khác biệt ác quỷ thức thần, liên tiếp sinh ra. Long Uyển Oánh gần như không nhận biết nàng. Tuổi nhỏ thời điểm, Lý Vô Song là cao lãnh mỹ nhân, thức thần là tuyệt mỹ nguyệt thần, tràn đầy mộng huyễn, cao không thể chạm. Nhưng bây giờ, nàng là ác quỷ. Thật mạnh. Giây phút đầu tiên, nàng và Dương Sách cũng cau mày lên. Tối thiểu, 12 cấp. Đây là tin dữ. Bởi vì, bọn họ đều là thần Dương Vương cảnh cấp 10. Ngập trời hận ý, cũng không thể bao phủ Long Uyển Oánh lý trí. Tại có thể so với, Vô Mộng Tiên Quân, loại cường giả cấp bậc này trước mặt, hai cái thần Dương Vương cảnh cấp 10 ngạnh kháng, bất kể nói thế nào, phần thắng đều rất thấp kém. Hướng Tù Long Cốc lui về. Tù Long Cốc vòng ngoài là mê vụ kết giới, cái này đã ngăn không được Lý Vô Song, mà bên trong vòng có Thánh Long Hoàng bọn người bố trí cấp 7 trật tự kết giới, ngũ hành tiềm long kết giới, uy lực của nó tương đương với thanh thiên vạn kiếm kết giới, đối với trận chiến đấu này, khẳng định có rất lớn uy lực tăng thêm. Siêu! Một đen một trắng hai đạo quang mang, đâm phá sơn hà, trở về thối lui, phóng tới Tù Long Cốc, mà một bên khác, cái kia huyết tinh tràn ngập dữ tợn quang mang, nhìn chòng chọc vào bọn họ. Theo sát phía sau, như sói đói săn bắt, đuổi đến đã đánh mất lý trí. Ha ha! Âm trầm liệp sát giả tiếng cười, theo Lý Vô Song trong miệng phát ra tới. Tê tê! Thiên Nguyệt Thần Ma cổ động giữ tợn huyết quang, xé rách không khí, phóng xuất ra âm lãnh đao cương, trong nháy mắt liền đem phía trước đồi núi, nham thạch, chặn ngang chặt đứt. Âm âm! Khi bọn hắn xâm nhập Tù Long Cốc trong phạm vi nhất định thời điểm, ngũ hành tiềm long kết giới dẫn động. Những cái kia kết giới linh tuyến, tự động bày khắp toàn bộ Tù Long Cốc, để những cái kia trốn ở các nơi các đệ tử, có thể dùng lực lượng của mình, đến trèo chống kết giới. Những thứ này trăm tuổi trong vòng đệ tử, có một phần là thần Dương Vương cảnh, tổng thể lực lượng vẫn là rất mạnh, khi bọn hắn cùng cộng sinh thú đem tinh luân nguyên lực hội tụ tại kết giới linh tuyến phía trên thời điểm, cái này cấp 7 trật tự kết giới uy lực triệt để phóng xuất ra. Có mấy chục vạn người trèo chống, hắn lực sát thương cũng rất đáng sợ. Có lẽ có thể cản thiên quân vạn mã. Nhưng mà, một cái tối đỉnh cấp cường giả, tựa như là một thanh dao nhọn, lấy Lý Vô Song thực lực, xông vào kết giới bên trong, chỉ sợ cũng không khó. Cái này cũng không nói Lý Vô Song một người có thể chiến trăm vạn đại quân, mà chính là kết giới đặc tính ở chỗ này, nó quần thể ngăn cản thuộc tính, lớn hơn đơn thể. Chớp mắt trong nháy mắt, ba người bọn họ thì xuất hiện tại ngũ hành tiềm long kết giới phạm vi bên trong. Trong lúc nhất thời, khắp nơi oanh minh bên trong, vô số kinh thiên long ngâm bốn phía vang lên, cát vàng khe sâu bên trong, thiên địa biến đổi lớn,
rất nhiều kim mộc thủy hỏa thổ các loại thuộc tính nguyên tố thần tai, kết thành to lớn thần long, tại đại địa phía trên ngoi đầu lên, trực tiếp hình thành ngàn vạn thần long đại quân. Hỏa long, kim long, thủy long, thổ long, mộc long. Giống giống. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là nguyên tố thần tai thần long tàn phá bừa bãi. Số lượng sợ là có 10 triệu. Toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng là long ảnh. Bọn họ hội tụ cùng một chỗ, tạo thành long chi vòng xoáy, toàn bộ quay chung quanh tại Lý Vô Song bên người, các loại những nguyên tố này thần tai thần long, hội tụ thành một phiến uông dương đại hải thời điểm, trực tiếp đối với Lý Vô Song, phát động hung mãnh nhất trùng sát. Tù long cốc bên trong những người trẻ tuổi kia ý chí, thông qua kết giới linh tuyến, cũng ảnh hưởng tới ngũ hành tiềm long kết giới ý chí. Bọn họ ly biệt quê hương, được đưa đến nơi này, cùng người thân phân biệt, làm hỏa chủng, ở chỗ này tồn tại, nói trắng ra là cũng là tham sống sợ chết. Chính là độ tuổi huyết khí phương cương, muốn không phải Thánh Long Hoàng cưỡng ép mệnh lệnh, bọn họ sao nguyện ý tới. Nàng là Lý Vô Song, là Thái Dương Đế Tôn muội muội. Hôm nay, bọn họ muốn diệt ta Hiên Viên, đồ chúng ta nhất tộc, mà nàng lại truy sát tới nơi này, ngay cả chúng ta đều không buông tha, kỳ tâm khả chu. Các vị huynh đệ tỷ muội, chúng ta phải phối hợp Bạch Long Hoàng cùng Đại Mạc Ti, giết nàng. Báo thù, trả thù. Người trẻ tuổi nguyên một đám lên cơn giận dữ, hai mắt phun lửa, người, long nhất lên quấn quanh lấy kết giới linh tuyến, không tiếc đại giới cống hiến chính mình tinh luân nguyên lực, để cho ngũ hành tiềm long kết giới uy lực càng mạnh. Rầm rầm rầm. Tù long cốc bên ngoài, nguyên tố thần tai tiếng nổ vang bên tai không dứt. Hỗn tạp ở trong đó, còn có các loại gào khóc thảm thiết thanh âm, có trẻ nhỏ tiếng khóc, có nữ nhân thê lương, tràn ngập oán niệm tiếng khóc, có mộng nghệ, có điên cuồng kêu khóc. Những âm thanh này đều đến tự Lý Vô Song ác quỷ thức thần. Vạn long trong gió lốc, chính là một đoàn vô hạn mở rộng xương máu hóa thành hỏa diễm, bát đại tướng mạo khác biệt, lại một cái so một cái hung ác thức thần, như là gông xiềng một dạng quấn quanh ở Lý Vô Song trên thân. Xoẹt! Nàng hai tay nắm ở đỏ như máu thiên nguyệt thần ma, đao quang huyết ảnh biến hóa, vô số hội tụ đệ tử trẻ tuổi nhóm tinh luân nguyên lực nguyên tố thần tai thần long, ở tại trước mặt ầm vang bạo liệt. Ở tại trước mắt ngàn mét chỗ, bị thiên nguyệt thần ma giết ra trống rỗng khu vực. Kết giới, ha ha, không gì hơn cái này. Lý Vô Song bắt đầu trầm mê ở lực lượng của mình, loại này nghiền ép cảm giác, có vô cùng thoải mái cảm giác, cái này khiến nàng bắt đầu lý giải huynh trưởng của mình, vì cái gì ưa thích đứng tại không người có thể chạm đến đỉnh phong. Long uyển oánh, nàng và tám đại ác quỷ thức thần cùng một chỗ, khóa chặt vô số nguyên tố thần tai thần long bên trong năm đầu tránh thức thần long. Cái kia chính là tịnh thế Bạch Linh Long. Ngũ đại trắng như tuyết, ánh sáng, thánh khiết thần long, vảy rồng thuần trắng, sừng rồng như ngọc, long nhãn như minh châu, râu dài như ngân tiên, mỗi một đầu đều là thế gian mỹ hảo biểu tượng. Lý Vô Song chỉ nhìn một chút, nhãn cầu bị mở bung ra. Nàng cười hắc hắc, một bước ngàn mét, phút chốc giết tới long uyển oánh trước mắt. Trong mắt hắn, cái kia làm nàng ghen ghét đến chết nữ nhân, trong mắt lấp lóe một tia e ngại. Thế nhưng là rất nhanh, loại tâm tình này liền bị cừu hận hắn thay thế. Oanh! Oanh! Bọn họ một người ngũ long, tại thần dương kết hợp phía dưới, chiến đấu tổ hợp có thể xưng hoàn mỹ. Lý Vô Song cùng nàng thức thần còn không giết tới đến, thì nhận lấy tịnh thế Bạch Linh Long thần thông công kích. Thiên hà thánh quang! Mỗi một đầu Bạch Long, đều giống như hóa thành màu trắng thiên hà, vảy rồng hòa tan trong đó, trong nháy mắt lóng lánh chói mắt Bạch Quang, tựa như là năm đầu màu trắng ngân hà. Hắn quang mang trong nháy mắt trải rộng toàn bộ chiến trường, đem Lý Vô Song cùng nàng ác quỷ thức thần, đều triệt để chìm ngập. Loại này quang mang phía dưới, bình thường tới nói, tất cả âm tà đều cần phải bị đốt nốt thành cho bụi. Thế nhưng là, không ngoài sở liệu chính là, thiên hà thánh quang chỉ che đậy Lý Vô Song một cái nháy mắt, tiếp theo trong nháy mắt, nương theo lấy nàng khinh thường cười lạnh, huyết sắc, màu đen, màu xám, tử sắc chờ một chút khí tức âm trầm, đem cái kia màu trắng thánh quang xâm nhiễm. Để hắn phút chốc mục nát không chịu nổi, vậy đến tự ác quỷ thức thần, kịch độc, thậm chí lan tràn đến tịnh thế Bạch Linh Long trên thân, đem trắng như tuyết phải rồng, đốt ra nguyên một đám cháy đen lỗ thủng. Ong ong ong, bát đại thức thần, xông ra khuất bóng, nguyên một đám như đói quỷ một dạng, dương nanh múa vuốt, hướng về Long Uyển Oánh cùng tịnh thế Bạch Linh Long phóng đi. Dù là một đường lên, có đến từ ngũ hành tiềm long kết giới nguyên tố thần tai thần long ngăn cản, cũng đỡ không nổi thời khắc này Lý Vô Song. Cái này đủ để chứng minh, cái này trật tự chi địa phía trên, đã không có mấy người có thể địch nổi nàng.
tà ma ngập trời, thần quang lui tán. Nàng cười lạnh cùng, kịch độc, tựa như là mây đen một dạng lan tràn đến Long Uyển Oánh trên đỉnh đầu. Phế vật, là nguyên tội. Long Uyển Oánh, ngươi cả đời này, đều nhất định bị ta trà đạp, ngươi càng hận ta càng cao hứng, bởi vì ngươi chỉ có thể khuất phục. Phốc phốc phốc, tại nàng cười lạnh thời điểm, đã giết tới Long Uyển Oánh trước mắt, cùng nàng binh khí ngắn giao tiếp, to lớn tinh luân nguyên lực ưu thế cùng thức thần số lượng ưu thế, lập tức hiện ra, tại đỉnh cấp chiến quyết trong quyết đấu. Lý Vô Song đao, cơ hồ đem Long Uyển Oánh tháo thành 8 khối. Kém một chút. Lý Vô Song khó chịu. Cái này nghiền ép giống như quyết đấu, càng làm cho Long Uyển Oánh ý thức được báo thù khó khăn. Nàng chết cắn răng, trên ánh mắt tràn đầy tơ máu, cầm kiếm tay đang rỉ máu, cũng tại bởi vì phẫn nộ mà rung động. Siêu. May mắn lúc này thời điểm, Dương Sách cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đại ám dạ chân ma tại về số lượng, hung sát phía trên. Cũng không so Lý Vô Song kém bao nhiêu, thậm chí trước kia cũng có thể coi là thế lực ngang nhau. Tại cái kia bát đại thức thần cắn xé rách tình thế Bạch Linh Long thời điểm, ám dạ chân ma nhào tới, 8 cái thức thần đối 8 cái thức thần, toàn bộ sau lưng trùng sát, mỗi một cái ám dạ chân ma trong tay gai nhọn, đều hướng về ác quỷ thức thần phần lưng đâm xuyên mà đi. Cùng lúc đó, tình thế Bạch Linh Long thi triển cái thứ hai thần thông. Siêu nguyên linh trận. Đây là ngũ đại cộng sinh thú thần long. Đầu đuôi liên tiếp một thể, trung thi triển thần thông. Bọn họ kết nối thành một cái hình tròn, tại cái này hình tròn phạm vi bên trong, cuồng bạo thần thông lực lượng ầm vang hội tụ, một cái quang mang vạn trượng vòng tròn xuất hiện tại thương thiên phía trên. Về sau, nương theo lấy đinh tai nhức óc oanh minh, một đạo kiếm hình quang trụ theo cái này vòng tròn bên trong xuyên qua mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng Lý Vô Song hai cái ác quỷ thức thần. Lý Vô Song cùng nàng thức thần. Chẳng những nhận lấy Dương Sách cùng ám dạ chân ma dây dưa, tức thì bị ngũ hành tiềm long kết giới luân phiên oanh tạc, tịnh thế Bạch Linh Long cái này siêu cường thần thông, siêu nguyên linh trận, thi triển chính là thời điểm. Một chiêu này bạo phát, tuy nhiên không đến mức đánh tan hai cái này ác quỷ thức thần, nhưng tối thiểu nhất, kia hình kiếm quang trụ thiêu đốt cùng xuyên thấu năng lực, để hai cái này thức thần ảm đạm không ít. Cùng lúc đó, Dương Sách cùng Long Uyển Oánh trước sau vây công, cũng để Lý Vô Song không cách nào hình thành nghiền ép. Tương xứng. Vô tận huyết sắc đao cương, hóa thành đầy trời mưa to, đem Dương Sách ép ra, lại thẳng hướng Long Uyển Oánh. Lý Vô Song nổi giận. Ngươi còn tưởng rằng, chính mình thật có tư cách làm đối thủ của ta. Tại thời khắc này, cuồng bạo hơn, hung sát, tàn nhẫn lực lượng, ở tại trên thân bao phủ mà ra, huyết nhục của nàng thân thể tại hắc phụ phía dưới hư thối, cả người càng là như trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, một đôi đỏ thấm trên hai mắt máu tươi ào 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 tuôn ra. Lại bay bắn ra, nhỏ xuống tại những cái kia ác quỷ thức thần trên thân. Xì xì xì. 8 đại ác quỷ thức thần, ngửa mặt lên trời phát ra càng thê thảm hơn gọi tiếng, như thế bén nhọn thanh âm, trực tiếp để tù long cốc bên trong người trẻ tuổi màng nhĩ đổ máu, không ít người đánh mất chiến đấu lực, dẫn đến ngũ hành tiềm long kết giới uy lực đều có chỗ hạ xuống. Những thứ này ác quỷ thức thần, hội tụ vào một chỗ, vặn vẹo, dây dưa, tay chân gây dựng lại, một cái so một cái buồn nôn. Phốc phốc phốc, trên người bọn họ, nhiều hơn từng cái ánh mắt, ngắn ngủi trong nháy mắt, 8 đại ác quỷ thức thần, trọn vẹn mấy trăm ngàn to to nhỏ nhỏ ánh mắt tuôn ra thân thể, nhìn chằm chằm Long Uyển Oánh nhìn. Thức thần đạo kiếp, yên hư giới linh. Răng rắc, răng rắc. Từng cái ánh mắt theo ác quỷ thức thần phía trên chóc ra đi ra, chướng ra tay chân cùng cánh, chừng lấy con mắt thật to, hóa thành ánh mắt dòng nước lũ, xông về Long Uyển Oánh, cũng có một bộ phận phóng tới Dương Sách. Rút lui. Dương Sách biến sắc, quát to một tiếng. Hắn vội vàng thu hồi thức thần, tận lực không khiến cái này ánh mắt nhiễm đến chính mình, thế mà Long Uyển Oánh bên kia tao ngộ uy hiếp càng lớn, mắt sáng có thể thấy được, nàng lập tức đều sẽ bị cái này yên hư giới linh chìm ngập. Thật là đáng sợ thức thần đạo kiếp. Dương Sách sắc mặt tái nhợt, ngược lại quay trở lại đến, bát đại ám dạ chân ma treo lơ lửng giữa trời, ở trên cao nhìn xuống, hắc phụ lượn quanh. Thiên ma dạ hành. Một chiêu thức thần đạo kiếp thi triển, ám dạ chân ma già thiên tế nhật, từ bên trên phủ xuống, khói đặc hội tụ thành hắc ám dòng nước lũ, trùng kích ở đâu chút yên hư giới linh mặt bên phía trên, trong lúc nhất thời, kinh khủng nổ tung, tại lúc này khắc phát sinh. Đều đi chết, tự tử, thành toàn các ngươi. Lý Vô Song thê lương kêu to, yên hư giới linh ở khắp mọi nơi, cái kia ánh mắt nổ tung, sẽ hóa thành vô số máu đen, phàm là nhiễm đến huyết nhục, lập tức liền có thể mọc mới ánh mắt. Cái này khiến tịnh thế Bạch Linh Long quả thực thành bia sống,
trong lúc nhất thời trên thân huyết nhục nhúc nhích, những cái kia yên hư giới linh lấy vảy rồng làm căn cơ, trực tiếp dài đi ra. Ầm ầm, chiến trường vô cùng thảm liệt, phương viên 10 vạn mét cơ hồ đều bị phá hủy vì vùng đất hoang vu, trên bầu trời còn có vô số nguyên tố thần tai thần long trùng kích xuống. Đi chết, đi chết. Lý Vô Song phân biết rõ, một chiêu này đã cho đối thủ tạo thành chí mạng áp bách, nhìn đến tịnh thế Bạch Linh Long, Long Uyển Oánh cùng Dương Sách trên thân, đều có nhất định thương thế, nhìn đến bọn họ liên tục bại lui, rất muốn giết chính mình lại bất lực dáng vẻ, Lý Vô Song càng là thư sướng. Không đùa, đến nghe ngươi kêu khóc thời gian. Lý Vô Song lạnh lùng nói. Từ đầu đến cuối, Long Uyển Oánh cơ hồ không cùng nàng đối thoại, hết thảy đều là nàng tự biên tự diễn, bao quát thời khắc này tự tin. Xác thực, một chiêu này thức thần đạo kiếp, đã để tịnh thế Bạch Linh Long trọng thương, không thể không trở về cộng sinh không gian tĩnh dưỡng, Dương Sách cùng Long Uyển Oánh hai người đồng dạng có rất lớn trình độ bị thương. Long Uyển Oánh đập xuống đất. Siêu. Dương Sách đứng vững Lý Vô Song đao, ra sức kéo nàng. Không được, phải dùng bọn họ. Long Uyển Oánh chưa tỉnh hồn nói. Một khi dùng, nhất định phải giết nàng, nếu không thiên mệnh sẽ có phiền phức. Dương Sách nói. Giết đi, lại không giết, người ta cùng đằng sau những hài tử kia, đều sẽ chết. Long Uyển Oánh ánh mắt, dần dần biến đến kiên định, cừu hận càng thêm nồng đậm phóng thích. Được, đến. Dương Sách chỉ dừng lại một hơi thời gian, liền mở miệng nói hai chữ này. Ánh mắt của hắn, cũng biến đến như thế dứt khoát. Hai người bọn họ tăng thêm kết giới, cũng đỡ không nổi Lý Vô Song, đây là sự thật. Vạn Long Thần Sơn khả năng còn không có giết, cũng không biết. Chúng ta lần này nếu có thể thành công, sẽ khiến bên kia, phát sinh hạng gì kịch biến. Tại trước hôm nay, Lý Vô Song thân phận, là Long Uyển Oánh không thể vượt qua khoảng cách. Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, đao đã treo ở vị trí hiểm yếu, còn có đường lui sao? Liền xem như lại giết không nổi người, nàng muốn chúng ta toàn tộc mệnh, ta chỉ có thể cầm lấy binh khí. Bị đè nén quá lâu. Cho đến giờ phút này, chính thức làm ra quyết định. Đi vào được một trận sinh tử chém giết, Long Uyển Oánh nhiều năm áp lực, toàn bộ bạo phát đi ra, tuôn hướng trong tay cấp 7 trật tự thần binh, Bạch Long Thánh Kiếm. Giờ phút này, Lý Vô Song mang theo bát đại thức thần, lại lần nữa bạo sát mà đến, cái kia giữ tợn ánh mắt, đã cho Long Uyển Oánh phán quyết tử hình. Thê lương thảm liệt tiếng cười, càng khiến người ta rùng mình. Ngươi xong, hì hì. Lý Vô Song đối với Thiên Nguyệt Thần Ma, thổi một ngụm. Là ngươi xong. Long Uyển Oánh thu hồi ôn nhu, trên đỉnh đầu nhỏ xuống đến khóe mắt, trên mặt rất nhiều vết thương, càng làm cho nàng giờ phút này biến đến thiết huyết. Tại cái này điện thạch hỏa quang tai nạn trong nháy mắt. Ngân Trần. Tại Long Uyển Oánh kêu gọi tới, những cái kia từ vừa mới bắt đầu thì yên lặng tại Lý Vô Song thể nội, lấy vạn giới vĩnh sinh thú sinh mệnh đặc thù hình thức, làm tốt trung cực ngụy trang 100.000 vệ cốt nghĩ, rốt cục tỉnh lại. 100.000. Cái số này. Không đến mức hoàn toàn hủy diệt Lý Vô Song, thế nhưng là tại loại này trong chiến đấu, bọn họ đột nhiên mang tới thống khổ, cái kia là phi thường chí mạng. Lý Vô Song còn tại rít lên lấy bổ về phía Long Uyển Oánh thời điểm, sắc mặt của nàng lại tại thời khắc này, đột nhiên biến đến vặn vẹo. Ách! Trong nháy mắt trắng xám, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, theo trên đầu của nàng rơi xuống, trong đó còn hỗn tạp giọt máu. Vì phát huy tác dụng, phệ cốt nghĩ khẳng định là toàn quân xuất động. Bọn họ trốn ở tinh luân nguyên lực không cách nào toàn bộ hủy diệt vị trí, chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ là có thể đem Lý Vô Song, biến thành không xương người. Nó thái cổ hỗn độn cự thú phẩm chất riêng, cao hơn nhiều Lý Vô Song tầng thứ. Ngắn ngủi ba hơi, Lý Vô Song theo nhíu mày, đến đình chỉ công kích, đau đến co rút. Liền mang theo cái kia bát đại thức thần đều hứng chịu tới ảnh hưởng, biến đến có chút hỗn loạn. Đây là Long Uyển Oánh cùng Dương Sách chỗ chờ đợi. Cơ hội ngàn năm một thuở. Nhanh hơn bọn họ, là thời khắc khắc đều tại tiến công Lý Vô Song mấy trăm ngàn nguyên tố thần tai thần long. Giống giống. Vô tận thần tai, lấy ngũ hành hỗn hợp lại cùng nhau, trước xung hợp, tại xung đột, đến Lý Vô Song cùng nàng thức thần trước mặt thời điểm, trực tiếp trùng kích đi lên. Phốc phốc phốc. Từng đầu thần long, đâm vào thức thần phía trên. Bát đại ám dạ chân ma, càng là dũng mãnh vô song. Lúc này thời điểm dài ra mấy chục điều màu đen xúc tu, mỗi một điều xúc tu đều giống như lang nha bổng một dạng, từ phía sau lưng dây dưa kéo lại nguyên một đám to lớn âm trầm ác quỷ thức thần. Cái gì? Lý Vô Song sắc mặt nhăn nhó, nàng bị qua thống khổ.
có thể loại này cấp bậc, còn là lần đầu tiên gặp. Phốc phốc, nàng vậy mà chính mình chém đứt một ngón tay. Cái kia cốt cách đứt gãy chỗ, mấy cái kim loại con kiến rớt xuống, rơi vào trên bàn tay của nàng. Lý Vô Song tại chỗ ngây người. Nàng trong ấn tượng, Lý Thiên Mệnh có một cái cộng sinh thú, cũng là kim loại mẫu hoàng hệ, nàng thậm chí tại một ít địa phương, nhìn qua những thứ này màu bạc con kiến. Nhưng là, nàng vạn vạn không nghĩ đến, xương cốt của mình bên trong, vậy mà cất giấu loại này so với chính mình còn ma quỷ đồ vật. Bất cứ người nào, nhìn đến chính mình xương cốt bên trong, tràn đầy lít nha lít nhít con kiến thời điểm, đều sẽ sinh ra chí mạng hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Song cơ hồ cắn nát đầu lưỡi, hô lên cái này một cái tên. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng lại độ phát ra tiếng kêu thảm, phệ cốt nghĩ mãnh liệt cắn xé, triệt để cùng nàng liều mạng. Người điên, người chết. Ngân trần cái kia băng lãnh máy móc thanh âm, tại nàng xương cốt bên trong vang lên. Cái này toàn bộ quá trình bên trong, Long Uyển oánh kiếm, còn có nàng một lần nữa theo cộng sinh không gian đi ra thần long, còn có Dương Sách trường thương, đều đang thi triển tuyệt sát. Rầm rầm rầm. Lý Vô Song tại kêu đau đớn thời điểm, còn cầm Thiên Nguyệt thần ma cuồng sát. Ông! Chiến trường động tĩnh kinh thiên động địa, hỏa diễm cuồng bay, phong bạo tê thiên. Người đây là cái gì? Lý Vô Song ánh mắt, biến đến càng thêm vặn vẹo, nàng không thể không thừa nhận, giờ khắc này ngoài ý muốn, để cho nàng sinh ra một số hoảng sợ. Nàng coi là thường thấy ác quỷ, liền sẽ không lại sợ. Ai có thể ngờ tới, trên thế giới này có dấu ở cốt cách bên trong, ký sinh ở trên người con kiến. Ai mới là ác quỷ? A, à, Lý Vô Song tóc rối bời phấn khởi, mỗi một cái động tác, mỗi một lần hành động đều hứng chịu tới ảnh hưởng, thậm chí một số thời khắc, nàng tại trên mặt đất lăn lộn đầy đất, máu tươi chảy đến khắp nơi đều là. Phốc phốc, Dương Sách bình tĩnh tỉnh táo, thương xuất như long, thương thứ nhất theo đêm tối đánh tới, đâm vào Lý Vô Song xương bả vai phía trên, trực tiếp xuyên qua. Ầm ầm, trên đỉnh đầu một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi xuyên qua xuống tới, kém chút đem Dương Sách đầu xuyên qua. Đây là Lý Vô Song áo bào đỏ nữ quỷ thức thần. Thế mà sau một khắc, cái kia tóc rối bời phấn khởi áo bào đỏ nữ quỷ, liền bị ngũ hành tiềm long kết giới nguyên tố thần tai oanh tạc vỡ vụn, tại chỗ hóa thành bột phấn, thu hồi đến trên bờ vai kiếp vòng bên trong. Nhưng tại giây phút này, một nói ánh kiếm màu trắng lao vút mà đến. Đinh! Nho nhỏ một đạo kiếm quang, ẩn chứa rất nhiều huyền ảo, biến hóa thất thường, Lý Vô Song chỉ muốn né tránh, trên bờ vai xương cốt xác thực truyền đến lớn nhất thấu xương đau, để cho nàng tại chỗ kêu đau đớn. Phốc phốc, cái kia một đạo kiếm quang, đâm vào áo bào đỏ nữ quỷ thức thần kiếp vòng phía trên. Oanh, cả một kiếp vòng, tại Long Uyển oánh một kiếm phía dưới, tại chỗ vỡ tan. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo thức thần chi lực bạo phát đi ra, đem Long Uyển oánh hất bay ra ngoài. Cũng để cho Lý Vô Song bay rớt ra ngoài, cả người nện bay lên trời. Ta kiếp vòng. Nàng rớt xuống, đập vỡ nham thạch, lại hốt hoảng bò lên, khi nhìn thấy kiếp vòng hủy diệt về sau, nàng há to mồm, duỗi dài đầu lưỡi, mở to hai mắt nhìn, cả khuôn mặt vặn vẹo, toát ra thống khổ cực độ thần sắc. Mất đi mỹ mạo về sau, nàng nắm giữ chí tôn giống như thực lực. Đây cũng là nàng hết thảy. Nhưng là bây giờ... Long Uyển oánh hủy đi nàng trở thành đế tôn hy vọng. Nàng có thể sẽ không còn có một lần kiếp vòng phá rồi lại lập cơ hội. Bảy cái kiếp vòng là không thể nào trở thành đế tôn, Lý Vô Song, ngươi không có mỹ mạo, không có kiếp vòng, ngươi đã không có gì cả. Lại hoặc là nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu thì không có gì cả. Xương máu trong khói dày đặc, cái kia một cái trên thân tràn đầy vết máu nữ nhân, lại lần nữa vọt tới Lý Vô Song trước mắt. Nàng cuối cùng dương mi thổ khí, trong ánh mắt có vô tận thoải mái, đó là đè ép quá lâu về sau cửu hận, có thể phóng thích về sau, lấy được linh hồn thăng hoa. Nàng câu nói này, càng là giết người chu tâm. Ngươi không có gì cả. Ngươi đáng thương, ngươi đáng hận. Lý Vô Song mất đi một kiếp vòng về sau, tất cả kiêu ngạo trong nháy mắt tan thành mây khói, nàng thật vất vả thôi miên chính mình, để cho mình cưỡng ép tha thứ Thái Dương đế tôn, thế nhưng là giờ khắc này, chân chính tuyệt vọng. Buông xuống đỉnh đầu. A, à, Lý Vô Song cơ hồ đem đôi môi xé rách, ánh mắt ào 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 tích huyết. Cho nên kết quả là, người cái kia hận người, thật không phải ta, mà chính là ngươi huynh trưởng, là Thái Dương đế tôn, là hắn đem ngươi biến thành dạng này, là hắn hủy đi ngươi. Có điều, cái này cũng không ảnh hưởng ta thống hận ngươi. Ta thật theo không nghĩ tới, ta sẽ có để ngươi trả giá thật lớn một ngày,
có lẽ ta hôm nay giết ngươi, không có đường lui nữa, thậm chí ta đã làm tốt bị giết chuẩn bị, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ta Long Uyển oánh cả đời này, đáng giá, mà ngươi ngơ ngơ ngác ngác, qua được không như lợn chó, ngươi không đáng giá. Ta hận ngươi, cũng đáng thương ngươi. Long Uyển oánh thậm chí so chính nàng, còn hiểu hơn nàng. Cho nên lúc này thời điểm, nàng mới có thể nói nhượng lại Lý Vô Song ruột gan đứt từng khúc. Là ai hủy đi nàng? Là ai bảo nàng ghen ghét? Là ai, đem nàng nhắm lại tuyệt lộ, để cho nàng đối một bộ xấu xí dung mạo đều có thể sinh ra tự mình si mê? Lý Vô Song tâm lý, trong nháy mắt xuất hiện một cái kia kim sắc bóng người. Một khắc này, toàn thân giới tử đều tại run rẩy. Không chỉ là ruột gan đứt từng khúc, còn có hồn phi phách tán. Ây! Phệ cốt nghĩ đau, giờ khắc này cũng không sánh nổi đau lòng, so ra kém mê mang. Cả đời này sống cái gì? Cao cao tại thượng, lại có cái gì? Một cái bình thường thân nhân đều không có, một cái khuynh thuật người đều không có, duy nhất trí nhớ chính là mình lãnh khốc khuôn mặt. Lòng đang ào 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 tích huyết. Thân thể cũng đang rỉ máu. Bởi vì Dương Sách trường thương, lại một lần xuyên thấu nàng một cái khác kiếp vòng. Ầm ầm, thức thần nổ tung, lại cũng không về được. Long Uyển oánh, để cho nàng trực tiếp chết đuối. Ầm ầm, lại là một cái thức thần nổ tung. Nàng thất tha thất thểu, chống Thiên Nguyệt thần ma, cơ hồ ngã xuống. Ha ha, ở trong mắt nàng, toàn bộ thế giới đều tại lay động, đều bị huyết sắc xâm lấn, những cái kia theo hài đồng bắt đầu trí nhớ, một chút xíu xông lên đầu. Trong trí nhớ, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, cái kia nam nhân liền đem chính mình chộp trong tay, dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy chính mình. Nàng thống khổ, nhưng cũng càng ngày càng si mê. Hắn là huynh trưởng, vẫn là cái gì? Ma quỷ, trụ cột, vì cái gì thống hận, cự tuyệt cái thế giới này, vì cái gì không quen nhìn những cái kia sinh ra thì mỹ người tốt đâu. Hết thảy đều là có nguyên nhân. Tại Long Uyển oánh run rẩy, đưa trong tay kiếm, đến tại cổ họng của nàng vị trí thời điểm. Nàng ánh mắt tán loạn, trong ý thức duy nhất tồn tại người, là cái này hằng tinh nguyên thế giới người thống trị. Ca ca, cứu ta. Nàng bản năng vươn tay, muốn nắm ở người kia. Thế nhưng là nàng lại sợ, bởi vì hắn mới là kẻ đáng sợ nhất. Nàng tại ác mộng bên trong run rẩy. Một cái kia nụ cười cổ quái, khắc ở trong đầu. Thẳng đến trên cổ truyền đến đau đớn một hồi. Đầu không có. À không, là thân thể không có. Long Uyển oánh trên tay phải kiếm, đang rỉ máu. Nàng tay trái cũng đang rỉ máu. Bởi vì cái tay này, mang theo một cái ác quỷ đầu người. Dương Sách. Long Uyển oánh khẽ gọi một tiếng, chậm rãi ngồi ngã trên mặt đất. Chỉ là một tiếng này kêu gọi, đã hao phí nàng chỗ có sức lực. Đây là cả một đời lớn nhất, kích thích, thời khắc. Theo cuối cùng vung ra một kiếm kia, đến bây giờ hư thoát một dạng ngồi dưới đất. Long Uyển oánh chỗ cảm thụ cũng không phải là cực hạn cuồng hoan cùng khoái lạc, mà chính là đầu óc trống rỗng, liền quanh thân thương thế, đều giống như đã mất đi chi giác. Thời gian cơ hồ đứng im. Long Uyển oánh chật vật cúi đầu xuống, nhìn mấy mắt trong tay Lý Vô Song thủ cấp, xác nhận vô số lần, mới rốt cục vững tin, nàng thật giết Lý Vô Song. Đây là lúc trước không dám nghĩ sự tình. Đây là tha thiết ước mơ lại hoảng sợ sự tình. Bịch. Nàng lo sợ không yên đem cái này xấu xí thủ cấp ném ra ngoài, trong đầu, Lý Vô Song trên mặt thời khắc này biểu lộ, đoán chừng về sau cũng không quên được. Đó là một loại tuyệt vọng, giãy giụa, lại cực hạn thống khổ, không cam lòng biểu lộ, ánh mắt của nàng lỗ trống, tuy nhiên chết bởi Long Uyển oánh chi thủ, thế nhưng là nàng tựa hồ lại tại oán hận những người khác. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là Thái Dương Đế Tôn. Không có sao chứ, thương thế có nặng hay không? Dương Sách đi tới bên cạnh nàng, ngắm nhìn nàng hỏi. Còn tốt, phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Long Uyển oánh hít sâu một hơi, trên thân thể loại kia chết lặng cảm giác, cái này mới chậm rãi biến mất. Nàng lại lần nữa nhìn Lý Vô Song mấy mắt. Không sai, chết rồi. Không nhúc nhích, nàng bị chết rất thống khổ. Đây là Long Uyển oánh khát vọng cho nỗi thống khổ của nàng. Cho nên cho tới giờ khắc này, loại kia báo thù thống khoái, hưng phấn. Mới giống như là thủy triều vọt tới. Ta, nước mắt tràn mi mà ra. Thiên ca, tiểu thiên, ta báo thù cho các ngươi. Một chút nhìn không được, nàng trực tiếp thất thanh, oa một tiếng khóc lên. Nhiều năm áp lực cừu hận như vỡ đê hồng thủy, đến mức nàng hoàn toàn không để ý tới hình tượng, biến thành gào khóc.
Dương Sách ngơ ngác một chút. Mây hồng hào quang chiếu rọi phía dưới, hắn lạnh lùng khuôn mặt, không khỏi lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Thấy được nàng có thể giải thoát, làm hiểu rõ nhất nàng người, khẳng định vì nàng mà cao hứng. Đây là số mệnh gông xiềng, bỗng nhiên đứt gãy cảm giác. Dương Sách như chút được gánh nặng. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực đem Long Uyển oánh số mệnh, xem như là mình số mệnh. Thay vào, liền biết bọn họ hôm nay giết Lý Vô Song, đối Long Uyển oánh mà nói mang ý nghĩa chết cũng không tiếc. Sống tạm nhiều năm như vậy, không liền vì hôm nay sao? Chỉ là, Dương Sách sắc mặt rất nhanh liền biến đến trầm trọng, hắn cúi đầu nhìn lấy Lý Vô Song xấu xí mà tuyệt vọng xác chết. Nàng là chết, thế nhưng là, giết nàng rất khó, tiếp nhận nàng sau khi chết tai nạn cùng phong bạo, càng khó. Long Uyển oánh vì cái gì tại nàng hôn mê, cũng không dám động thủ. Đó là bởi vì, ai cũng sợ trật tự thiên tộc, đều sợ Thái Dương đế tôn. Uyển oánh. Tại nàng phát thiết tâm tình thời điểm, Dương Sách hô nàng một tiếng, duỗi ra một cái tay đem nàng đỡ lên. Hắn nhìn mấy lần, phát hiện Lý Vô Song cái kia ác quỷ thức thần cùng thiên nguyệt thần ma lực lượng, có không ít xâm lấn Long Uyển oánh thân thể, còn tại hắn giới tử bên trong tàn phá bừa bãi, trong đó bụng cùng phần lưng có hai khối lớn thương thế, đều có rất nghiêm trọng giới tử phá nát, huyết nhục ăn mòn. Đây nhất định là phải cần trật tự thần đan, mới có thể chữa trị. Lý Vô Song cái chết, Thái Dương đế tôn khẳng định lập tức biết được, bởi vì Vạn Long thần sơn bên kia còn không có đánh lên, cái chết của nàng khẳng định sẽ tăng lên bên kia xung đột, Hiên Viên Long tông tiếp đó, cũng sẽ tiếp nhận càng khốc liệt hơn đả kích, thậm chí rất có thể dẫn phát Thái Dương đế tôn nổi giận, không nể mặt mũi. Đây là không thể không đối mặt sự thật. Đương nhiên, kỳ thật bọn họ là không có lựa chọn. Bởi vì Lý Vô Song quá mạnh, không đánh tan nàng, Long Uyển oánh hẳn phải chết, đằng sau mấy trăm ngàn đại biểu cho Hiên Viên Long Tông tương lai đệ tử, cũng đều hẳn phải chết. Hủy đi nàng một kiếp vòng, cũng tương đương hủy đi nàng người này, cùng giết cũng không có khác nhau. Vậy còn không bằng giết. Còn nữa, nói thật, coi như Lý Vô Song bất tử, Vạn Long Thần Sơn tình huống cũng không lạc quan. Cái chết của nàng, đến cùng sẽ tạo thành hạng gì phong ba, tạm thời đều không thể nào đoán trước. Long Uyển oánh tâm tình, cũng biến đến nặng nề lên. Nàng hít thở sâu một hơi, nói, không có cách nào, đều là nàng ép, bây giờ có thể làm, chính là nhanh điểm về Vạn Long Thần Sơn, cùng mọi người cùng nhau cùng tồn vong đi. Dương Sách gật đầu. Bọn họ liếc nhau một cái. Tạm thời đến xem, bởi vì Lý Vô Song muốn một mình tại cái này giết Long Uyển oánh, chỗ lấy trước mắt cũng không có những người khác đến Tù Long Cốc. Đi. Thời gian quý giá, hai người lập tức lên đường. Long Uyển oánh di động không tiện, liền có một đầu thương thế so hơi nhẹ Tịnh Thế Bạch Linh Long mang lấy bọn hắn trở về. Đứng tại Tịnh Thế Bạch Linh Long trên đỉnh đầu, Dương Sách nhìn về phía trước, ánh mắt vẫn luôn đang biến hóa. Càng ngày càng thâm trầm. Tịnh Thế Bạch Linh Long, giờ phút này vừa mới bay lên mà lên. Đang suy nghĩ gì đấy? Long Uyển oánh có chút yếu ớt nói. Đế tôn cùng Lý Vô Song có quan hệ đặc thù, nếu như hắn thật đem Lý Vô Song, đem so với thê tử, nhi tử đều trọng yếu, nếu như hắn biết Lý Vô Song chết rồi, từ trước đến nay bày mưu tính kế hắn, nếu là lâm vào nổi giận trạng thái, chúng ta hai cái là hẳn phải chết. Mặc kệ chúng ta ở nơi nào, đều chạy không khỏi hắn giết hại. Dương Sách nói. Tựa như nha. Long Uyển oánh ánh mắt u buồn, nàng nghĩ nghĩ về sau, lắc lắc đầu nói, không đúng. Giết Lý Vô Song người là ta, cùng ngươi không có quan hệ. Đời ta có thể mang đi Lý Vô Song, đã huyết kiếm lời, ta chết đi không quan hệ, mười phần có lời, nhưng là ngươi không được, ngươi cần phải thật tốt sống sót biết không? Dương Sách, ngươi lại không nợ ta cái gì, ngươi nhất định muốn thật tốt. Dương Sách ngắm nhìn con mắt của nàng, nhẹ gật đầu. Đồng ý cực kỳ nhanh. Thế nhưng là, Long Uyển oánh hiểu rõ hắn. Đáp ứng như vậy dứt khoát. Thường thường đều là do làm gió bên tai, trên miệng đáp ứng, trên thực tế lại không nghe lọt tai. Dạng này, lá mặt lá trái, hắn cũng không phải lần đầu tiên. Dương Sách, ta là chăm chú, có cơ hội ngươi thì thoát ly hiểm nghi, tận khả năng trốn đi, một hồi sau khi trở về, muốn là đế tôn nổi giận, ta đi chịu chết, để hắn phát tiết lửa giận. Long Uyển oánh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Rồi nói sau, tối thiểu nhất bên kia đánh lên. Làm Đại Mạc Ti ta phải xung phong. Để cho ta trốn đi làm kẻ hèn nhát, làm sao có thể? Ta dám đứng tại trật tự thiên tộc mặt đối lập, thì theo chưa sợ qua chết. Dương Sách nói.
Dương Sách, Thánh Long Hoàng bọn họ, là hy vọng ngươi có thể giữ vững Hiên Viên Long Tông tương lai, lấy mệnh tương bác chuyện này, không tới phiên ngươi. Long Uyển Oánh hơi giận nói. Bọn họ là hy vọng ngươi cùng ta cùng một chỗ, tận khả năng để Hiên Viên truyền thừa tiếp. Trong đó ngươi mới là quan trọng, dù sao dù nói thế nào, ngươi thông minh, cứng cỏi, sao ta có lãnh đạo lực, ta người này không thích hợp giữ thể diện, ta lười, ta không nguyện ý làm tu hành bên ngoài sự tình, ta không cách nào đảm nhiệm. Dương Sách rất bình tĩnh mà nói. Sau khi nói xong, nàng gặp Long Uyển Oánh lại muốn há miệng, liền thở dài một tiếng, nói, khác tranh luận, thật tốt dưỡng thương, yên tâm đi, ta cũng không phải chịu chết quái. Tốt a, dù sao, không cho ngươi lại bỏ ra. Long Uyển Oánh ôn nhu nói. Nỗ lực. Dương Sách nhún nhún vai, một mặt không quan trọng dáng vẻ, nói, ta không cảm thấy mình là tại nỗ lực a, bất quá là vì đời sau làm nền thôi, ta tính qua. Long Quân Hiên chết sớm, đầu thai cũng sớm, ta và ngươi tối thiểu càng cùng tuổi một số, đời này ta giận soát tồn tại cảm giác, đời sau đâu, liền không có Long Quân Hiên chuyện gì. Long Uyển Oánh ngơ ngác nhìn hắn. Đây là đang nói đùa sao? Còn là thông qua nói đùa, nói ra lời trong lòng. Vậy đời này con đâu? Long Uyển Oánh suy nghĩ hỗn loạn, đầu lưỡi có chút phát run, nói ra câu nói này. Dương Sách híp mắt cười một tiếng. Có thể thấy được hắn tuy nhiên lạnh lùng, nhưng là cười rộ lên vẫn là rất chói lọi. Đời này quên đi thôi, người quá yêu hắn, có nhiều như vậy ngọt ngào quý giá nhớ lại, khi còn sống ta không phải đối thủ của hắn, sau khi hắn chết ta càng không muốn thừa lúc vắng mà vào. Uyển Oánh, tình cảm của ngươi là thuần túy, ta không muốn phá hư, cả một đời thì yêu một người rất tốt. Ngươi không cần thương hại hoặc là thông cảm ta, tối thiểu nhất đời sau đội, ta trước sắp xếp đi. Những lời này nghe là rất thoải mái. Có thể Long Uyển Oánh vẫn là rơi lệ. Nàng cúi đầu xuống, cắn cắn môi đỏ, nói, ta quá may mắn, có thể đụng tới các ngươi nam nhân như vậy, ta có tài đức gì. Long Quân Hiên rất tốt. Dương Sách cũng rất tốt. Được, Khác Ô nghẹn ngào nuốt, ta chính là không thích hàng đã xài rồi, ghét bỏ ngươi, biết không? Dương Sách híp mắt cười nói. Lăn a ngươi. Long Uyển Oánh nín khóc mỉm cười. Hàng đã xài rồi, nghe thật là rất khó nghe. Nói đến khó nghe như vậy, có thể còn không phải để cho nàng khác xoắn suýt. Chỉ là muốn để cho nàng dễ dàng một chút mà thôi. Thật sự hữu hiệu quả. Cái từ này, nàng càng nghĩ càng giận, tức giận đến hận không thể lên đánh hắn một trận. Tốt a, tính ngươi ý thức tốt trước xếp hàng, vậy ta đáp ứng ngươi, đời sau là của ngươi. Long Uyển Oánh nói. Được. Mây hồng thiêu đốt dưới. Nam nhân hiểu ý cười một tiếng, xem ra rất rực rỡ, rất vui vẻ. Thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Thì trong chớp mắt này, đột nhiên, cái kia cuồn cuộn đốt cháy mây hồng, bỗng nhiên sóng lửa lăn lộn. Mãnh liệt chấn động gây nên cái này vô tận biển lửa, lật lên ngập trời, hỏa diễm biển động, theo Dương Sách cùng Long Uyển Oánh trên đỉnh đầu lăn đi. Bọn họ đều ngây ngốc một chút. Ầm ầm, một cái đường kính 100 mét ngọn lửa màu vàng bóng. Đột nhiên theo mây hồng bên trong phá ra, hình thành một đạo chói mắt, nóng rực hỏa trụ, mang theo kéo dài kéo đuôi, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Khí thế ngập trời, tốc độ khủng bố. Cơ hồ thì trong nháy mắt, ngọn lửa màu vàng óng này bóng thì xuất hiện ở tình thế Bạch Linh Long trước mắt. Cái này như Bạch Ngọc Thần Long vội vàng trừng lớn long nhãn, trên không trung dừng lại, lúc này mới tránh khỏi đụng vào ngọn lửa màu vàng óng này bóng phía trên. Ông! Ngập trời khí tràng! Như là dày đến mấy triệu mét mây hồng, trực tiếp chấn áp tại Dương Sách cùng Long Uyển Oánh trên thân, để bọn hắn trực tiếp không thở nổi. Sắc mặt hai người trắng bệch. Ánh mắt xuyên qua ngọn lửa màu vàng óng kia, tại hình cầu kia trung ương, một cái cao lớn khôi ngô bóng người màu vàng óng, mình trần trên thân, tóc rối bời phấn khởi, một đôi chói mắt nhãn cầu, như là hai cái đốt cháy hằng tinh nguyên. Cái này trong ánh mắt hỏa diễm, trực tiếp đều thiêu tại tình thế Bạch Linh Long trên thân. Làm đến nó cái kia bạch ngọc long vảy, đều bị thiêu đến hỏa hồng. Nó vội vàng trở về cộng sinh không gian, dù sao thân thể quá lớn, không tốt chạy trốn. Lúc này, Long Uyển Oánh ngón tay, đều nhỏ hơi run lên một cái. Người tới khí tràng, hình dạng, còn có cái này làm cho người ngạt thở, cảm giác sợ hãi, thậm chí ngay cả sinh mệnh tầng thứ chân áp, đều đang nói rõ thân phận của hắn. Thái Dương Đế Tôn. Hôn lễ sắp đến, hắn không có đi Vạn Long Thần Sơn. Phản mà xuất hiện ở đây, nói rõ cái gì? Theo trên người áp lực, còn có ngọn lửa màu vàng óng nảy bóng, mang đến ác mộng giống như cảm giác,
đều có thể phán đoán ra, thời khắc này Thái Dương Đế Tôn, ở vào cho tới bây giờ đều không có tâm tình lúc bộc phát khắc. Đây là mặt trời chi nộ. Làm hắn xuất hiện một khắc, trên trời mây hồng, phiên giang đảo hải, như là tận thế, không khí vô cùng khô nóng, thậm chí ngay cả dưới chân khắp nơi, cũng bắt đầu chấn động. Dãy núi bắt đầu run rẩy, giang hà trực tiếp ngược dòng, mắt trần có thể thấy thế giới, đều bởi vì hắn tức giận mà hoảng sợ. Hắn tựa như là mặt trời này chủ nhân. Toàn thế giới, đều thuộc về một phần của thân thể hắn. Vạn Long Thần Sơn mới là quan trọng chi địa, hắn lại xuất hiện ở đây, chẳng phải là nói, Lý Vô Song so với hắn chăm chú bảy kế trận kia hôn lễ, đều còn trọng yếu hơn. Long Uyển Oánh từ khi nhìn đến hắn một khắc này, liền biết hết thảy xong đời. May mắn, hắn xuất hiện ở đây, muốn là bên kia đánh lên, thời gian ngắn áp lực nhỏ một chút, chúng ta cũng coi như lập công. Nàng nghĩ thầm, có lẽ Dương Sách cũng là ý nghĩ này. Cho nên, biết rõ phải chết, bọn họ lại không có quá nhiều hoảng hốt. Bất quá Lý Vô Song tại Thái Dương Đế Tôn trong lòng, trọng yếu đến trình độ như vậy, ngược lại để bọn họ có chút ngoài ý muốn. Duy nhất để Long Uyển Oánh vô cùng khó chịu là, nếu như vậy, Dương Sách thì không cách nào chạy thoát. Nàng tự nhận là chết cũng kiếm lời, có thể Dương Sách không có thể sống sót, để cho nàng vô cùng thê thảm. Không có việc gì, cùng chết, đời sau còn có thể thanh mai trúc mã. Đế Tôn xuất hiện thời điểm, Dương Sách mỉm cười nói. Hắn là cái con người kiên cường, bóng ma tử vong bao phủ thời điểm, hắn ánh mắt thì chưa từng thay đổi. Hết thảy đều tại điện thạch hỏa quang ở giữa. Ông, cơ hồ thì tại tiếp theo trong nháy mắt, theo thiên địa oanh minh, cái kia tại trước mặt bọn hắn như cùng đến tôn thần linh giống như Thái Dương Đế Tôn, đã hướng lấy bọn hắn đánh tới. Oanh, Dương Sách thừa dịp vô hại, trước mắt một bước xông ra, muốn ngăn trở Thái Dương Đế Tôn. Ông, Thái Dương Đế Tôn đơn giản một quyền đánh ra. Bát đại ám dạ chân ma mới ra Dương Sách, tại một quyền này chi uy dưới, trực tiếp bị to lớn kim sắc quyền ấn đánh bay ra ngoài, tại chỗ phun máu, liền ở ngực đều lõm vào, xương sườn từng chiếc vỡ vụn, đâm vào trong ngũ tạng lục phủ, toàn thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Cả người hắn càng là từ trên trời trực tiếp nện xuống, như sao băng một dạng rơi xuống đất, nện đến mặt đất nổ tung, phá ra một cái đường kính ngàn mét phía trên hố sâu, ngọn lửa màu vàng óng kia quyền uy càng là bao phủ mở ra. Đem mặt đất phương viên 10.000 mét, đều đốt thành đất khô cằn. Dương Sách, Long Uyển Oánh ánh mắt lại lần nữa đỏ thẫm. Tại Thái Dương chi chủ trước mặt, cho dù là bọn họ, đều chỉ có thể nhận mệnh. Phốc, một cái tên vừa hô ra miệng, một cái rộng lớn bàn tay màu vàng óng, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, giống như là cầm một cái quả táo giống như, nắm Long Uyển Oánh đầu. Cái này một cái toàn thân đều là kim sắc thần văn cự nhân, đứng ở trước mặt của nàng. Ở trên cao nhìn xuống, cái kia như hằng tinh nguyên một dạng nung khô hai mắt, lạnh lùng thiêu tại trên người của nàng. Làm loại này lạnh lùng bên trong tăng thêm một loại Thái Dương Đế Tôn chưa bao giờ từng có tức giận về sau, chỉ là ánh mắt, liền có thể để Long Uyển Oánh, sinh ra một loại bình thường người đối mặt thần linh cảm giác sợ hãi. Nàng minh bạch, hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, thì có thể đưa nàng cả cái đầu như là đậu hũ tan thành phấn vụn. Nàng khoảng cách một mệnh ô hô, khả năng chỉ có trong nháy mắt. Một chân đã bước vào quỷ môn quan. Ánh mắt của nàng, xuyên qua hắn khe hở, thấy được cái kia một trương hơi hơi cúi đầu to lớn kim sắc khuôn mặt, mặc kệ nàng lại nói với chính mình không muốn hoảng sợ, có thể toàn thân vẫn là không nhịn được run rẩy, tựa như là một cái bị hùng sư đặt tại móng vuốt phía dưới thỏ trắng nhỏ. Lý vô địch, ta không sợ ngươi, ta giết em gái ngươi, ta báo thù. Ngươi giết ta đi, ta chết cũng không tiếc, ha ha. Nàng trừng to mắt. Dùng run rẩy môi lưỡi, dùng hết tất cả khí lực nói chuyện. Kỳ thật nàng chỉ là muốn, có lẽ chính mình nhiều lời một đôi lời, liền có thể để Dương Sách tìm tới thoát ly cơ hội. Giờ phút này, nàng mơ ước lớn nhất, cũng là Dương Sách có thể hiểu nàng ý tứ. Dương Sách, chạy mau a. Nếu như có thể kêu đi ra, một câu nói kia, nàng nhất định kêu tê tâm liệt phế. Nói là chết cũng không tiếc, kỳ thật có tiếc nuối. Cái kia chính là Dương Sách. Nàng 1.000 cái, 10.000 cái, đều không muốn để cho hắn chết. Vì thế coi như mình nhận hết tra tấn, nàng đều nguyện ý. Nàng cưỡng ép trợn to hai mắt, cái này một đôi dấu ở Thái Dương Đế Tôn giữa kẽ tay ánh mắt, hoảng sợ mà kiên cường, phía trên tơ máu trải rộng, có thể liền cái kia tơ máu đều đang run rẩy. Cổ của nàng bởi vì Thái Dương Đế Tôn lôi kéo, đã bị kéo dài một chút,
phía trên gân xanh hoàn toàn bạo khởi. Tại Thái Dương Đế Tôn trong tay, nàng cái này non mịn cổ, tựa như là một đầu dây thun, kéo một cái liền có thể gãy mất. Thái Dương Đế Tôn, ta biết ngươi cường đại, ngươi vô địch toàn thế giới, ngươi bày mưu tính kế, ngươi có thể nắm giữ cái này trên Thái Dương mạng của tất cả mọi người vận, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ngươi lại ngay cả người thân nhất đều thủ không bảo vệ được, muội muội của ngươi Lý Vô Song, bị ta giết, là ta tự mình hủy đi nàng kiếp vòng, là ta động thủ chặt xuống đầu của nàng, tất cả đều là ta làm. Ngươi có gan liền giết ta, giết a, giết a. Nàng đều không phân biệt được, trong mắt là huyết vẫn là nước mắt. Nàng chỉ là khát vọng, Dương Sách có thể đào tẩu. Thế nhưng là nàng đầu bị nắm bắt, nàng không nhìn thấy Dương Sách ở nơi nào. Cho tới giờ khắc này, nàng mười ngón tay tựa như là bị điện giật một dạng đang run rẩy. Nàng không phải sợ chết, tử vong chỉ sợ chỉ là sự tình trong nháy mắt, nàng chỉ là theo thực chất bên trong sợ hãi Thái Dương Đế Tôn. Có chút sợ hãi, siêu thoát sinh tử. Dương Sách, lớn nhất lúc tuyệt vọng, nàng trong lòng nhớ tới cái tên này, nhắm mắt lại thời điểm, nước mắt lại như xôn xao rơi xuống, nhiễm ướt cả khuôn mặt. Cái kia mảnh mai nữ tử thân thể, hai tay vô lực rũ cụp lấy, xem ra tựa như là cái kia tóc vàng cự trong tay người đồ chơi. Tử vong, vì cái gì còn chưa tới? Tại trong hoảng hốt, nàng nghe được một thanh âm. Tại phía sau của nàng, có một người nam nhân, dùng trầm thấp, khan khan, sát khí ngập trời thanh âm, đối Thái Dương Đế Tôn nói, uy, người tin hay không, người giết không chết nàng. Là Dương Sách. Long Uyển Oánh nhìn không thấy hắn. Nàng tuyệt vọng minh bạch, Dương Sách cũng không phải là loại kia sẽ vứt xuống chính mình đào tẩu người. Không. Nàng vươn tay, muốn kéo mở trên đầu cái tay này, nàng muốn nhìn một chút bộ dáng của hắn. Nhưng là, nàng liền một ngón tay đều đập bất động. Nàng chỉ có thể thông qua khe hở, trông thấy trước mắt cái này tóc vàng cự nhân ngẩng đầu, dùng cái kia thiêu đốt hai mắt, nhìn về phía sau của nàng. Sau đó hắn dùng vô cùng cẩn trọng thanh âm, nói hai chữ. Không tin. Có lẽ từ đầu tới đuôi, hắn chỉ là đang nghiên cứu, muốn như thế nào giết Long Uyển Oánh, mới có thể để cho hắn dễ chịu như vậy một chút. Vậy ngươi xem tốt a, Thái Dương Đế Tôn. Thanh âm từ phía sau truyền đến, có chút khinh miệt, có chút kiêu căng. Đây mới là Long Uyển Oánh trong trí nhớ, Dương Sách lúc còn trẻ bộ dáng, một cái phản nghịch, chẳng sợ hãi, trực lai trực khứ, huyết khí phương cương thiếu niên, vì thế chỗ hắn chỗ vấp phải trắc trở, về sau dần dần tiếp nhận trách nhiệm, càng ngày càng thành thục, nhưng hắn thực chất bên trong chưa từng có biến qua. Hắn muốn làm cái gì? Long Uyển Oánh liều mạng muốn nghiêng đầu sang chỗ khác, thế nhưng là cái này một bàn tay, khóa lại mệnh của nàng. Nàng rõ ràng cảm giác được, Dương Sách câu nói này, để Thái Dương Đế Tôn có như vậy một chút hứng thú. Loại này hứng thú, đến từ khiêu chiến. Chưa từng người có thể khiêu chiến hắn. Tại Dương Sách tiếng nói hạ xuống xong, Long Uyển Oánh bên tai, nghe được đến từ ám dạ chân ma gào thét. Cái kia là đến từ đêm tối chi vương thanh âm, bọn họ bi tráng, không muốn, lại cũng không quay đầu lại. Long Uyển Oánh chỉ có thể mắt thấy, giữa cái tay Thái Dương Đế Tôn, hơi hơi rụt lại ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Nàng mờ mịt mà kinh ngạc, tâm lý có dự cảm không lành. Nàng căn bản không nhìn thấy, tại sau lưng nàng Dương Sách, trên người tám cái màu đen kiếp vòng, nguyên một đám nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm, liên tục tám âm thanh, chấn thiên động địa. Cái này khiến cái kia ám dạ chân ma, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Làm thức thần chi lực tại trong lúc nổ tung, toàn bộ tuôn hướng cái này tám cái to lớn hắc ám thức thần thời điểm. Tám cái ma vương trung ương ra đời một cái vòng xoáy màu đen, đưa chúng nó đều nuốt. Mà Dương Sách trên thân, nổ ra tám cái lỗ máu. Ngay cả như vậy, hắn còn cắn răng, cái kia như dã giống như làng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương Đế Tôn. Rầm rầm rầm. Vòng xoáy màu đen tại nuốt sống tám cái ám dạ chân ma thức thần về sau, trong nháy mắt nổ tung, vô số hắc ám hội tụ, vậy mà tại trên đường chân trời, tạo thành một đôi đen nhánh vũ rực. Cái này vũ rực phía trên, mỗi một mảnh lông vũ, đều là từ thức thần chi lực tạo thành, mỗi một mảnh lông vũ đều tại đốt cháy màu đen liệt diễm. Tại đốt cháy thời điểm, cái này rộng chừng mấy ngàn thước hắc sắc vũ rực trực tiếp hóa thành cho tàn, này bằng với Dương Sách thức thần triệt để không có. Một chút tác dụng đều không có. Làm cái này hắc sắc vũ rực tan hết thời điểm, xem ra, Dương Sách tựa hồ thất bại. Tràng diện phút chốc tĩnh mịch. Thế nhưng là, thì tại tiếp theo trong nháy mắt, Long Uyển Oánh cảm giác phần lưng thiêu đốt.
Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt từ nơi này bạo phát, một đôi đen như mực đốt cháy vũ rực, vậy mà ở sau lưng của nàng dài đi ra. Ầm ầm, mấy ngàn thước cánh lớn, ầm vang triển khai. Cái kia lực lượng cuồng bạo, đến từ thức thần hủy diệt sau trung cực bạo phát. Mà lại, cái này không chỉ là bạo phát, cái này là một đôi vì thủ hộ mà thành vũ rực, nó ẩn chứa dương sách cả đời tu hành, mấy trăm năm nỗ lực lại chỉ đốt cháy trong nháy mắt. Làm lực lượng của nó thả ra thời điểm, còn có một bộ phận, hóa thành dày đặc màu đen lông vũ, cơ hồ trong nháy mắt, bọc lại Long Uyển Oánh toàn thân. Làm trước mắt hoàn toàn đen nhánh thời điểm, nàng lâm vào không có tận cùng trong bóng tối. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắc ám ngược lại có thể mang đến cảm giác an toàn, để cho nàng có một loại thoát ly Thái Dương Đế Tôn chi phối cảm giác. Cái này lật đổ Long Uyển Oánh đối hắc ám lý giải. Cái này yên tĩnh một khắc. Nàng nhớ tới có một lần Dương Sách cùng nàng nói, hắn mở ra cái thứ hai thức thần đạo kiếp, gọi là Vĩnh Dạ Thủ Hộ Chi Dực, là cái chơi rất vui kỹ năng. Lúc ấy, Long Uyển Oánh để hắn thi triển đến xem, hắn lại nói cái này thần kỹ chỉ có thể dùng một lần, khi đó nàng còn chế giễu đây quả thực là bao cỏ kỹ năng. Cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được, cái này cái bao cỏ kỹ năng, vì cái gì chỉ có thể thi triển một lần. Bởi vì, một lần thi triển, sẽ hủy đi tất cả kiếp vòng. Hủy đi hết thảy. Chỉ vì thủ hộ một lần. Vì sao lại có dạng này thức thần đạo kiếp? Đó là bởi vì, thứ hai thức thần đạo kiếp, thường thường đều đến từ thức thần tu luyện giả, tưởng niệm, bọn họ thường thường tâm tâm niệm niệm cái gì, lo lắng cái gì, khát vọng cái gì, thứ hai thức thần đạo kiếp, liền sẽ tại từ nơi sâu xa, cùng tâm niệm lực phù hợp. Thức thần, dù sao cũng là địa hồn, mà địa hồn, cũng là nhân hồn. Đây chính là vĩnh dạ thủ hộ chi dực. Đây chính là hắn cái này một cái lạnh lùng, kiệm lời ít nói, nghiêm khắc, không tình cảm người, tâm tâm niệm niệm thứ hai thức thần đạo kiếp. Long Uyển Oánh cả cái nội tâm thế giới, trong nháy mắt xé rách. Đây không thể nghi ngờ là một cái để cho nàng thống khổ, bao cỏ kỹ năng. Cho dù là tại tĩnh mịch bóng tối bao trùm bên trong, nàng đều có thể nghe được đến từ vĩnh dạ thủ hộ chi dực nổ tung, trong tuyệt vọng nàng cảm nhận được đầu đâm nhói, rất có thể Thái Dương Đế Tôn muốn bóp chết chính mình. Thế nhưng là, nhói nhói chỉ có trong nháy mắt. Sau một khắc, bốn phía có long trời lở đất cảm giác, nàng chỉ có thể cảm giác thời không tại xé rách, cả người không biết đi phương nào. Dù sao, rốt cuộc nghe không được thanh âm của hắn. Chung quanh vẫn là không có tận cùng hắc ám, thế nhưng là bóng tối này, lại so mặt trời quang minh, cũng còn muốn tới đến ôn nhu. Nàng giống như an toàn. Thế nhưng là, tránh thức tê tâm liệt phế thống khổ. Lập tức liền như cuồng chiều một dạng xông lên đầu. Dương Sách, nàng hô lên cái này một cái tê tâm liệt phế tên, khó nói lên lời thống khổ cùng tuyệt vọng nước vọt khắp toàn thân, sợ hãi tử vong đã sớm tiêu tán, cái kia một phần đến từ Dương Sách anh dũng cùng hậu ái, để cho nàng chảy xuống một loại khác nước mắt. Ô ô, tại cái này tĩnh mịch thế giới bên trong, nàng đau thương tiếng khóc, để cho người nghe ruột gan đứt từng khúc. Rầm rầm rầm, mây hồng còn đang lăn lộn. Cái kia tắm rửa tại ngọn lửa màu vàng bên trong tóc vàng cự nhân, nhìn lấy giống thuếch tay phải, cái kia thiêu đốt trong hai mắt, càng nhiều hơn một loại táo bạo. Ong ong! Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt đã sớm trắng bệch tóc đen nam nhân. Cần gì chứ, chỉ cần tại cái này trên Thái Dương, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, trốn được nhất thời, trốn không thoát cả đời. Người sai, hôm nay nàng có thể trốn được nhất thời. Ngày khác liền có thể trốn được cả đời. Dương Sách vươn tay, lau đi khóe mắt vết máu, hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, mỗi lần cười thời điểm, ánh mắt của hắn đều muốn nheo lại, cái này khiến lạnh lùng hắn, giờ phút này có vẻ hơi buồn cười, càng giống là lúc còn trẻ hắn. A, à, đối với hắn cái này lòng tin 10 phần, Thái Dương Đế Tôn chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Có thể không hề nghi ngờ, bị Dương Sách làm như thế một lần, tương đương với tại Lý Vô Song bị giết trên cơ sở. Hắn bày mưu tính kế, lại bị phá hư một lần. Mặt ngoài nhìn không ra, ai biết cái này Thái Dương Đế Tôn, tâm lý có bao nhiêu lửa giận. Từ chung quanh toàn bộ thế giới run rẩy đều có thể cảm nhận được. Giờ khắc này, cái kia khinh miệt mỉm cười Dương Sách, trở thành hắn duy nhất có thể nổi giận đối tượng. Hắn thiêu đốt hai mắt, mang theo hừng hực hỏa quang, đốt tới Dương Sách trên thân. Cái này khiến Dương Sách nụ cười, xem ra càng thêm ánh sáng mặt trời. Hắn tựa như là một cái vật sáng, đây là tính mạng hắn bên trong, thời điểm huy hoàng nhất. Thái Dương Đế Tôn như là ngàn thước cao thần linh,
ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, trong mắt sát cơ dâng lên. Thế nhưng là, thì giờ khắc này, Dương Sách trong tay xuất hiện một cây tiểu đao. Hắn động tác rất nhanh. Tại cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương Đế Tôn đồng thời, đao trong tay nhoáng một cái, trực tiếp theo trên cổ mình đảo qua đi. Phốc phốc, một đạo tơ máu xuất hiện tại trên cổ của hắn. Càng khiến người ta ra đầu tê dại là, hắn trực tiếp thân thủ, mang theo tóc của mình, đem cái kia bị chính mình chặt đứt đầu, trực tiếp nhấc lên, đưa hướng Thái Dương Đế Tôn. Cái này treo lơ lửng giữa trời đầu, trừng to mắt, dựng thẳng lên lông mày, hé miệng, hướng về phía Thái Dương Đế Tôn cất tiếng cười to. Ngu ngốc, lão tử đem ngươi đùa nghịch, cũng không có chết trong tay ngươi, có tức hay không a? Nói đến một chữ cuối cùng, ánh mắt của hắn cứng đờ, miệng không lại động, vĩnh viễn bảo lưu lấy một cái chế giễu biểu lộ, khuôn mặt chính đối Thái Dương Đế Tôn. Hắn dẫn theo đầu mình tay, còn có cái kia thi thể không đầu, dừng lại trên không trung ba hơi, về sau, cùng một chỗ từ trên trời đập xuống. Rơi xuống đất thời điểm, đầu của hắn bỗng nhúc nhích, nhìn về phía Long Uyển Oánh rời đi phương hướng. Cái kia ánh mắt khinh miệt, lúc này mới biến đến ôn nhu một chút. Long Uyển Oánh, đời sau gặp. Người đáp ứng rồi a, đời sau cùng ta. Cứ như vậy tâm tâm niệm niệm, thẳng đến toàn bộ thế giới, dập tắt. Ầm ầm. Một cái tóc vàng cự nhân, rơi trên mặt đất. Cái kia thô to mà tay run rẩy cánh tay, nhặt lên mặt đất một cây đao. Đó là Thiên Nguyệt Thần Ma, phía trên chính đang rỉ máu. Hắn lại nện bước bước chân nặng nề, đi về phía trước mười mấy mét, ánh mắt chiếu tới chỗ, là một nữ tử thi thể. Cái này thân thể nhỏ gầy, yếu đuối, trên da thịt xấu xí tựa hồ hoàn toàn biến mất, chỉ là có chút trắng xám. Hắn càng đi về phía trước mấy bước. Một nữ tử đầu, xuất hiện tại hắn trước mắt. Có thể nhìn đến, cái kia tinh hồng tóc dài khôi phục màu xanh nhạt, ánh mắt cũng đẹp mắt nhiều. Tóc vàng cự nhân trên mặt lấy mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng bế lên, thả trong ngực, dùng cương triều thanh âm nói, song nhi, đừng sợ, chỉ là ngủ thiếp đi. Hắn lại ôm lấy thân thể nàng, nhặt lên Thiên Nguyệt Thần Ma, sau đó hướng về phương nam từng bước một đi đến. Ầm ầm, ầm ầm, mỗi bước một lần cước bộ, trên mặt đất thì thêm một cái hố sâu, khắp nơi đều muốn run rẩy một lần. Ầm ầm, theo hắn tiến lên, mặt đất chấn động càng lúc càng lớn. Cái kia thân ảnh cao lớn, tựa như là một tòa mấy chục vạn mét ngọn núi khổng lồ, lần lượt chấn áp ở trên mặt đất. Trời phía trên hỏa vân cuồng bạo lăn lộn, vô số gió lốc gào thét, thiên địa biến sắc. Oanh! Mười hơi về sau, toàn bộ Hiên Vũ Đại Lục, phát sinh siêu cấp động đất. Trong lúc nhất thời, dãy núi sụp đổ, khắp nơi đứt gãy, giang hà chảy ngược, sinh linh run rẩy. Đông! Tùng tùng! Như trọng trùy một dạng chấn động hình người tiếng trống trận âm, tại Vạn Long Thần Sơn cùng Thủy Long Động ở giữa, giao phong khu vực không ngừng vang lên. Mỗi một lần gõ vang, đều là cát đá bay tán loạn. Nhân tâm lớn rung động. Tại cái này 60 triệu đại quân sắp như biển lửa một dạng, hướng về Cửu Long Đế Quân, nuốt đi thời điểm, rất nhiều người đều thấy được cái kia một đạo hắc ảnh. Cái này không khác nào thiêu thân lao vào lửa tiến hành, đưa tới Cửu Long Đế Quân bên này từng trận ồn ào. Đó là ai? Tựa như là Tiểu Phong, cái kia giết Long Vương dục quỷ thần tộc đệ tử. Hắn đây là... Vạn chúng nội tâm chấn động, Cửu Long Đế Quân bên này... Không có mấy người biết hắn đây là vì cái gì, càng không biết hắn muốn làm cái gì. Ngược lại là trật tự thiên tộc bên này, theo hắc y thiếu niên kia như là dã thú chính diện đánh tới, một bộ hoàn toàn không quay đầu hung ác dạng, rất nhiều trật tự thiên tộc trực tiếp ngạc nhiên. Loại này kinh ngạc, không chỉ là bởi vì Dạ Lăng Phong, càng bởi vì phía trước nhất đang muốn xuất giá Cửu Nguyệt Thần Nữ, bỗng nhiên làm ra hành động kinh người. Nàng kéo ra đỏ khăn cô dâu, làm hôm nay tân nương, trực tiếp xuất đầu lộ diện. Nàng xem thấy hắc y thiếu niên kia ánh mắt, nàng thần sắc lo lắng, liền đã nói rõ đây hết thảy không tầm thường. Đang lúc không nhìn được 60 triệu đại quân, sắp đem cái này cản đường thiếu niên nghiền thành mảnh vỡ thời điểm, bọn họ Cửu Nguyệt Thần Nữ bỗng nhiên quay đầu, giang hai cánh tay, nghênh hướng sau lưng Liệt Hỏa đại quân, dùng hết tất cả lực lượng la lớn, tất cả mọi người đứng lại, người nào tất cả không được nhúc nhích hắn. Thái Dương Đế Tôn đối ngoại biểu hiện, quá, sủng ái, nữ nhi này. Hơn ngàn phần dương vệ thời khắc vây quanh, Lý Duẫn tịch thiếp thân bảo hộ, cái này khiến Lý Khinh Ngữ tại trật tự thiên tộc trước mặt, cầm giữ có rất lớn quyền uy. Mọi người cuồng tín đồ phụng Thái Dương Đế Tôn, cũng đi theo nắm giữ cửu kiếp cửu nguyệt thần nữ.
Đây là đế tôn còn lại con nối dõi, vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp vầng sáng. Thần nữ đây là... Có hy vọng à? Tình huống như thế nào? Bọn họ quen biết sao? Tại chỗ thượng thần ngũ giác đều rất mạnh, cái kia ngăn cách rất xa, ngăn cách đám người, bọn họ đều ngửi được không giống bình thường vị đạo. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, đường đường 60 triệu đại quân, bởi vì thần nữ, đặc thù, biểu hiện, đại quân hướng phía trước chân áp tình thế, còn thật ngừng lại. Đương nhiên, bọn họ bản thân tiến lên cũng không nhanh, bởi vì hiện tại là chấn áp giai đoạn, tại chưa lấy được Thái Dương Đế Tôn mệnh lệnh trước đó, cái này 60 triệu đại quân, liền không khả năng phát động tiến công. Trong lúc nhất thời, vừa rồi thừa thế xông lên kiến tạo chấn áp khí thế, bởi vì dừng bước, hành quân lặng lẽ mà suy kiệt, Thủy Long trước động cái này mảng lớn đất đai, đột nhiên biến đến tĩnh mịch lên, song phương trong lúc nhất thời đều đồng loạt đem ánh mắt, nhìn chăm chú tại ba cái trên thân thể người. Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, còn có Long Nhân Xá. Có thể không bị trong nháy mắt miểu sát, liền đã chứng minh, Dạ Lăng Phong kế hoạch, đã thành công 1/3. Hắn vì lựa chọn gì tại như thế thời khắc nguy hiểm xuất hiện. Nếu là một chút ra một chút sai lầm, hắn đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Đó là bởi vì, một khi song phương giao chiến, tràng diện hỗn loạn lên, hắn không có khả năng dù có được cùng Long Nhân Xá giao thủ cơ hội. 90 triệu đại quân tao ngộ chiến, bọn họ loại người tuổi trẻ này, mặc kệ thiên phú lại cao hơn, đều là pháo hôi. Chỉ có hai quân giao tiếp trước đó, hắn có thể hấp dẫn trời hạ chú ý. Giờ khắc này, cái kia bởi vì hấp thu quá nhiều phế đan mà thuấn thân cháy đen thiếu niên, trên thân vòng quanh nồng đậm hắc vụ, hắn đem thập phương chấn ma trụ cắm trên mặt đất, rốt cục dừng bước, về sau ngẩng đầu, cái kia thầm hai mắt màu đỏ, xuyên qua trùng điệp bảo vệ phần dương vệ. Cùng cái kia nguyệt mái tóc dài màu trắng thiếu nữ, kết nối cùng một chỗ. Bọn họ, càng tới gần. Mỗi lần đều ngăn cách thiên quân vạn mã, muốn gặp nhau lại có thiên địa giống như khoảng cách, lần này bí quá hóa liều, lại là lớn nhất đến gần một lần. Cho dù có ngàn vạn người tại chỗ, dường như đều có thể nghe được đối phương nhịp tim đập. Khi bọn hắn tuổi trẻ mà nóng rực hai mắt, cứng cỏi mà thuần túy ánh mắt đan vào một chỗ thời điểm, hết thảy trở ngại, gian nguy, giống như đều không trọng yếu. Cả một đời bên trong, có lần này đón 60 triệu đại quân đi gặp kinh nghiệm của nàng, đủ để trở về chỗ cũ cả đời. Loại kia thiếu niên anh dũng, không sợ tử vong, đủ để gọi người rung động. Có thể trật tự thiên tộc cùng ẩn long vệ môn càng khó hiểu, nghi ngờ là. Bọn họ đến cùng quan hệ thế nào a? Mọi người nhìn lấy bọn hắn đối mặt ánh mắt, nhìn nhìn lại ánh mắt dần dần lạnh lùng Long Nhân Xá, còn có đồng dạng lãnh đạm Trúc Long Hoàng, mơ hồ có thể đoán ra một hai. Không đúng, thần nữ nhân sinh quỹ tích, cùng cái này Tiểu Phong từng có liên lụy. Tại vô số nghi hoặc bên trong, Dạ Lăng Phong cấp ra đáp án. Hắn hướng về Lý Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, về sau chuyển di ánh mắt, rút ra trong tay thập phương chấn ma trụ, chỉ hướng trong đám người như là tiêu điểm một dạng tân lang Long Nhân Xá. Muốn lấy nàng, ngươi qua được cửa ải của ta. Lời này vừa nói ra, mọi người oanh động. Quả nhiên là tam giác tình sát a. Sự tình so sánh cẩu huyết, nhưng khi loại sự tình này, phát sinh ở Long Nhân Xá cùng Lý Khinh Ngữ hai cái này tương lai trật tự chi địa chí cao hai người trên thân lúc, ý vị lại khác biệt. Bọn họ kết hợp, đại biểu trật tự thiên tộc cùng thiên bảng đệ nhất tông môn liên hợp, có vượt thời đại ý nghĩa là cá nhân đều biết, trận này hôn nhân là Thái Dương Đế Tôn một bước đại cờ. Trận này ảnh hưởng trật tự chi địa tương lai trăm vạn năm bố cục hôn nhân, còn có bên thứ ba. Suy nghĩ một chút đều kích thích. Oanh! Cửu Long Đế Quân bên kia, rõ ràng đã nghe được Dạ Lăng Phong muốn cùng Long Nhân Xá nhất chiến tin tức. Đây là hơn 100 triệu người hiện trường chú mục xung đột. Bởi vì bọn hắn ba cái thân phận, liền xem như người trẻ tuổi, dạng này tranh đấu đều tràn đầy xem chút, thậm chí trong đó thắng bại, sẽ ảnh hưởng song phương sĩ khí. Sau đó, bọn họ vì Dạ Lăng Phong gieo hò. Tựa như là phần Long luyện ngục trận chiến kia, bọn họ vì Lý Thiên Mệnh gieo hò một dạng. Dầm dầm dầm. Cửu Long Đế Quân khí thế trực tiếp phun trào, trong đó còn có vô số cộng sinh thú, theo lấy bọn hắn cùng một chỗ nộ hống, Thủy Long trước động, trong lúc nhất thời Long uy hạo đáng, những cái kia nóng rực hai mắt, toàn bộ đều thiêu tại Dạ Lăng Phong trên thân, cái này khiến hắn đạt được cự lực trèo trống, để hắn rõ ràng cảm giác được, hắn không là một người tại chiến đấu. Long Nhân Xá, đáp lại hắn. Ẩn Long Điện Thiên cổ đệ nhất thiên tài, tại ngươi đối diện, là một cái tuổi đếm không tới ngươi một nửa thiếu niên. Hắn tại khiêu chiến ngươi, nghe rõ chưa? Ngươi muốn ngày hôm nay tân lang,
muốn là liền gan chó này đều không có, ngươi xứng với Cửu Nguyệt thần nữ. Đừng cho Ẩn Long Điện cùng Thái Dương Đế Tôn mất mặt a. Dạ Lăng Phong lựa chọn giờ phút này là có đạo lý. 30 triệu Cửu Long Đế Quân trèo trống, trào phúng, kinh khủng tình thế bức bách, lại thêm Lý Khinh Ngữ phản ứng, đủ để đem Long Nhân Xá trực tiếp bước phía trên đứng mũi chịu sào. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Cửu Long Đế Quân, liền cái kia 50 triệu Trật Tự Thiên Tộc, đều nhìn về Long Nhân Xá, chờ đợi phản ứng của hắn. Trật Tự Thiên Tộc tôn trọng cường giả, Long Nhân Xá lấy thiên phú, sát phạt quyết đoán, tính cách trầm ổn thắng được tôn trọng của bọn hắn, đến mức hắn cưới Cửu Nguyệt thần nữ, mọi người đều không ý kiến. Đương nhiên, bọn họ bên này khẳng định không ai chống đỡ Dạ Lăng Phong. Có lẽ bọn họ chỉ là muốn, tại loại cục diện này phía trên, Long Nhân Xá không dám lùi bước, nếu không sẽ để Ẩn Long Điện hổ thẹn, thậm chí càng sẽ ảnh hưởng đến đón lấy chiến tranh sĩ khí. Trật Tự Thiên Tộc hỏa nhiệt ánh mắt, cũng là một loại đại thế, đè ép Long Nhân Xá không có cách nào quay đầu. Trúc Long Hoàng bắt lấy cánh tay của hắn, nhưng là Long Nhân Xá lập tức rút ra, đối mặt cái này phụ thân thận trọng hai mắt, hắn cắn răng, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Khinh Ngữ. Chỉ thấy thiếu nữ kia, nàng không nói gì, nàng chỉ là dùng ôn nhu, mang theo lấy có một ít niềm vui nhỏ, thậm chí cực độ tín nhiệm ánh mắt, nhìn về phía trước thiếu niên mặc áo đen kia, trong mắt của nàng, đã hoàn toàn không có chính mình. Lại thêm đoạn này thời gian, nàng tránh mà không thấy, đây hết thảy đều đang nói rõ, nàng đến Vạn Long Thần Sơn, từ đầu tới đuôi, thì không phải là vì nhìn tới mình. Một khắc này, mặt của hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh, ngũ tạng lục phủ trực tiếp bóp méo. Lý Khinh Ngữ loại kia dưng dưng lại ánh mắt ôn nhu, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thế nhưng là, nàng là hôm nay trận này thịnh thế hôn lễ tân nương a. Nàng người mặc Nguyệt Thần Vĩnh Huy, hôm nay là cái này chiến trường hỗn loạn phía trên, đẹp nhất một phong cảnh tuyến. Lại thêm, đế tôn còn không có hạ đạt tiến công mệnh lệnh, giống như cũng có, biểu diễn một trận, thời gian đi. Long Nhân Xá. Khắp nơi đều là người đang gọi hắn. Một người một câu. Có đến từ Cửu Long Đế Quân. Còn có đến từ Trật Tự Thiên Tộc. Thậm chí, còn có Ẩn Long Điện Ẩn Long Vệ. Liền phụ thân Trúc Long Hoàng đều trầm mặc. Hắn cuối cùng vỗ vỗ Long Nhân Xá bả vai, cơ hồ cũng là ngầm thừa nhận, Dạ Lăng Phong cùng Lý Khinh Ngữ một trận này phối hợp, để Long Nhân Xá căn bản không có phòng thủ mà không chiến cơ hội. Thế nào, không tin mình rồi. Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm ngẩng lên cái cằm hỏi. Đó cũng không phải, chỉ là cho rằng đối phương không nhất định có tư cách thôi. Bất quá, được rồi, giải quyết là được, tận lực không ảnh hưởng hôm nay đế tôn đại kế. Long Nhân Xá thản nhiên nói. Đúng, đây mới là quan trọng. Lý Tiêu Diêm vỗ vỗ bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn trầm giọng nói. Nhưng là, ngươi vẫn là phải muốn thắng, nếu không, Ẩn Long Điện thiên cổ danh tiếng, trong tay ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi sẽ trở thành Ẩn Long Điện tội nhân. Vâng. Long Nhân Xá hốc mắt, trực tiếp đỏ bừng. Oanh! Hắn rơi trên mặt đất, dùng tĩnh mịch con mắt nhìn Dạ Lăng Phong liếc một chút. Sau đó, tại 60 triệu đại quân cuồng bạo trong tiếng hô, hắn gầm nhẹ một tiếng, như là đối mặt huyết hải thâm cừu một dạng, thẳng hướng Dạ Lăng Phong. Định là bởi vì cực độ chán ghét, Long Nhân Xá mới một chữ cũng không muốn nói, trực tiếp tại vạn quân trước đó, đối Dạ Lăng Phong động thủ. Trong lúc nhất thời, 90 triệu người ánh mắt đều thiêu tại trên người của bọn hắn. Nơi đây biến hóa, thậm chí còn hấp dẫn vòng ngoài vạn tông liên minh chú ý, bọn họ bây giờ trú đóng ở nơi xa, nhìn không thấy trong chiến trường nhỏ bé hai người, chỉ có thể nghe phía trước báo cáo. Tại Vạn Long Thần Sơn hai đại quân đoàn sắp va chạm trước, cái này 70 triệu đại quân vẫn nửa bước không rời, cũng có thể nói rõ Hiên Viên Long Tông khốn cảnh. May mắn, Cửu Long Đế Quân đã sớm làm tốt sống mái một trận chiến chuẩn bị. Bọn họ đem chính mình ý chí chiến đấu, ký thác vào Dạ Lăng Phong trên thân, thay vào về sau, dường như cái kia toàn thân đen nhánh thiếu niên, cũng là chính bọn hắn. Giết hắn! Giết! Chấn thiên động địa tiếng giống, như là mãnh liệt thủy triều, ầm vang đụng vào Dạ Lăng Phong phần lưng. Nhiệt huyết, cừu hận, lửa giận, toàn bộ hướng trên người hắn tưới nước. Cái này khiến Dạ Lăng Phong hai mắt càng thêm lạnh lẽo, liền bên người hồn ma, đều phấn khởi lên. Khua tay to lớn quyền đầu, đánh lấy chính mình hùng tráng ngực bụng, mở ra miệng to như chậu máu, giống như là một cái mới ra đời giận vượt, không sợ trời không sợ đất, cho dù là đối mặt phía trước cái kia 60 triệu đốt cháy Thái Dương thần tộc, nó vẫn một mặt khinh thường. Vậy liền lại càng không cần phải nói, vẻn vẹn chỉ có Long Nhân Xá.
Hồn ma cùng Dạ Lăng Phong quan hệ, cùng loại với ký sinh, nó đã từng cường đại, bây giờ cần hấp thu Dạ Lăng Phong tinh luân nguyên lực, sớm chứa đựng, tại thời khắc mấu chốt thi triển, trên lý luận nói, Dạ Lăng Phong mạnh cỡ nào, nó liền có thể mạnh cỡ nào. Tuy nhiên không phải cộng sinh thú, có thể loại thời điểm này, đương nhiên sẽ không có người đứng ra, để hồn ma lui ra chiến đấu. Đương nhiên, cũng là bởi vì Long Nhân Xá làm ngự thú sư, bản thể hắn tăng thêm 5 đầu cộng sinh thú, chiến đấu cá thể thực sự so Dạ Lăng Phong nhiều nhiều lắm. Mà lại, Long Nhân Xá theo không coi nhẹ đối thủ. Hắn biết người này dám can đảm kích thích chính mình, nhất định có chuẩn bị, cho nên ngay đầu tiên, cái kia chứ danh ngũ đại cộng sinh thú thần Long, trực tiếp đều xuất hiện. Hống hống hống. Nương theo lấy từng tiếng chấn thiên động địa thần Long nộ hống, hết thảy 5 đầu thần Long rời đi cộng sinh không gian, vây quanh Long Nhân Xá bay tán loạn, trong lúc nhất thời khí thế ngập trời. Đây là 5 đầu chiều dài cơ hồ đạt tới 2.000 mét siêu cấp thần Long, đáng sợ nhất là, bởi vì ẩn Long Điện bên kia một mình nắm giữ nửa cái trật tự chi địa vũ trụ thần nguyên, cái này đạo đưa bọn họ phương diện này 10 phần sung túc, làm ẩn Long Điện đệ nhất thiên tài, Long Nhân Xá là cái thứ tư tất cả cộng sinh thú, toàn bộ đều tiến hóa làm thất tinh thần thú, trở lên người. Còn lại 3 cái, chính là ẩn Long Điện Tam Đại Long Hoàng. Tại 100 tuổi trong vòng, cho dù là tại Tử Diệu Tinh, cũng liền Diệp Thần một cái tất cả cộng sinh thú đều tại thất tinh thần thú trở lên. Cái này 5 đầu thần Long vừa ra, cái nào sợ chúng nó tuổi không lớn lắm, còn không có triệt để thành thục, đến đỉnh phong, loại kia đến từ ẩn Long Điện lớn nhất chí tôn huyết thống, vẫn làm cho Cửu Long Đế Quân bên này rất nhiều thần Long cảm nhận được huyết mạch áp chế. Đó là 5 đầu đen đỏ giao nhau thần Long, trên thân ngọn lửa màu đỏ vảy rồng cùng màu đen âm u vảy rồng giao thoa, sắp hàng chỉnh tề, xem ra mỹ lệ lại bá đạo, so sánh còn lại thần Long, nó đặc thù rõ rệt nhất là phần lưng có 3 cặp tinh hồng cánh thịt. Càng làm người khác chú ý hắn thô to sừng rồng, cái này một đôi sừng rồng giống như là lộc giác, ở tại mũi nhọn bộ phận, lại mỗi người duỗi ra 99 điều gai nhọn, chỉ hướng thương thiên, loại này hướng phía trước sinh trưởng sừng rồng, bình thường xưng là nghịch long giác. Cái này cũng ấn chứng Long Nhân Xá, nghịch long thiên phú thân phận. Dù cho chỉ nhìn hình thể, nhục thân, cái này 5 đầu thần long cũng so tầm thường huyết mạch thần long to lớn hơn nhiều, thân rồng cương mãnh mạnh mẽ, răng rồng như kiếm. Long chảo như đao, đuôi rồng như trường thương, cánh thịt như chảm đao, toàn thân trên dưới, đều là binh khí. Cái này hoàn toàn là 5 đầu, vì chiến đấu mà thành thần long, huyết mạch của nó cực kỳ tiếp cận thượng cổ tổ tiên, bản nguyên chi long, lại hoặc là nói, nó kế thừa, bản nguyên chi long, hung sát bộ phận. Tên của bọn nó, gọi là, đại tạo hóa nghịch trúc long. Nghịch một chữ này, chính là nó quan trọng, cũng là Long Nhân Xá quan trọng. Làm nghịch long thiên phú sở hữu giả, hắn từ nhỏ đều có quang hoàn, bị vạn chúng kính ngưỡng. Chỗ mi tâm phía trên cái kia dựng đứng con mắt thứ 3, cũng là nghịch long thiên phú chứng minh, cái này một cái bình thường tinh hồng ánh mắt, tại phía trên chiến trường này sinh ra biến hóa cực lớn, làm Long Nhân Xá khống chế 5 đầu, đại tạo hóa nghịch trúc long, giết tới Dạ Lăng Phong trước mắt thời khắc, nó con mắt thứ 3 nháy một cái. Nhắm mắt, mở mắt. Ông! Cái này con mắt thứ 3 đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cuồn cuộn như tinh không tinh quang, từ trong đó bạo phát ra, một cỗ đen đỏ chi khí hóa thành 2 đầu thần long, như 2 đầu âm dương ngư giống như tại cái này trong 2 mắt xu chuyển. Tạch tạch tạch, lấy con mắt này làm trung tâm, Long Nhân Xá thân thể phát sinh kịch biến. Đầu tiên, từng mảnh quy tắc màu đỏ, màu đen vảy rồng, theo trên da rẻ của hắn dài đi ra, nhanh chóng bao phủ toàn thân, làm đến chớp mắt trong nháy mắt. Hắn đã toàn thân lân giáp. Tại vảy rồng bao trùm thời khắc, thân thể của hắn còn phát sinh cùng loại quỷ thần tộc bành trướng, chỉ trong nháy mắt, hắn liền trở thành cao hơn 3 mét, càng thêm khôi ngô, thân thể hơi hơi cung, ngược lại hiện ra như báo săn một dạng mạnh mẽ, cái này chứng minh cái này nghịch long thiên phú mang tới biến hóa, đồng dạng tăng cường nhục thể của hắn thiên phú. Càng kinh khủng chính là, đang vặn vẹo, mở rộng bên trong, hắn người chi đầu, dài ra cùng loại đại tạo hóa nghịch trúc long sừng rồng, đầu người đã đến gần vô hạn đầu rồng, xem ra thú tính cùng trùng kích lực cũng mạnh hơn, cái kia bao trùm trên đầu vảy rồng, cũng tại mặt bên tăng lên hắn phòng ngự lực. Mặt khác, hắn sau lưng càng là sinh ra 3 cặp huyết dực, còn có một đầu như roi dài một dạng đuôi rồng. Càng giống là đại tạo hóa nghịch trúc long, càng giống là một trời sinh máy móc chiến đấu. Chỉ là nhìn hắn cái này hung tàn tạo hình cùng ngũ đại thất tinh thần thú. Liền biết danh tiếng của hắn, vì cái gì có thể vượt qua Lý Thần Giám. Thực sự thần dương vương cảnh.
vì chiến đấu mà thành kẻ giết chóc. Nương theo lấy thần long nộ hống, nghịch long thiên phú bày ra, long nhân xá tại 90 triệu người nhìn chăm chú bên trong, trong nháy mắt thì sặc sỡ lóa mắt. Đương nhiên, nghịch long thiên phú không ngừng thể hiện tại trong chiến đấu toàn thân cường hóa, đây cũng là một loại nghịch tư duy tu luyện thiên phú, mà lại bây giờ biến hóa sau khi, hắn con mắt thứ ba, nghịch long nhãn, còn có thể phát huy cùng loại chiến thần tộc, tám tai thiên phú, hiệu quả, chiến thần tộc có thể thông qua siêu cường lỗ tai nghe âm thanh phân biệt vị, tăng cường chiến đấu năng lực, long nhân xá cũng có thể thông qua cái này nghịch long nhãn siêu cường hiểu rõ năng lực, đạt thành một loại phút chốc phân tích địch nhân động tác, vị trí, lực sát thương hiệu quả, thậm chí ngay cả trên chiến trường một khỏa hạt cát, đều trốn không thoát ánh mắt của hắn. Thật muốn so sánh, chỉ là ở phương diện này hiệu quả, nghịch long nhãn đều muốn tương đương với chín tai thiên phú. Nói cách khác, nghịch long nhãn càng mạnh. Dạng này nghịch long thiên phú, là nhiều mặt tạo nên, mới khiến cho long nhân xá giờ phút này cầm giữ có thần uy như thế. Tối thiểu nhất, trật tự thiên tộc cùng ẩn long điện bên này, liền có tiếng giống chấn thiên, đây là một loại đối thiên phú thừa nhận, coi như tại chỗ cơ hồ đều là trưởng bối, bọn họ cũng hâm mộ long nhân xá, Lý Khinh Ngữ tương lai. Rầm rầm rầm, cát vàng bay cuộn, mưa lửa mưa như chút nước. Cửu long đế quân bên này, cũng không cam yếu thế, chỉ là hơn trăm triệu thần long gào thét, đều bị cái kia không ai bì nổi đại tạo hóa nghịch trúc long cảm nhận được áp lực, cái kia hung sát trùng sát, lúc này mới không có mạnh mẽ như vậy. Ngay cả như vậy, chỉ nháy mắt, bọn họ vẫn là chiến đến cùng một chỗ. Oanh! Binh khí đụng nhau thời khắc bén nhọn tiếng va đập, cũng đã nói rõ, đây là một trận vì tôn nghiêm, vì tình yêu sinh tử chém giết. Dạ Lăng Phong thập phương trấn ma trụ, cơ hồ không ai nhận biết, nhưng là long nhân xá trong tay huyết trường thương màu đỏ, vẫn là rất nổi danh. Nó xem ra cùng long huyết thần hoang rất tương tự, trên thực tế cũng là long huyết thần hoang vật thay thế, nhưng cũng đạt tới cấp 7 trật tự thần binh độ cao, cái tên vì, huyết điệt minh hà, nó cùng long huyết thần hoang một dạng có rất dài lịch sử, không có long huyết thần hoang chính thống, nhưng, huyết điệt minh hà, bốn chữ này, còn có kỳ đặc khác biệt, mũi thương bằng phẳng, có chút cùng loại con đỉa loại sinh vật này tạo hình, đã nói rõ nó có không kém gì long huyết thần hoang hút máu năng lực. Có thể nói, long nhân xá toàn thân đều là đỉnh phối. Những thứ này tư bản lấy ra, trực tiếp cho trật tự thiên tộc bên này 60 triệu đại quân bàng bạc lòng tin, làm đến bọn hắn đem cuộc chiến đấu này, nhìn thành trước chiến tranh tiết mục giải trí. Tương đương với tiệc trước đồ ăn. So sánh phía dưới, đồng dạng thiếu khuyết hạch tâm bộ kiện thập phương trấn ma trụ, ngoại trừ kiên cường, có đặc thù công hiệu bên ngoài, tựa hồ hoàn toàn không bằng cái kia hung sát ngập trời, huyết điệt minh hà, thu hút. So sánh, phối trí, Dạ Lăng Phong thất bại thảm hại. Làm quỷ thần tộc, hắn tự hồ liền nhục thân đều kém xa long nhân xá, quan trọng còn một bộ bệnh nguy kịch dáng vẻ. Thế nhưng là, tránh thức đánh lên, cái này 90 triệu người mới hoàn toàn minh bạch, cái này nhìn như bình thường như nhà bên Nam Hải giống như trầm mặc thiếu niên, đến cùng có như thế nào lực sát thương. Nhất là tại hắn phẫn nộ, truy đuổi, chết cũng không quay về thời điểm. Oanh! 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 Làm cái kia năm đầu thất tinh thần thú cấp bậc, đại tạo hóa nghịch trúc long, cái kia thân thể cao lớn, như là năm tòa sơn mạch giống như áp chế lại, trực tiếp ở trên trời phun lửa thời khắc, Dạ Lăng Phong cùng hồn ma làm bạn đi theo, tại hắc vụ bao phủ xuống, bọn họ nhất phi trùng thiên. Ông, đại tạo hóa nghịch trúc long mở ra to lớn miệng, ầm vang phun ra đỏ thấm, đen nhánh hỗn tạp hỏa diễm dòng nước lũ, trực tiếp hội tụ thành giang hà, ở trên trời ầm vang rơi xuống. Đang rơi xuống quá trình bên trong, hỏa diễm dòng nước lũ phân ra từng cái, phút chốc ngưng kết thành mấy vạn điều lửa giận thần long, truy tung từ Dạ Lăng Phong cùng hồn ma đánh tới. Ầm 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 ầm. Thương thiên phía trên cát vàng, mỗi một đầu lửa giận thần long nổ tung, đều phóng xuất ra cường quang, hình thành chí mạng trùng kích lực, đem bầu trời khắp nơi nổ tung. Loại này, đại tạo hóa phần huyết hỏa, một khi nhiễm thân thể, nắm giữ rất mạnh bị bỏng nhục thân, huyết mạch năng lực mà lại chuyên môn đốt cháy máu tươi, chính là một loại độc hỏa. Dạng này độc hỏa, tại năm đầu thất tinh thần thú tàn phá bừa bãi phía dưới, rất nhanh trải rộng chiến trường. Cùng lúc đó, cái kia phi thiên độn địa, mọc ra ba cặp huyết dực thần long, lấy tương đương tốc độ nhanh, treo ở hồn ma cùng Dạ Lăng Phong sau lưng truy sát. Không phải mới vừa rất chảnh sao, khác thì chỉ biết là đào mệnh a. Trong đó một đầu đại tạo hóa nghịch trúc long gầm nhẹ, nhảy lên bay ra. Nó trên đỉnh đầu cái kia sừng rồng gai nhọn, lấy to lớn lực đạo, mãnh liệt đâm về hồn ma phần lưng.
Ông! Vạn chúng ồn ào, khắp nơi đều là khẩn trương không khí. Hồn ma, nguy hiểm. Chỉ là vào thời khắc này, mắt thấy là phải bị đuổi kịp Dạ Lăng Phong cùng hồn ma vậy mà đồng thời quay đầu. Hồn ma vừa rồi một mực vì Dạ Lăng Phong cản lửa, giờ phút này nó bỗng nhiên tránh ra, Dạ Lăng Phong theo dưới nách của nó lao ra, trực tiếp cùng cái kia to lớn đại tạo hóa nghịch trúc long mặt chạm mặt. Ông! Hắn ánh mắt lạnh lùng như băng hang, tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, trong tay một thanh huyết sắc chủy thủ đột nhiên hóa thành đến hàng vạn mà tính huyết châm, đối với gần trong gang tấc thần long nổ bắn ra đi. Huyết châm đằng sau còn mang theo tơ máu, để Dạ Lăng Phong cầm ở trong tay. Đây là thần thông thứ tâm hồn nhận biến hóa, gọi là đâm tâm hồn châm. Phốc phốc phốc, tơ máu, huyết châm lại quá nhỏ, chớ nói người ở ngoài xa nhìn không thấy, chính là trước mắt đại tạo hóa nghịch trúc long đều nhìn không thấy. Nó cái kia to lớn thân thể, trực tiếp đâm vào Dạ Lăng Phong cùng hồn ma trên thân, bàng bạc lực đạo trực tiếp đem bọn hắn ép xuống, ầm vang đụng tại trên mặt đất. Oanh! Dạ Lăng Phong giữ vững thân thể, trên tay kéo một phát kéo, chỉ có chính hắn có thể thấy rõ, hắn bốn cảnh đế hồn dọc theo gai tâm hồn châm đã trải rộng cái này một đầu thần long toàn thân. Mà lại những cái kia kim nhọn, đều đã đâm vào trên thân thể, hướng về thức hải của nó cùng mệnh hồn kéo dài. Giống! Trước tiên, nó ngay tại bị đau, phát ra kinh thiên kêu thảm. Bốn cảnh đế hồn cái này trên Thái Dương, chỉ có hai người có, Dạ Lăng Phong ở phương diện này lực sát thương, đó là tương đương đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, đến từ hắn mệnh hồn huyết sắc hỏa diễm, dọc theo trên ngón tay dây nhỏ hướng về cái này đại tạo hóa nghịch trúc long trên thân lan tràn, trực tiếp đốt tới trên người của nó. Bởi vì là thông qua đâm tâm hồn châm, cho nên đối phương rất khó hất ra, đều là trực tiếp trúng đích. Đây là nhiên hồn chú thăng cấp bản, gọi là thiên ma nhiên hồn chú. Bực này mệnh hồn chi hỏa, thiêu tiến thức hải, đối loại này cộng sinh thú tới nói, đồng dạng là tai nạn. Đương nhiên, đây đều là Dạ Lăng Phong sở trường. Theo hắn cảnh giới tăng lên, hắn tinh luân nguyên lực cũng có thể chống đỡ đỉnh cấp mệnh hồn, phát động mạnh hơn linh hồn công kích. Bất quá, hắn cũng có điểm yếu. Loại này điểm yếu tại đối mặt cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều đối thủ, sẽ bị vô hạn phóng đại, dẫn đến bản thể hắn phá lệ yếu ớt. Thế nhưng là, kinh lịch vứt bỏ đan quật bỏ mạng hành trình, cảnh giới của hắn, đã không có so long nhân xá kém bao nhiêu. Tinh tướng thần cảnh 12 cấp. Đây là Dạ Lăng Phong một tháng này không muốn mạng tăng lên, từ bỏ cơ sở, từ bỏ thân thể khỏe mạnh, liều mạng tăng lên cảnh giới kết quả. Hắn thành công. Tuy nhiên hủy hoại nhất định căn cơ, đối thân thể tạo thành trọng thương, nhưng là vì một trận chiến này, hắn tuyệt đối sẽ không hối hận. Cái kia kiên định, tinh hồng sắc, nghĩa vô phản cố ánh mắt, nói rõ hắn thật không hối hận. Chẳng những không hối hận, còn muốn vào hôm nay, hung hăng phát tiết đoạn thời gian này thống khổ. Tại đâm tâm hồn châm cùng thiên ma nhiên hồn chú, bắt được một đầu đại tạo hóa nghịch trúc long thời điểm, Dạ Lăng Phong trực tiếp hạ hạ tay, trong một chớp mắt, thiên ma nhiên hồn chú mang tới huyết sắc hỏa diễm chiếm đoạt cái kia một đầu thần long. Giống giống, đâm tâm hồn châm còn tại xâm nhập, cái kia một đầu thần long kêu thảm, lăn lộn, tuyệt vọng run rẩy. Nhìn từ bề ngoài vô hại, kỳ thật mệnh hồn bị hao tổn, loại thương thế này cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tiếp theo trong nháy mắt, cuồng bạo long nhân xá còn có bốn đầu thần long, toàn bộ trấn áp mà xuống, trong đó long nhân xá thì xuất hiện tại Dạ Lăng Phong trước mắt. Xem ra ngươi một cái cổ quái quỷ thần tộc, ngược lại đi thiên môn con đường, chuyên tu thần hồn. Nói chuyện đồng thời, cái này thân thể tố chất nổ tung, cùng Diệp Thần 10 phần giống như là long nhân xá. Trực tiếp nắm tay bên trong, huyết điệt minh hà, mũi thương xuyên qua mà ra. Thương xuất như long, đâm về Dạ Lăng Phong vị trí hiểm yếu. Bảy cảnh thần quyết thần ám hỏa tinh thương. Nhất thương đem không khí chung quanh, ánh sáng, đều kéo thành vòng xoáy, tạo thành vặn vẹo cảm giác, để Dạ Lăng Phong chỗ thân ở một cái bị nuốt hút trong thế giới. Cái kia xuất hiện ở phía trước một điểm tinh quang, cũng là huyết điệt minh hà mũi thương, cũng là chí mạng nhất điểm. Thi triển ra một thương này pháp, long nhân xá thật giống như đứng đấy bất động, Dạ Lăng Phong đều sẽ tự mình đâm chết tại hắn trường thương phía trên. Đây là bảy cảnh thần quyết ảo diệu chỗ. Chí mạng một chiêu bên ngoài, vẫn còn có bốn đầu đại tạo hóa nghịch trúc long thần thông. Bọn họ cái kia sừng rồng cực lớn, có thể ngắn ngủi tách ra, mỗi một đầu thần long sừng rồng, tối thiểu có thể phân ra hơn một triệu kim nhọn một dạng gai nhọn, thoạt nhìn như là cùng Dạ Lăng Phong gai tâm hồn châm có chút tương tự.
chỉ là số lượng quá nhiều, trải rộng thương thiên. Trong nháy mắt như là hỏa diễm mưa to, hướng về hắn cùng hồn ma đánh tới. Đây là thần thông, bạo hỏa long vũ mạc. Dạ Lăng Phong lại lần nữa nguy rồi. Cửu Long đế quân nhìn đến khốn cảnh của hắn, mặt mũi ảo ảo biến sắc. Vì cho hắn cổ vũ, đại đa số trưởng bối đều hô hô lên. Lòng của mỗi người cùng hồn linh, đều giống như cùng hắn tụ ở cùng nhau. Thế mà, sự thật chứng minh bọn họ trắng trắng lo lắng. Nắm giữ, nghịch long nhãn, thiên phú chiến đấu long nhân xá, lần này cũng không có chiếm cứ tiện nghi. Chỉ thấy Dạ Lăng Phong thông qua đâm tâm hồn châm, cứ thế mà kéo lấy một đầu đại tạo hóa nghịch trúc long ngăn tại trên đỉnh đầu, chỉ cần giãy giụa cũng là tê tâm liệt phế thần hồn nhói nhói, làm đến bị trưởng khống cái này một con rồng, quả thực khổ không thể tả. Càng mấu chốt là, thiên ma nhiên hồn chú đáng sợ đốt hồn năng lực, đã để nó có chút không kiên trì nổi. Những cái kia huyết sắc thần hồn đốt cháy chi hỏa, rất lớn một bộ phận đã thiêu tiến vào thức hải của nó. Nó nguyên bản không quá để ý, nghĩ đến thế đạo này, linh hồn công kích còn có thể giết chết rồng A. Bây giờ mới biết, thật có. Theo thời gian sói mòn, nó càng cảm giác trong thức hải thần hồn, hoàn toàn ở vào sụp đổ trạng thái. Cái kia thiên ma nhiên hồn chú đốt không chỉ là hồn linh, còn có mạng của nó. Càng chết là, làm Dạ Lăng Phong kéo lấy nó tới chặn công kích thời điểm, mấy vị kia nóng nảy huynh đệ, cứ thế mà đem không ít, bạo hỏa long vũ mạc, sừng rồng gai nhọn, trực tiếp đâm vào huyết nhục của nó phía trên. Phốc phốc phốc, cái này chẳng những mệnh hồn bị thương, liền nhục thân đều bị thương. Bọn họ một chiêu này thần thông đáng sợ ở chỗ, mỗi một cây sừng rồng gai nhọn vậy cũng là có gai ngược, một khi đâm vào huyết nhục, trực tiếp kéo dài sinh trưởng, có thể cứ thế mà tại huyết nhục của người khác bên trong, dài ra hoàn chỉnh sừng rồng tới. Nếu là cưỡng ép đem cái này sừng rồng rút ra, trực tiếp liền sẽ mang ra tốt một khối to thịt. Các ngươi làm cái gì? Bị thương chi long tuyệt vọng kêu thảm. Nói thật, các huynh đệ của nó cũng không có cách, dù sao thể tích quá lớn. Dạ Lăng Phong tránh né cái này thần thông, mà cái kia hồn ma bản thân liền là mục tiêu công kích chủ yếu, vạn vạn không nghĩ đến, đang bị thần thông trúng đích trước đó, gia hỏa này lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa thành một trận màu đen vòi rồng, chuyển hóa làm cùng loại thức thần linh thể trạng thái, cứ thế mà đem cái này, thuần vật lý, thần thông, cho vung bay ra ngoài. Hồn ma thoạt nhìn là cận chiến máy móc, kỳ thật nó không phải. Cái kia cuồng bạo ngoại hình, trên thực tế là hống người. Nó căn bản không có cùng đại tạo hóa nghịch trúc long nhục thân chém giết năng lực. Bất quá, coi như mạo hiểm hóa giải thần long thần thông, Dạ Lăng Phong tình cảnh vẫn là tương đối nguy hiểm. Hắn dùng thập phương trấn ma trụ ngăn cản hai lần, long nhân xá, thần ám hỏa tinh thương, vẫn là đè lên. Tại điện thạch hỏa quang ở giữa, long nhân xá dùng tuyệt đối tinh luân nguyên lực ưu thế, lại lần nữa nhất thương giết ra. Cứ thế mà vào Dạ Lăng Phong ở ngực. Chết! Long nhân xá ngập trời sát khí, cho tới giờ khắc này mới bạo phát đi ra. Hắn vẫn là cường. Đây là một loại nghiền ép giống như cường đại. Từ đầu tới đuôi, nuốt phế đan đến cực hạn Dạ Lăng Phong, còn phải lợi dụng thần hồn đặc thù tính tại cùng hắn chiến đấu. Giờ phút này có thể một chiêu đâm thủng ngực, long nhân xá cơ hồ dùng ra mạnh nhất lực đạo, hắn nghịch long thiên phú mang tới hình người thần long chi khu. Còn có nghịch long nhãn chính xác khóa chặt, để hắn trường thương tránh đi thập phương trấn ma trụ, tiến quân thần tốc. Dù là chỉ là trong nháy mắt, hắn đều cho thấy cao siêu nghệ thuật chiến đấu, đối mỗi một cái động tác phán đoán, đều chính xác làm cho người khác giận sôi. Phốc phốc, quả nhiên, cái kia nắm giữ hút máu năng lực huyết điệt minh hà tinh hồng sắc mũi thương, đâm vào Dạ Lăng Phong ở ngực, đâm thủng ngực mà qua. Chỉ trong nháy mắt, mọi người liền nhìn đến cái này thương nhọn. Theo Dạ Lăng Phong sau lưng đâm ra ngoài. Không có thấy máu. Trường thương xuyên qua lồng ngực, sao có thể không thấy máu. Cái này kỳ thật rất bình thường, bởi vì huyết điệt minh hà hút máu năng lực so long huyết thần hoang còn khủng bố, nó tựa như là vô số con đỉa, tại nghe thấy được mùi máu, cắm vào địch nhân thân thể máu thịt thời điểm, nó thì bám vào ở phía trên, đem huyết mạch uống đến sạch sẽ, trực tiếp đem đối thủ biến thành thây khô. Hà tiện, rất hợp lý. Ông. 30 triệu cửu long đế quân, trong nháy mắt ngốc trệ, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, đã mất đi thần thái. Tiếc hận, phiền muộn xông lên đầu. Đối diện trật tự thiên tộc cùng ẩn long điện đại quân, thì trong mắt phun lửa, vạn chúng gào thét. Long nhân xá danh tiếng chữ, trong lúc nhất thời chấn động dãy núi, gạt mây gặp sương mù. Nhất là ẩn long điện cái kia 10 triệu người, ánh mắt đỏ thẫm, lồng ngực đốt cháy,
nhiệt huyết dâng trào, sắp khóc. Long Nhân Xá, thắng. Tiểu Phong, chết. Đây là 90 triệu tại cái này đâm thủng ngực mà qua trong nháy mắt, đạt được đáp án. Thế mà, chỉ có một người, trong nháy mắt này kinh hồn. Đó chính là Long Nhân Xá. Rõ ràng là đâm thủng ngực mà qua, thế nhưng là với hắn mà nói, huyết điệt Minh Hà tựa như là đâm vào không trung. Cái này sao có thể? Hắn đột nhiên nhíu mày, ánh mắt lóe lên liền thấy thiếu niên trước mắt này lãnh khốc, tràn đầy niềm tin ánh mắt, cái này khiến hắn cực nhanh phản ứng, muốn quất ra huyết điệt Minh Hà. Long Nhân Xá bất ngờ phát hiện, ngược lại là lúc này thời điểm, Dạ Lăng Phong lồng ngực tựa như là một cái rác hút, khóa lại huyết điệt Minh Hà. Dù là chỉ khóa lại trong nháy mắt, đó cũng là lại lần nữa vượt ra khỏi Long Nhân Xá đoán trước. Ngươi trúng kế. Mượn dùng nguyên thủy chi môn phản sát một chiêu này, Dạ Lăng Phong trước kia dùng qua, không nghĩ tới lần nào cũng đúng. Ngươi. Tại Long Nhân Xá rút súng trong nháy mắt, Dạ Lăng Phong trong tay cái kia mọc đầy, toái hồn thiên thứ, thập phương trấn ma trụ, liền trực tiếp thọc ra ngoài. Mục tiêu chính là Long Nhân Xá nghịch Long Nhãn. Làm. Long Nhân Xá tay mắt lanh lẹ, duỗi ra cái kia nắm giữ cẩn trọng vảy rồng tay trái, cưỡng ép cầm thập phương trấn ma trụ. Bất quá, hắn lập tức đau đến trực tiếp buông tay. Bởi vì phía trên kia gai nhọn, xé rách huyết nhục của hắn, sẽ trực tiếp hóa thành gai nhọn phóng tới thức hải, chỉ trong nháy mắt, hắn thì đau đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ cần buông tay, vậy liền không còn kịp rồi. Cái kia tràn đầy huyết sắc gai nhọn thập phương trấn ma trụ, bị Long Nhân Xá chặn một số sai lầm, nhưng vẫn là chọc vào trên mũi của hắn. 3. Chỉ là Dạ Lăng Phong tinh luân nguyên lực, đều bị Long Nhân Xá sống mũi tại chỗ đứt gãy, cái mũi trực tiếp lõm vào, nổ ra không ít máu tươi. Trên đó toái hồn thiên thứ càng là đại lượng đâm vào Long Nhân Xá trong thức hải, vây công mệnh hồn. Một tiếng chói tai kêu thảm, đến từ Long Nhân Xá. Hắn buông ra huyết điệt Minh Hà, lùi lại mấy chục mét, bộ mặt đã sớm vặn vẹo, phía trên tung tóe đầy máu tươi. Tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là mọi người đều biết, mệnh hồn của hắn bị thương. Cái này một cái kịch biến, phát sinh ở phút chốc. Vừa rồi còn tại cuồng hô Long Nhân Xá danh tiếng trật tự thiên tộc cùng ẩn Long Điện, trong nháy mắt tĩnh mịch, sắc mặt cứng ngắc. Liền xem như Cửu Long Đế Quân bên này, trong lúc nhất thời đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vừa sửng sốt một chút, Dạ Lăng Phong thì nắm cái kia thập phương trấn ma trụ, thẳng hướng bị thương Long Nhân Xá. Oanh! Vạn chúng oanh động. Cho đến lúc này, huyết điệt Minh Hà mới rớt xuống, Dạ Lăng Phong cái này nguyên thủy chi môn liền không còn là một cái bí mật. Nhưng, hắn cũng không sợ. Tại Long Nhân Xá cái mũi sụp đổ, mệnh hồn nhói nhói thời điểm, Dạ Lăng Phong đuổi theo, thi triển vô tướng côn pháp, liên tục ba côn đánh tới hướng Long Nhân Xá. Bị hắn chặn hai côn, thứ ba côn nện trên bờ vai, nhìn như thương thế không nặng, kỳ thật toái hồn thiên thứ tràn vào thân thể, lại lần nữa thẳng hướng thức hải, dẫn đến Long Nhân Xá càng thêm nhói nhói, não tử trống rỗng, thậm chí xuất hiện chí mạng cảm giác suy yếu. Đây hết thảy cùng hắn trong đó một đầu cộng sinh thú giống như đúc. Đáng chết! Hắn tê cả ra đầu. May mắn lúc này thời điểm, hắn cộng sinh thú đại tạo hóa nghịch trúc long đuổi trở về, ngăn cản Dạ Lăng Phong đường đi. Cái kia to lớn Long chảo đập tới, đem Dạ Lăng Phong quét bay ra ngoài, mới cho Long Nhân Xá thắng được một đường sinh cơ. Dù sao, bọn họ đều lo lắng Long Nhân Xá bỗng nhiên tử vong. May mắn, Long Nhân Xá thở dài một hơi. Không để ý đến hắn thần hồn lực sát thương, ta để kém chút chiến bại, bây giờ chậm tới, định muốn bắt lại hắn. Hắn không thể tin được, mình nếu là chiến bại, cái kia ẩn Long Điện, phụ thân bọn người, cũng sẽ là kết cục gì. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Đăng, hắn cầm lại huyết điệt Minh Hà, bốn đầu đại tạo hóa nghịch trúc long đều về tới bên cạnh hắn, thủ hộ lấy hắn, hiện tại mà nói hắn tối thiểu là an toàn. Nhưng, hắn biết sau lưng 60 triệu người sắc mặt rất khó nhìn, đây là để trong lòng hắn tích huyết sự tình. Loại kia xấu hổ cảm giác, hắn đã sớm cảm nhận được. Càng làm cho hắn tích huyết chính là, hắn còn đánh giá thấp Dạ Lăng Phong bốn cảnh đế hồn lực sát thương. Vừa mới nó gặp nạn, bốn đầu đại tạo hóa nghịch trúc long đều trở về cứu hắn, thì trong chớp nhoáng này, lui về Dạ Lăng Phong, trực tiếp khua tay thập phương trấn ma trụ đi vào công cái kia bị thương chi long. Ông, làm cái kia thập phương trấn ma trụ ầm vang biến lớn, siêu ra ngàn mét thời điểm, trực tiếp ném một vòng, đập vào cái kia bị thiên ma nhiên hồn chú tàn phá bừa bãi thần long phía trên. Oanh,
rầm rầm rầm. Liên tục 4 lần, vô số toái hồn thiên thứ, cứ thế mà vào đi. Ngao ô, ngao ô. Thần long phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Long nhân xá mới vừa từ ác mộng bên trong thoát đi, tránh né bị giết vận mệnh, lại nhìn ngay lập tức đến hắn một đầu cổng sinh thú, bị Dạ Lăng Phong liên tục 4 côn, đánh cho buồn bã hô ngã xuống đất, hấp hối, ánh mắt tán loạn, rõ ràng phải chết. Ầm ầm. Thập phương trấn ma trụ thu nhỏ, bị Dạ Lăng Phong một lần nữa cầm trong tay. Oanh. Hồn ma rơi vào bên cạnh hắn, hướng về phía long nhân xá dương nanh múa vuốt. Nó là cái thứ nhất, tiếp đó, đến phiên người nào. Một cái tuổi đếm không tới chính mình một nửa tiểu bối, chỉ sắp chết đại tạo hóa nghịch trúc long, vô cùng lãnh khốc đối long nhân xá cái này ẩn long điện thiên cổ đệ nhất kỳ tài nói chuyện. Cái dạng này, ngược lại là rất có lý thiên mệnh phong phạm. Bất quá, rất hữu hiệu. Loại này khinh miệt, cuồng ngạo, dễ dàng nhất kích thích đối thủ. Cái này dẫn đến long nhân xá hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, ba con mắt lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Loại khiêu khích này, càng làm cho phía sau hắn 60 triệu đại quân triệt để khô nóng lên, tập hợp một chỗ hình thành một mảnh không có tận cùng ngập trời biển lửa, vô số vô hình áp lực, đều trấn áp tại Dạ Lăng Phong trên thân. Thế mà hắn cũng không có e ngại. Bởi vì thần hồn của hắn bên trong, có 80.000 tộc nhân, cùng hắn cùng nhau đối mặt. Hắn thậm chí to gan nhìn lấy đối thủ. Nói lần nữa, long nhân xá, ta hỏi ngươi, nó sau khi chết, cái kế tiếp đến phiên người nào? Ông, cửu long đế quân bên này trước làm lộ. Trên chiến trường sĩ khí, có lúc cũng là trọng yếu như vậy, nó ảnh hưởng một cái thị tộc sĩ khí, tinh thần, ý chí. Tại dạng này khiêu khích phía dưới, long nhân xá hàm răng đều đang run rẩy. Đinh, hắn cầm huyết điệt minh hà. Giết, một người tứ long, giận cuốn tới. Đây tuyệt đối là Dạ Lăng Phong tránh thức thành danh nhất chiến, hắn anh dũng, lãnh khốc, còn có non nớt cuồng vọng, đều đốt lên chiến trường. Rầm rầm rầm. Hai người tứ long một hồn ma, trên chiến trường lại lần nữa chém giết, lần này càng thêm huyết tinh, kịch liệt, huyết nhục văng tung tóe. Long nhân xá rất mạnh, nhưng là Dạ Lăng Phong thủ đoạn, quá quỷ dị, quá hữu hiệu. Thiên ma nhiên hồn chú, thứ tâm hồn nhận, toái hồn thiên thứ, bao quát hồn ma, hồn phong long quyển. Không có một loại thủ đoạn, đối phương đều không tránh thoát. Cái này dẫn đến, Dạ Lăng Phong bên này huyết nhục bị thương, đối diện thì thần hồn tiếp tục bị thương. Dạng này đánh xuống thất bại, hồn ma, chỉ tới một lần liều chết đánh cược một lần đi. Dạ Lăng Phong toàn thân nhuốm máu, theo vũng máu bên trong leo ra, đối hồn ma nói ra. Ô ô, hồn ma mặt giận dữ, không ngừng gật đầu, chuẩn bị kỹ càng. Đưa ta tới, đừng quản những cái kia rồng. Giống. Bọn họ không phải cộng sinh, cũng đã vô cùng ăn ý. Dạ Lăng Phong cắn răng một cái, coi lại Lý Khinh Ngữ liếc một chút, lau đi máu trên mặt dấu vết. Đám người bên trong, cái kia người ấy nhìn lấy thương thế trên người hắn, cơ hồ đã tan nát cõi lòng. Ai cũng đã nhìn ra, cửu nguyệt thần nữ rất ưa thích hắn. Dạng này đối mặt, sẽ chỉ làm trật tự thiên tộc cùng ẩn long điện cũng khó khăn có thể. Bịch. Chiến trường lại có mới biến hóa. Mọi người trong mắt, Dạ Lăng Phong cùng hồn ma đụng vào nhau, cái kia hồn ma trực tiếp hóa thành một trận hắc sắc phong bạo, trên chiến trường bao phủ. Rầm rầm rầm. Đại tạo hóa nghịch trúc long thần thông cùng nhanh vuốt, truy kích mà đến, xé rách tại cái này hắc sắc phong bạo phía trên, cái này khiến hồn ma phát ra từng tiếng kêu đau đớn. Đối với nó tới nói, đây cũng là một loại bị thương, cực kỳ tiêu hao sinh mệnh lực của nó. Nhưng là, nó đang cắn răng, bảo vệ tốt Dạ Lăng Phong. Chịu đựng. Giống. Hồn ma cắn răng gào thét, hắc sắc phong bạo tăng thêm tốc độ, tòng thần rồng nhóm bên người tiến lên. Không cần nó tiếp tục hướng phía trước, bởi vì cái kia long nhân xá đã giết tới. Trường thương quán thiên. Lên. Dạ Lăng Phong gầm rú một tiếng, hô lên tất cả lực lượng. Tất cả lãnh huyết, toàn bộ phun lên đầu. Ông. Cái kia hắc sắc phong bạo càng nhanh cuốn về phía long nhân xá. Ông. Hồn ma ôm hồn. Đây là nó xâm lấn thức hải thủ đoạn mạnh nhất, nhưng cũng đối nên sẽ có rất lớn tổn thương. Bởi vì mỗi một lần xâm lấn thức hải, nó đều cần từ bỏ nhất định thể tích. Đối với nó tới nói, thể tích cũng là lực lượng. Dọc theo con đường này, hồn ma bên trong không ít thần thông, xuyên qua biển lửa, đi vào long nhân xá trước mắt, đã bị thương rất nặng. Nó gầm thét, sử dụng sau cùng lực đạo, trực tiếp cuốn về phía long nhân xá trường thương. Về sau, theo trường thương tuôn hướng đầu của hắn.
Ông! Long Nhân Xá khép kín ba cặp huyết dực, cản ở trước mắt, muốn ngăn cản cái này hắc sắc phong bạo. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là. Cái này hắc sắc phong bạo va vào thức hải của hắn, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại mạng của nó hồn tiểu nhân trước đó. Nó đột nhiên mở ra lục trích thủ cánh tay, từ trên trời giáng xuống, giống như là cự viên ôm trẻ sơ sinh giống như, trực tiếp tới một cái gấu ôm. Oanh! Đó là một loại toàn bộ thế giới đều đang chấn động, linh hồn oanh minh, chi giác trong nháy mắt biến mất cảm giác. Loại thống khổ này, đại khái chỉ có trong nháy mắt, bởi vì hồn ma rất nhanh liền tan rã. Nó sẽ trở lại Dạ Lăng Phong trên thân, tiến hành toàn một vòng mới liệu thương. Nhưng là, đầy đủ. Bởi vì làm hồn ma ôm hồn trong nháy mắt, cũng đã đem Dạ Lăng Phong dẫn tới Long Nhân Xá trước mắt. Ông! Trong tay hắn thập phương trấn ma trụ, huyết sáng lóng lánh, hắc vụ lượn quanh. Chết đi! Vô tướng côn pháp đạo thiên trấn pháp. Còn kết hợp toái hồn thiên thứ. Đây là vô tướng côn pháp mạnh nhất, trầm trọng nhất nhất côn. Vạn pháp vô tướng, đạo thiên trấn pháp, nhất côn trấn áp, thần ma xua tan. Làm! Ngay tại Long Nhân Xá ánh mắt trợn trắng trong nháy mắt, thập phương trấn ma trụ đập vào trên đầu của hắn. Tạch tạch tạch, Long Nhân Xá đầu rồng xương sọ, tại chỗ đánh rách tả tơi. Dạ Lăng Phong tinh tướng thần cảnh 12 cấp lực lượng, là đầy đủ phá hủy nhục thể của hắn, mang đến nhất kích chí mệnh. Lại càng không cần phải nói, toái hồn thiên thứ xông vào thần hồn. Tại ôm hồn sau khi kết thúc, Long Nhân Xá tiểu nhân mệnh hồn, trong nháy mắt gián tiếp chịu vạn kiếm xuyên tâm. Phốc phốc phốc. Cho đến giờ phút này, Long Nhân Xá hai mắt, mới khôi phục thư thái. Chỉ là, cái này một cái đầu lại tại chỗ nổ tung ra. Tại cái kia sau cùng trong nháy mắt, hắn trừng to mắt, chằm chằm lấy trước mắt Dạ Lăng Phong. Hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, một người nhất côn, dùng ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy tử vong của hắn. Lan. Thì một chữ này, để Long Nhân Xá ruột gan đứt từng khúc. Hắn biết. Kết thúc. Mà lại kết thúc có chút kịch. Nếu như hắn còn có thể có cơ hội, hắn cũng không dám quay đầu nhìn. Bởi vì căn bản là không có cách tưởng tượng, tử vong của hắn sẽ cho ẩn Long Điện mang đến như thế nào đả kích. Mà lại, hôm nay vốn là mình phong quang nhất một ngày a. Tân Lang Thịnh Trang, còn ở trên người đây. Kết thúc quá nhanh, ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì rất nhiều không dám nghĩ sự tình, đều không cần nghĩ, theo thế giới kết thúc, ý thức ầm vang tiêu tán. Long Nhân Xá mềm mại ngã trên mặt đất, phủ phục tại Dạ Lăng Phong dưới chân. Giờ khắc này, toàn thế giới yên tĩnh. Một bóng người xuất hiện tại Long Nhân Xá bên cạnh, nhất trưởng đẩy ra, Dạ Lăng Phong trực tiếp bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất, tại chỗ nhắm mắt, không nhúc nhích, không rõ sống chết. Người đến là Trúc Long Hoàng. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng là, vẫn là đã chậm một bước. Hôm nay lớn nhất ngoài ý muốn. Không phải Dạ Lăng Phong có thể đánh bại Long Nhân Xá, mà chính là hắn giết người phương thức quá đột ngột, làm đến Trúc Long Hoàng đều không kịp phản ứng, Long Nhân Xá liền chết. Cái này tốt. Thái Dương Đế Tôn đại cờ, đến một bước này gãy mất. Trúc Long Hoàng sắc mặt trắng bệch. Hắn biết, xảy ra chuyện lớn. Hắn chỗ ảo tưởng nghĩ hay thật mộng, giống như tại cái này đột nhiên, cùng Long Nhân Xá đầu một dạng vỡ nát. Dạ Lăng Phong, giết Long Nhân Xá. Trúc Long Hoàng. Giết Dạ Lăng Phong. Thần Dương Vương cảnh đỉnh phong cường giả, đánh tiểu bối nhất trưởng, mặc kệ Dạ Lăng Phong nhiều yêu nghiệt, một trưởng này đại khái dẫn không chịu đựng nổi, không có tại chỗ phân thây, cũng đã là may mắn. Dạ Lăng Phong chết, mọi người càng nhiều hơn chính là tiếc hận, hắn giết Long Nhân Xá, cũng đã đem trận này thịnh thế hôn lễ, phá hư đến sạch sẽ. Phải biết, hôn lễ vốn là trật tự thiên tộc nghiền nát hiên viên Long Tông, vào ở Thủy Long Động lấy cớ. Người đều đã chết. Cái nào còn sẽ có lấy cớ? Ông! Tự Long Nhân Xá đầu nổ tung một khắc này, toàn bộ chiến trường đều tại oanh động. Nửa đường giết ra, anh dũng xuất chiến, thuấn sát ẩn Long Điện thiên cổ thiên tài. Dạng này Dạ Lăng Phong, đã tại trật tự chi địa trong lịch sử, lưu lại nồng đậm một bút. Như thế biểu hiện, chấn thiên hám địa, tuổi còn nhỏ, cũng đã là tuyệt thế chi anh hùng hào kiệt. Cửu Long Đế Quân bên này, mắt thấy hắn bị Trúc Long Hoàng công kích. Ào ào hốc mắt đỏ bừng, ngực tàng thần phẫn. Không có cách, Dạ Lăng Phong đã giết tới trật tự thiên tộc trên mặt, khoảng cách Cửu Long Đế Quân quá xa, căn bản không có cách nào tại sau khi chiến đấu bảo hộ hắn. Xem xét lại trật tự thiên tộc cùng ẩn Long Điện bên này. Ẩn Long Điện, hơn 10 triệu người ngu trệ, mắt trợn tròn,
nguyên một đám sắc mặt đau thương, hai mặt nhìn nhau bên trong, như đồng căn nền đứt gãy, mất đi tương lai, trong lúc nhất thời lâm vào thống khổ cực độ cùng mê mang bên trong. Trật tự thiên tộc bên này, cũng là quá thống khổ, nhưng cũng mặt mũi nóng bỏng, đồng dạng có ba phần mê mang, không biết đến đón lấy nên làm gì bây giờ. Nhưng không thể phủ nhận, bọn họ nhìn lấy cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích quỷ thần tộc thiếu niên, trong ánh mắt có một loại kính sợ cùng bất đắc dĩ, phải biết, trước kia kinh diễm thiên hạ nhân vật, toàn bộ đều đến từ trật tự thiên tộc. Hiện tại, chỉ có thể hâm mộ, kính sợ. Cái này 60 triệu người hăng hái, đấu chí ngút trời chấn áp mà đến, lại tại lúc này khác, bị châu chấu đá xe, Dạ Lăng Phong đánh đòn cảnh cáo, đánh cho lặng ngắt như tờ. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Một cái 20 mấy tuổi thiếu niên diệt sát ẩn long điện thiên cổ thiên tài, phần này đối mặt 60 triệu đại quân đều có thể bộc phát ra anh dũng, đủ để cho cái này 60 triệu người, lâm vào nhất định mê hoặc bên trong. Nói thật, Trúc Long Hoàng giết hắn, mặc kệ đi qua bao lâu, chúng ta đều không cách nào ngẩng đầu. Người đã chết, tương đương với bọn họ tử tôn hậu bối, rốt cuộc không có siêu việt Dạ Lăng Phong, trêu đùa sỉ nhục cơ hội. Cái này càng khó chịu hơn. Trật tự thiên tộc, là muốn mạnh, chú trọng hơn mặt mũi. Tại cái này yên tĩnh trên chiến trường, mọi người chỉ nhìn đến Trúc Long Hoàng ôm lấy con của mình, những cái kia còn lại đại tạo hóa nghịch Trúc Long, cũng chỉ có thể gào thét, mất đi ngự thú sư về sau, bọn họ cái kia huyết mạch cao quý, tương đương với không tại, nghênh đón bọn chúng cuối cùng lại là hưu quạnh cùng tử vong. Nhi, Trúc Long Hoàng tròn mắt tận nứt, ôm lấy thi thể hai tay, đều tại rung động kịch liệt. Cả đời kiêu ngạo, giờ phút này phân mảnh. Biết sớm như vậy, hắn khả năng không cho Long Nhân Xá xuất chiến, trực tiếp để đại quân đem Dạ Lăng Phong nghiền nát. Thế nhưng là, khả năng sao? Hôm nay thúc đẩy trận chiến đấu này người là Lý Khinh Ngữ, nàng là Cửu Nguyệt Thần Nữ, Long Nhân Xá bị đế tôn nhắc đến quá cao, đứng tại đỉnh phong, nếu là hắn liền Dạ Lăng Phong, bên thứ ba khiêu chiến, đều không dám tiếp nhận, cả đời đều là vết bẩn. Lấy kết quả đến suy luận đúng sai, vốn cũng không có ý nghĩa. Đã mất đi Long Nhân Xá, tương đương với cái này 60 triệu đại quân ý chí suy kiệt hơn phân nửa, vốn là muốn đi Thủy Long Động cử hành hôn lễ, hiện tại muốn làm gì? Giống như chỉ có thể đứng mất mặt. Vạn chúng chú mục bên trong, đã từng phong hoa tuyệt đại không ai bì nổi Trúc Long Hoàng, hiện tại chỉ là cái đứt dễ bi ai. Hắn những ngày qua, cho Hiên Viên Long Tông mang đến tai nạn, nhìn đến hắn như thế suy bại, không khỏi có chút hả hê lòng người. Vù vù. Cuồng phong thổi lên Trúc Long Hoàng trường bào. Hắn ôm lấy thi thể, đột nhiên quay đầu, cái kia tinh hồng ba con mắt, khóa chặt nằm trong vũng máu Dạ Lăng Phong. Hắn nghe được tiếng hít thở, ngửi thấy sinh khí tức. Đinh! Trúc Long Hoàng cầm lên, huyết điệt minh hà, đây là hắn truyền cho nhi tử. Hắn hướng về Dạ Lăng Phong mãnh liệt mà đi. Rất hiển nhiên, vừa mới nhất trưởng quá vội vàng, không có đánh chết Dạ Lăng Phong, mà bây giờ... Trúc Long Hoàng muốn đem hắn tháo thành tám khối. Đây hết thảy đều phát sinh rất nhanh, Cửu Long đế quân người bên kia, căn bản không đuổi kịp tới. Siêu! Chỉ trong nháy mắt, huyết điệt minh hà mũi thương, liền chỉ hướng Dạ Lăng Phong vị trí hiểm yếu. Bóng mở phía dưới, thiếu niên máu me khắp người, bụng lõm vào, căn cốt tựa hồ nứt hết, xem ra đã hít vào nhiều thở ra ít. Hắn ánh mắt tán loạn, hai tay bắt tại trên mặt đất, ho khan một tiếng. Trong miệng toàn bộ đều là máu đen. Hắn tại đường danh sinh tử giãy giụa. Trúc Long Hoàng. Ai cũng biết, dù là vừa mới không chết, lần này Dạ Lăng Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, tất cả mọi người không để ý đến, Dạ Lăng Phong hôm nay có thể được đến đối chiến Long Nhân Xá tư cách, là bởi vì Lý Khinh Ngữ. Sớm tại Trúc Long Hoàng ôm lấy nhi tử thời điểm, Lý Khinh Ngữ cũng đã đầy mặt nước mắt, dùng hết chỗ có sức lực, yêu cầu Lý Duẫn Tịch, Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư năm người người cứu Dạ Lăng Phong. Không sai, nhìn đến Trúc Long Hoàng tuyệt vọng, Lý Duẫn Tịch bọn họ đều trầm mặc, ngậm miệng không nói. Thần nữ, người lãnh tĩnh một chút, người này là địch nhân, ngăn cản Trúc Long Hoàng, chúng ta sẽ để cho ẩn Long Điện khó chịu. Lý Tiêu Diêm trầm giọng nói. Tỉnh táo. Trong cuồng phong, nàng nguyệt tóc dài màu trắng phấn khởi, Dạ Lăng Phong thời khắc này trọng thương, cũng đã làm cho trong thân thể của nàng, lấp kín bi thương. Cái này trong trận chiến ấy, mỗi một chi tiết nhỏ, sợ là đều vĩnh thế khó quên đi. Loại thời điểm này, để cho nàng tỉnh táo. Lý Khinh Ngữ cho tới bây giờ đều không phải là, chỉ còn chờ người khác vì nàng nỗ lực người. Làm Lý Tiêu Diêm cự tuyệt nàng trong nháy mắt,
sắc mặt của nàng thì biến đến lãnh khốc mà dứt khoát. Được, vậy ta thì cùng hắn cùng chết, trước theo kiếp vòng bắt đầu, ta xem các ngươi tại sao cùng hắn bàn giao. Loại này kiên quyết, căn bản không phải nói đùa. Câu nói này dọa đến Lý Duẫn Tịch sắc mặt đại biến, vội vàng đè xuống nàng. Chỉ là để cho nàng kinh hoàng là, Lý Khinh Ngữ ngắm nàng liếc một chút, cái kia đỏ bừng trong hốc mắt, rõ ràng tràn đầy oán hận cùng khinh thường. Ý tứ cũng là, người ngăn được ta sao? Ông! Ngay một khắc này, nàng hai bên hai cánh tay phía trên, hết thảy 9 tháng quang kiếp vòng, đột nhiên bộc phát ra chướng mắt ánh trăng, cái kia ánh trăng bên trong bắt đầu gào khóc thảm thiết, 9 cái kiếp vòng cùng một chỗ rung động, trong đó mặt quỷ hiện ra đến, 9 cái cùng một chỗ, cái kia thê lương thanh âm, trực tiếp gọi Lý Duẫn Tịch tê cả ra đầu. Nàng nhớ tới Lý Vô Song dáng vẻ. Ngẩng đầu nhìn lên, Lý Khinh Ngữ nguyệt trong mắt màu trắng phía trên, cái kia trong con ngươi, một trương dữ tợn mặt quỷ đã hiện lên đi ra, hướng về phía nàng cười lạnh. Âm lãnh, tà ác, hung tàn ý chí, nương theo lấy nàng bi ý, phẫn uất, còn có đối Dạ Lăng Phong thâm tình, hỗn tạp cùng một chỗ mạnh mẽ mà ra, thậm chí ngay cả cái kia nguyệt mái tóc dài màu trắng, đều tại hướng lấy tinh hồng sắc chuyển biến. Dừng tay. Lý Duẫn Tịch phát hiện, chính mình có thể khống chế nàng, lại khống chế không nổi kiếp vòng biến hóa. Nghe cho kỹ, nếu như hôm nay hắn chết, chờ ta có năng lực ngày nào đó, các ngươi năm cái, đều sẽ so với hắn bị chết thảm hại hơn. Thiếu nữ cắn răng nói ra câu nói này thời điểm, hốc mắt bên trong, máu và nước mắt ào 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 tuôn ra, đây là bị kia quỷ mặt nhuộm đỏ nước mắt, khi nàng khóc thời điểm, trong mắt phía trên mặt quỷ lại tại giữ tợn cười. Khóc cùng cười lăn lộn cùng một chỗ, chế tạo một loại so Lý Vô Song còn đáng sợ hơn gấp 10 lần dùng mình. Đây là tiềm lực của nàng. Câu nói này, trực tiếp để Lý Duẫn Tịch bọn họ 5 cái sắc mặt đại biến. Đây chính là cửu nguyệt thần nữ, dù là nàng lại phản nghịch, vậy cũng là Thái Dương đế tôn tâm đầu nhục, đắc tội nàng vẫn là đắc tội ẩn long điện, bọn họ trực tiếp bị ép làm ra lựa chọn. 5 người liếc nhau một cái. Trúc Long Hoàng, dừng tay. 5 cái trật tự thiên tộc đại quân đệ nhất cấp bậc thống soái trực tiếp liền xông ra ngoài, ngoài miệng chấn nhiếp đồng thời, 5 người cơ hồ đồng loạt ra tay. Lúc này thời điểm, Trúc Long Hoàng vừa cầm lấy huyết điệt Minh Hà, đến Dạ Lăng Phong trước mắt. Cái kia chí mạng đâm một cái, bị Lý Duẫn Tịch cấp tốc chạy tới kiếm quang ngăn trở, mạo hiểm cứu Dạ Lăng Phong, 5 cái đỉnh cấp trật tự thiên tộc cao thủ, trực tiếp ép ra Trúc Long Hoàng, đem hắn bao bọc vây quanh. Các ngươi có ý tứ gì? Trúc Long Hoàng trong mắt tràn đầy tơ máu, hắn một tay ôm lấy nhi tử, tay kia nắm huyết điệt Minh Hà, trên tay nổi gân xanh. Xin lỗi huynh đệ, thần nữ lấy cái chết bức bách, chúng ta không có cách nào, việc này còn phải đế tôn xử lý. Lý Tiêu Diêm nghiêm túc nói. Ha ha! Trúc Long Hoàng cười to. Là hắn biết, con của hắn nhìn như muốn cùng cửu nguyệt thần nữ có đôi có cặp, có thiên hạ đệ nhị tiềm lực của con người, nhưng cái này cái gọi là người thứ hai. Một khi không bị đệ nhất nhân coi trọng, chết cũng là chết vô ích. Trúc Long Hoàng cười lớn, ôm lấy nhi tử, đón ẩn long điện ngàn vạn người xoắn xuýt, bi thương ánh mắt, đi trở về. Trường hợp như vậy, càng thêm tĩnh mịch. Hết thảy 90 triệu người, nhìn tận mắt cái kia không người ngăn trở cửu nguyệt thần nữ, theo 60 triệu ngay trong đại quân chạy tới, sau đó trước mặt người trong thiên hạ, đem cái kia toàn thân nhuốm máu thiếu niên ôm vào trong lòng. Máu đen nhiễm tại nguyệt thần vĩnh huy phía trên. Thánh khiết cùng hắc ám sinh ra va chạm, có thể làm mặt của bọn hắn dính vào cùng nhau thời điểm, hết thảy lại như thế tự nhiên, giống như bọn họ, mới thật sự là một đôi trời sinh. Nước mắt cùng máu đen xen lẫn. Tâm cùng tâm va chạm. Cho dù là thế tục thế giới bên trong, có 90 triệu người ánh mắt, bọn họ đều không để ý. Chỉ có nắm chắc nhuốm máu chi thủ, càng nắm càng chặt. Tiểu Phong, thân mật cùng nhau ở giữa, nàng dường như nghệ một dạng phát âm. Trong mắt dữ tợn mặt quỷ, lúc này mới ảm đạm đi. Dạ Lăng Phong nhẹ gật đầu, hơi hơi lên tiếng, dù là hàm răng trong khe hở, đều vẫn là vết máu màu đen, có thể chí ít, hắn làm được, cũng cười. Tình cảnh như vậy, càng thêm gọi người lặng ngắt như tờ. Đã có quá nhiều người, trực tiếp cho não bổ ra rất nhiều chuyện xưa. Ở trong đó, khó chịu nhất chính là Lý Duẫn Tịch bọn người. Bọn họ thì đứng ở xung quanh, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Người cũng bị mất, còn cử hành hôn lễ sao? Bất lực được hôn lễ, từ đâu tới lấy cớ nghiền nát Cửu Long đế quân? Bọn họ đều lần này mặc danh kỳ diệu, làm hư. Chính khi bọn hắn hậm hực cơ hồ muốn thổ huyết thời điểm, một cái đốt cháy kim sắc truyền tin thạch, đi tới bọn họ trước mắt.
Đế Tôn ý chỉ, cuối cùng đã tới. Lấy Thái Dương Đế Tôn thân phận, dù là chỉ là một cái truyền tin thạch, đều có thể gây nên vạn chúng chú mục. Dạ Lăng Phong đánh gãy thịnh thế hôn lễ, đến đón lấy cục diện như thế nào phát triển, liền phải nhìn Thái Dương Đế Tôn ý tứ. Hắn hỉ nộ, vốn là quyết định trật tự chi địa thương sinh vận mệnh. Làm cái kia kim sắc truyền tin thạch bốc lên không trung, nở rộ chướng mắt ánh sáng màu vàng thời điểm, tối thiểu nhất trật tự thiên tộc bên này, cái kia 50 triệu người đều phút chốc té quỵ dưới đất, trực tiếp dẫn phát khắp nơi oanh minh. Ẩn Long Điện tuy nhiên phản ứng chậm một chút, nhưng cũng rất nhanh toàn bộ thành kính quỳ bái. Dù sao, bọn họ đối Cửu Nguyệt Thần Nữ có ý kiến, lại sẽ không đối Thái Dương Đế Tôn, có bất cứ ý kiến gì. Bái kiến Đế Tôn. 60 triệu người cao giọng hô to, sinh ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, loại kia khăng khăng một mực cuồng nhiệt giống như là phong bạo một dạng tuôn hướng cái này một kim sắc truyền tin thạch. Giả thiết Thái Dương Đế Tôn cũng có, chúng sinh thần niệm, tại cái này trên Thái Dương, hắn cần phải mạnh đến mức không còn gì để nói. Tại chỗ tất cả đều là thượng thần. Mà Đế Tôn, là thần bên trong chi thần. Rầm rầm rầm, cuồng nhiệt thậm chí đưa tới oanh minh. 50 triệu trật tự thiên tộc hai mắt thiêu đốt, tâm huyết sôi trào, cái kia vô số hỏa diễm thức thần hội tụ vào một chỗ hình thành thao thiên chi hỏa, lại lần nữa phần bốc cháy, để cả phiến thiên địa cũng bắt đầu thiêu đốt. Ong ong ong, âm ý thanh âm đều tại biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có trật tự thiên tộc chỉnh tề tiếng tim đập, hội tụ vào một chỗ, giống như là một đầu trăm vạn mét cự thú đang gầm thét. Tại những thứ này nóng rực trong ánh mắt, cái kia kim sắc truyền tin thạch đột nhiên biến hóa, một cái to lớn bóng người vàng óng hiện lên đi ra. Kim vụ lượn lờ bên trong, Thái Dương Đế Tôn hư ảnh, buông xuống tại chúng sinh trước đó. Chỉ thấy hắn mắt xem Cửu Long Đế Quân cùng sau người Thủy Long Động, trong hai mắt, trực tiếp phun ra hỏa diễm. Ong ong, bàng bạc khí tức, vậy mà tại cái này truyền tin trong đá bạo phát. Rất rõ ràng, Đế Tôn giận dữ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại này tức giận. Loại này tức giận, dẫn động tới trật tự thiên tộc 5.000 người sát cơ, thẳng tắp tăng lên. Đúng vào lúc này, Đế Tôn hư ảnh phát ra một tiếng chấn thiên gầm nhẹ. Hiên Viên Long Tông Bạch Long Hoàng, Dương Sách, tại Hiên Vũ Đại Lục Tù Long Cốc, giết bản tôn muội muội Lý Vô Song. Lời này vừa nói ra, toàn thế giới oanh động. Trong lúc nhất thời, Cửu Long Đế Quân xôn xao. Trật tự thiên tộc, Ẩn Long Điện bên này. Đầu tiên là ngây ngốc một chút, chợt, lửa giận ngập trời bắt đầu ấp ủ. Rất nhiều thức thần tu luyện giả khuôn mặt, đã sớm vặn vẹo. Lý Vô Song cái chết, cùng Long Nhân Xá cái chết, không là một loại khái niệm. Dù là Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng bọn họ càng sớm biết chuyện này, đại bộ phận Cửu Long Đế Quân vẫn không biết. Nhưng chỉ cần có chút não tử, đều biết việc này mặc kệ thật giả, cái kia đều không đơn giản, quả thực cùng Long Quân Hiên xâm phạm Lý Vô Song không có sai biệt. Chỉ cần Đế Tôn mở miệng, đến đón lấy trật tự thiên tộc tiến công Hiên Viên là tuyệt đối. Một chút khác biệt chính là, Lý Vô Song bị xâm phạm, không ảnh hưởng nàng về sau còn sống, bây giờ, bị giết, về sau thì không phương diện lộ diện. Lấy Lý Vô Song loại này người, không có khả năng không lộ diện, như vậy nói cách khác, nàng thật rất có thể chết. Bởi vì mọi người đều biết, Long Uyển Oánh cùng Dương Sách đi qua, chính là vì bảo hộ Tù Long Cốc thanh thiếu niên. Giờ khắc này, giữa song phương ấp ủ chiến hỏa, có thể so sánh Long Quân Hiên lần kia, nóng nảy gấp 1.000 lần. Hơn nữa còn tại tăng lên. Trật tự thiên tộc bên này, rất nhiều mắt người vành mắt trực tiếp đỏ bừng, sát khí bạo tăng. Vốn là trật tự thiên tộc là lấy, hôn lễ, vào ở Thủy Long Động, bức Hiên Viên Long Tông thủ, bây giờ hôn lễ bị phá hư, có thể Lý Vô Song cái chết, làm đến giữa song phương xung đột trực tiếp biến thành Hiên Viên Long Tông giết Đế Tôn muội muội. Phạm phải sai lầm lớn, chủ động dẫn phát chiến tranh. Cái kia đều không cần viện cớ. Quả nhiên, Đế Tôn bi phẫn quay đầu, nhìn về phía Trúc Long Hoàng đám ba người, chất vấn. Trúc Long Hoàng, tại cái này đại hôn vui mừng thời khắc, lại phái người giết Vô Song, là người ý tứ sao? Đế Tôn, Trúc Long Hoàng vội vàng quỳ xuống, thê lương nói, cũng không phải như thế. Hai chúng ta tộc quan hệ thông gia, ta tuyệt sẽ không như thế làm. Nhất định là Thánh Long Hoàng cái này người bảo thủ, dậm chân tại chỗ, không chân quý trật tự chi địa hiếm thấy hòa bình, phạm phải sai lầm lớn. Chúng ta đại biểu Hiên Viên Long Tông, cái này vì Vô Song cô nương báo thù, diệt trừ Hiên Viên Long Tông u ác tính, lấy đó trừng trị. Hắn coi như lợi hại, nhi tử không có, còn phối hợp Đế Tôn diễn xuất,
đem tiếp xuống chiến tranh định nghĩa vì Hiên Viên Long Tông diệt trừ nội loạn. Mà không phải Ẩn Long Điện liên hợp trật tự thiên tộc tiến công Hiên Viên Long Tông. Cái trước rõ ràng càng quang minh chính đại. Được, ta trật tự thiên tộc giúp ngươi một tay. Kim sắc hư ảnh khí độ ngập trời, làm hắn giơ tay lên, chỉ hướng Cửu Long Đế Quân thời điểm, cái kia rồi rào, mênh mông thanh âm, như hỏa diễm thủy triều, hướng về 30 triệu Cửu Long Đế Quân lăn tới. Trật tự thiên tộc nghe lệnh, trợ giúp Hiên Viên Long Tông tru sát phản đồ Thánh Long Hoàng, có trở ngại cản người toàn vì đồng phạm, giết không tha. Một đoạn này lời nói khí chàng quả thực nổ tung, coi như ai cũng biết, hắn đây là tại nói vớ nói vẩn, có thể người này nhân cách mị lực và khí chàng, đủ để đem đoạn văn này tô son chát phấn quang minh chính đại. Giống như bọn họ xâm lược, thật đại biểu chính nghĩa. Dạng này lý do thoái thác, đối chung quanh vạn tông 70 triệu đại quân tới nói, đều là đánh đòn cảnh cáo. Bọn họ là đến giúp đỡ Hiên Viên Long Tông, kết quả Hiên Viên Long Tông trước hết giết Lý Vô Song, bên này 60 triệu người lấy trấn áp Hiên Viên Long Tông nội loạn danh nghĩa chiến đấu, bọn họ có chút vô cớ xuất binh. Tăng thêm biên cảnh không ngừng truyền đến trật tự thiên tộc vượt biên tin tức, bọn họ càng khó. Tại sao muốn giết Lý Vô Song a? Đây không phải ngu xuẩn, gọi là tiểu phong người trẻ tuổi, vừa mới đánh vỡ cục diện, lại loạn. Không thể nào lựa chọn đi, vừa nghe được tin tức, Hiên Vũ Đại Lục bên kia là Hiên Viên Long Tông người trẻ tuổi, Lý Vô Song cái này rõ ràng là đi khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn. Cái này khó khăn, có giúp hay không a? Ai biết Vô Mộng Tiên Quân là có ý gì? Vạn tông bên này, một mảnh hỗn loạn. Tại bọn họ hỗn loạn trong ánh mắt, cái kia lấy trật tự thiên tộc làm chủ đạo 60 triệu đại quân lấy cửu hận vì dây dẫn nổ, lại lần nữa đem khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Chưa bao giờ từng thua thiệt bọn họ, biết được Lý Vô Song bị giết, không quan tâm thật giả, giết là được rồi. Oanh! 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 Tại Thái Dương Đế Tôn một tiếng chỉ lệnh dưới, 60 triệu đại quân thức thần, cộng sinh thú toàn bộ xuất hiện. 10 triệu Ẩn Long Điện Ẩn Long Vệ khống chế chư thiên hung sát thần long, mấy chục triệu thần long bay lên, tại bọn họ bên cạnh thân, 50 triệu thức thần tu luyện giả thức thần toàn ra, nguyên một đám hỏa diễm thần ma phóng lên tận trời, đem thương thiên chiếm hết, vô tận biển lửa trực tiếp kéo dài mấy trăm dặm. Toàn bộ chiến trường bên trong, duy nhất một mảnh an bình địa phương, cũng là Lý Khinh Ngữ cùng Dạ Lăng Phong ở lại địa phương. Nơi này có hơn ngàn phần dương vệ thủ hộ ở chung quanh, Lý Duẫn Tịch còn lưu tại nơi này. Những cái kia trật tự thiên tộc cùng Ẩn Long Vệ, trực tiếp theo bên cạnh bọn họ lách đi qua, hướng về Cửu Long Đế Quân bạo sát mà đi. Chiến tranh, bạo phát. Cái này cũng không chỉ là thanh thế to lớn sự tình. Đứng tại Lý Thiên Mệnh thị giác hướng phía trước nhìn qua, hắn chỗ đã thấy giống như là ức vạn thần ma đại quân, tầm mắt bên trong tất cả đều là hung hãn địch nhân. Trật tự thiên tộc thiêu đốt tộc hồn tại thời khắc này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Tại Thái Dương Đế Tôn cảm nhiễm phía dưới, bọn họ cơ hồ đều không có người sợ chết. Càng đáng sợ chính là thanh âm. Song phương còn không có đập vào, chiến trường thanh âm liền đã oanh minh đến cực hạn ồn ào cơ hồ tương đương mất đi thính giác, thậm chí xuất hiện nghe nhầm, dường như toàn thế giới đều đã nứt ra. Đây là Lý Thiên Mệnh tự mình chứng kiến đáng sợ nhất chiến tranh. Tuy nhiên không phải hằng tinh nguyên chiến tranh cấp bậc, nhưng cũng gần bằng với hằng tinh nguyên chiến tranh rồi. Tù Long Cốc. Chuyện bên kia, Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Ngân Trần ảnh hưởng Lý Vô Song, cũng là Lý Thiên Mệnh chỉ huy. Bên kia bị dồn đến tuyệt lộ, là chuyện không có biện pháp. Mà lại coi như không giết nàng, coi như Dạ Lăng Phong giết Long Nhân Xá, hôm nay trận chiến tranh này tuyệt đối là không thể tránh khỏi. Thái Dương Đế Tôn loại này lại cường lại vô lại người, nhất định sẽ có còn lại lấy cớ. Cường giả nghiền ép người yếu lấy cớ, luôn luôn tầng tầng lớp lớp. Có lẽ một cái, Mạc Tu Hữu cũng đủ. Đây chính là bá quyền. Bây giờ, đại quân tiếp cận, Cửu Long Đế Quân không có đường lui nữa. Hôm nay sống mái một trận chiến, đã sớm trong dự liệu, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Lý Thiên Mệnh tay trái đoạt mệnh ngân long, phải tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, cửu sắc long vảy trên người ảnh trùng điệp, hắn cũng làm xong Hiên Viên Long Tông trung sinh tử chuẩn bị. Dạ Lăng Phong cùng Lý Khinh Ngữ tạm thời là an toàn. Cửu Long Đế Táng còn cần chờ cơ hội. Trước lúc này, Lý Thiên Mệnh làm không được thoát đi Hiên Viên Long Tông. Đừng nói hắn cùng Hiên Viên đã sớm có không hiểu ngọn nguồn, thì theo bắt đầu bên trong cái hang rồng cửu sắc long vảy biến hóa, hắn đều không muốn tham sống sợ chết. Trong ánh mắt của hắn, đối phương vô tận thức thần, không ngừng phóng đại. Mà tại trước người hắn cách đó không xa,
Hiên Viên Long Tông sáu đại Long Hoàng đứng sóng vai, này một đám lão giả, cũng sớm đã thấy chết không sờn. Cửu Long Đế Quân. Thánh Long Hoàng quất ra một thanh thần kiếm, chỉ hướng trời cao. Đó là Cửu Long Đế Kiếm. Bát giai trật tự thần binh, tạm thời đến trên tay của hắn. Oanh! 30 triệu người tại thanh kiếm này dẫn dắt phía dưới, trên dưới một lòng, tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đồng dạng có cái này lịch sử lâu đời cùng nội tình. Chúng ta xuất chiến, không cần đường hoàng lấy cớ, càng không cần phủ lên phẫn nộ. Chúng ta là bản nguyên chi long truyền nhân, là mảnh đất này chủ nhân, chúng ta chỉ cần, thể sống chết bảo vệ gia viên, thủ vệ thân nhân của chúng ta. Người cuối cùng đều có vừa chết, sinh mà không tiếc, liền chết mà không sợ, chỉ cầu giữ vững trung hồn, không để cho địch nhân cùng chó săn chiếm ta đất đai, giết ta con cháu, đẩy ta tổ phần, diệt ta truyền thừa. Chính là cái này một câu cuối cùng, liền đã đủ. Cửu Long Đế Quân có chất lượng tốt nhất truyền thống, bọn họ biết một trận chiến này bọn họ không có đường lui. Cho dù thịt nát xương tan, cũng phải giết nhiều một tặc. Giết! Hống hống hống! 30 triệu Cửu Long Đế Quân, thần long cộng sinh thú vượt qua 100 triệu. 100 triệu thần long, tề thiên nộ hống. Tại số lượng, thực lực không bằng đối phương tình huống dưới, cái này 30 triệu Cửu Long Đế Kiếm hòa thượng ức thần long chỗ biểu hiện ra thấy chết không sờn đấu trí, mới gọi rồng thực sự hồn. Dạng này hoàn toàn không giả ý chí, khiến cho Thái Dương Vạn Tông trợ giúp đám người xấu hổ. Hiên Viên Long Tông làm 95% trở lên lịch sử thời gian Vạn Tông người đứng đầu, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, huyết tính của bọn họ, nội tình, sâu xa văn hóa truyền thừa, tại thời khắc này bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ nhìn nhãn thần, liền biết cái này 30 triệu người, không tốt gặp. Thánh Long Hoàng, Thương Long Hoàng, Thanh Long Hoàng, Tử Long Hoàng, Xích Long Hoàng, Lam Long Hoàng, cái này 6 vị đều là Hiên Viên Long Tông trụ cột tinh thần. Bọn họ tuổi tác mặc dù lớn, có thể mỗi một vị đều là dùng một đời tại vì Hiên Viên Long Tông phụng hiến người. Tinh thần của bọn hắn ý chí, dẫn lĩnh Cửu Long Đế Quân tại cái này gặp trắc trở thời khắc, thể hiện ra tử chiến đến cùng ý chí. Thủy Long trước động, cơ hồ không có một cái nào kẻ đào ngũ. Sau lưng cũng là thánh địa. Lui lại một bước, dẫm lên đều là tôn nghiêm cùng tộc hồn. Tại giết một chữ này thôi động dưới, không có kết giới bảo vệ Cửu Long Đế Quân không có lựa chọn phòng thủ, mà chính là mang theo thần Long Đại Quân, hướng thẳng đến 60 triệu trật tự thiên tộc trùng phong mà đi. Oanh! Hiên Viên Long Tông ức vạn thần Long cùng trật tự thiên tộc vô cùng thức thần biển lửa, giống như là hai đầu mấy triệu mét thô to cự thú, chấn động mặt đất bao la, tại oanh minh trong thanh âm va chạm vào nhau. Một khắc này, chiến trường trực tiếp trở thành cối xay thịt. Phốc phốc phốc! Hơn 100 triệu cấp bậc thượng thần đối kháng, chỉ là cộng sinh thú thần thông cùng thức thần đạo kiếp, liền đã nuốt sống toàn bộ thế giới. Vô số quang ảnh lấp lóe, nổ tung oanh minh, hỏa diễm cùng thần long trùng kích phía dưới, huyết nhục tung bay, biển lửa bao phủ, vạn long thần sơn trong nháy mắt biến thành một cái hỗn độn tràng, tựa như là mở ra một cái đường kính 100 vạn mét địa ngục chi môn, đem từng cái sinh mệnh trực tiếp cho nuốt vào. Đây chính là hằng tinh nguyên thế giới bên trong cao đẳng chủng tộc chiến tranh. Đây là diệt tộc chi chiến. Tránh thức giết lúc thức dậy, hết thảy cũng không có ý nghĩa. Trật tự thiên tộc là kiêu dũng thiện chiến thị tộc, xâm lược, đồ sát, đối bọn hắn tới nói là trò trẻ con, mà Hiên Viên Long tộc văn hóa truyền thừa bên trong, mặc dù không có loại này hung tàn dã tính, thế nhưng là ý chí của bọn hắn, kiên trì, thủ hộ gia viên, giữ lại truyền thừa quyết tâm, đồng dạng kiên cường đến đáng sợ. Giết! Giết! Thê lương! Chói tai, xuyên thấu linh hồn tiếng la giết, thậm chí phủ lên thần thông đánh nổ thanh âm. Máu tươi tại trong ngọn lửa đốt cháy, lửa giận chìm ngập chiến trường. Lạnh lùng trật tự thiên tộc dựa vào gấp 2 trở lên số lượng, tại chi phối lấy toàn bộ chiến trường. Bọn họ hỏa diễm thức thần là trời sinh chiến thần, thế mà Hiên Viên Long Tông là cái này trật tự chi địa phía trên, một cái duy nhất có thể cùng bọn hắn chống lại thị tộc. Tránh thức đánh lên, bọn họ rất nhanh liền phát hiện. Muốn tiêu diệt đối phương, tối thiểu muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Đương nhiên, Thái Dương Đế Tôn ý tứ, cũng không phải muốn đem cái này 30 triệu người giết sạch, chỉ là cần bị thương một chút, xử lý nhân vật chủ yếu, linh hồn nhân vật, sau đó dựa vào ẩn long điện, triệt để nô dịch cái này một cái thị tộc, để thiên bảng đệ nhất tông môn trở thành trật tự thiên tộc phụ thuộc, càng làm cho Thủy Long động vì đó trưởng khống. Chỉ là vừa khai chiến, 30 triệu Cửu Long Đế Quân huyết tính, liền để trật tự thiên tộc khó chịu. 30 triệu cùng 60 triệu đụng nhau,
cũng không có bảy biện ra nghiêng về một phía xu thế. Cái này vừa khai chiến, ở đâu chút thần long thần thông oanh tạc phía dưới, trật tự thiên tộc bên này đồng dạng tử thương vô số. Rầm rầm rầm, cái kia vô hình địa ngục chi môn, mở càng lớn, đem từng cái sinh mệnh lôi kéo đi vào. Trên bầu trời, vô số thiên hồn rời khỏi thân thể, vĩnh viễn biến mất tại thế giới bên trong, máu tươi cùng tàn thi rất nhanh chồng chất thành núi, cát vàng cùng bụi mù nuốt sống toàn bộ chiến trường, cơ hồ mỗi người bên người, đều đã bị huyết sắc chìm ngập. Ầm ầm, ầm ầm, chém giết bên trong, đại đa số màng nhĩ đều bị tiếng oanh minh bị phá vỡ, hai lỗ tai đổ máu, toàn thế giới rõ ràng rất bi thảm, lại thành một cái im ắng không gian. Tại cái này vô thanh vô tức bên trong, rất nhiều người thì bỗng nhiên bị mất mạng. Ba ba, không biết phương nào tới đao kiếm, đem một cái cửu long đế quân chặt tới tại trên mặt đất, thi thể của hắn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, hắn ngay cả mình cộng sinh thú đi phương nào, cũng không biết. Đầu đập xuống đất thời điểm, cái kia ảm đạm ánh mắt, sau cùng nhìn thoáng qua vạn long thần sơn. Đó là sau cùng một tia quyến luyến. Giết ba cái, kiếm lời. Thông nhi, người tại Thù Long Cốc, thật tốt sống sót. Mang theo sau cùng nụ cười, ánh mắt của hắn đã mất đi thần thái. Vừa nghĩ tới Lý Vô Song đã chết, Thù Long Cốc chỉ tạm thời là an toàn, hắn rời đi thời điểm, trong lòng vẫn là vui mừng. Mà hình ảnh như vậy, phát sinh trên chiến trường mỗi khắp ngõ ngách. Trật tự thiên tộc, cẩu tặc. Giết. Chu sát cẩu tặc, hộ ta non sông. Ẩn Long Điện, Hiên Viên sỉ nhục. Cái này không chỉ là Hiên Viên Long Tông cùng trật tự thiên tộc chiến tranh, không ngoài dự liệu, Ẩn Long Điện quả nhiên tại xung phong. Bọn họ dùng mạng của mình, vì trật tự thiên tộc mở đường, cùng Hiên Viên Long Tông tiến hành đồng bào tương tàn. Rất nhiều người đều không nghĩ ra. Vì cái gì a? Ai là ai đồng tộc, đó là liếc một chút đều có thể thấy rõ ràng sự tình. Giết lấy đồng bào của mình, vì dị tộc mở đường, chiếm lĩnh đám tiền bối đánh xuống Giang Sơn, cam nguyện từ bỏ tôn nghiêm, hướng trật tự thiên tộc chó vẩy đuôi mừng chủ. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Đồng dạng là long, vì sao có người có thể ruồng bỏ tổ tiên? Đây hết thảy, sẽ chỉ làm cửu long đế quân càng thêm bi phẫn. Bọn họ không cam tâm. Cương thổ, tôn nghiêm, huyết mạch truyền thừa, dùng từng cái nhân mạng, nguyên một đám anh linh đi lấp. Chiến trường vòng xoáy càng lớn, chiến tranh cối xay thịt tiếp tục tàn sát lấy sinh mệnh, song phương tử thương vô số. Có thể ngay cả như vậy, cửu long đế quân chiến tuyến cho đến nay, đều cũng không lui lại một bước. Dạ Lăng Phong lựa chọn là đúng. Nếu như hắn vào lúc này mới xuất hiện, làm sao có thể tới gần Lý Khinh Ngữ? Chiến trường này, đã hoàn toàn là hỏa diễm tu la địa ngục. Thậm chí, cả trên trời mây hồng đều bị dẫn động, vô số mưa lửa mưa như chút nước rơi xuống, tại trên mặt đất đập ra nguyên một đám hố to, đem máu tươi cùng thi thú chìm ngập, đốt cháy. Gió bão cuồn cuộn, vết máu có thể bay đến 10 triệu mét bên ngoài. Dù là tại Thanh Vân Đại Lục, đều có thể cảm nhận được bên này chiến tranh đưa tới động đất oanh minh. Đây là dưới lòng bàn chân tụ biến kết giới bị xúc động thanh âm. Đáng hận nhất chính là, trận chiến tranh này phát sinh ở Vạn Long Thần Sơn, đó là 10 phần tới gần thiên cung địa phương, có thể cho đến lúc này, thiên cung đều không hề lộ diện. Cái kia vây quanh 70 triệu đại quân, càng là trơ mắt nhìn lấy Hiên Viên Long Tông tử chiến, vẫn không có cái gì người trợ giúp. Bọn họ không phải không dám, mà chính là không ai đi đầu. Đại đa số bên trong tiểu tông môn, căn bản không có đủ loại năng lực này, phàm là thiên bảng 10 vị trí đầu tông môn không động thủ, nhị lưu trở lên thế lực, đơn độc đi lên đều là pháo hôi. Một khi tới gần chiến trường, sẽ chỉ trong nháy mắt bốc hơi. Cái này 70 triệu người trên mặt, hiện ra mỗi người một vẻ, có người bi phẫn, có người khó chịu, có người trang làm như không thấy được, có người cười lạnh. Làm trật tự thiên tộc đao không có tránh thức chặt tới trên đầu thời điểm, nói cho cùng, đại đa số người đều không cảm thấy đau. Thật đau, cái kia liền không có. Cái này 70 triệu người, đồng dạng loạn tung tùng phèo, các loại thanh âm đều có. Tất cả áp lực đều tuôn hướng nhất lưu tông môn, tuôn hướng vô mộng tiên quân cùng Bắc Đẩu Kiếm Tôn bọn người, có thể lúc này khác, tối thiểu nhất không ai có thể tìm tới vô mộng tiên quân. Thái Dương Vạn Tông, người nào tới làm chủ? Nhìn đến Hiên Viên Long Tông cửu long đế quân huyết tính, nhìn lại vô mộng tiên tộc một bộ lạnh lùng bộ dáng, rất nhiều người thậm chí cho rằng, coi như không có Ẩn Long Điện, Hiên Viên Long Tông vẫn là thiên bảng đệ nhất. Chiến tranh chân chính,
cường giả số lượng trực tiếp so sánh, cho tới bây giờ đều không phải là toàn bộ. Đến đều tới, lên hay không lên a? Thiên Viên Long Tông giết Lý Vô Song, trật tự thiên tộc lý do như thế vang dội, như thế lên a? Lên liền muốn rước họa vào thân, bọn họ tuyệt đối cắm. Thái Dương Đế Tôn ăn chắc bọn họ, theo Ẩn Long Điện trở về đến Lý Vô Song cái chết, khắp nơi bị tính kế. Lại nói, Lý Vô Song thật đã chết rồi sao? Sẽ không mấy chục năm sau, bỗng nhiên ngoi đầu lên a? Ẩn nấp mấy chục năm, đổi tới một lần trọng thương Hiên Viên Long Tông, trật tự thiên tộc vẫn là kiếm lời. Các vị im miệng được không? Ngươi tin hay không trật tự thiên tộc thắng, nói không chừng lập tức phản công chúng ta. Chúng ta đám người này muốn là không có, Thái Dương Vạn Tông toàn bộ xong đời, còn cái đời sau toàn bộ đều là trật tự thiên tộc nô lệ, từ đó cái này trên Thái Dương, thức thần tu luyện giả tất cả đều là thượng đẳng nhân, chúng ta ngự thú sư tất cả đều là hạ đẳng tiện súc. Chúng ta nhưng có 70 triệu. Giải thích người, nói thì hư. 70 triệu vụn cát, đừng nói trật tự thiên tộc cái này 60 triệu đại quân, cũng là cái kia 30 triệu cửu long đế quân, bọn họ đều chưa hẳn có thể đánh thắng. Bọn này người vây xem, từ một loại ý nghĩa nào đó cùng Ẩn Long Điện một dạng đáng xấu hổ. Cửu long đế quân may mắn không có trông cậy vào qua bọn họ, nếu không ý chí sẽ chỉ càng thêm bị thương. Tại cái này hỏa bạo giết hại bên trong, mỗi người đều đang cắn răng, liều chết đánh cược một lần. Giết! Đều khác ngã xuống, phía sau chúng ta, là Thủy Long Động. Người cuối cùng sẽ chết, hôm nay cũng là cái oanh liệt thời khắc, sao không mang nhiều đi mấy cái cẩu tặc, tốt để con cái đời sau, không muốn làm người nô dịch súc sinh. Vô số năm qua, Thái Dương Vạn Tông liên hợp lại, tối thiểu có thể cùng trật tự thiên tộc thăng bằng. Nhưng lúc này đây muốn là bại, chỉ ít đứng tại Hiên Viên Long Tông góc độ phía trên, Vạn Tông sẽ chỉ đi hướng không đường về. Chúng ta cuối cùng sẽ bại, sẽ chết. Nhưng là, trước khi chết, để cái này cái gọi là trật tự thiên tộc, cởi xuống một lớp da, cũng giết hắn 30 triệu, vậy liền có thể để bọn hắn nhớ kỹ máu này giáo huấn. Tối thiểu nhất, chúng ta chết một cái, cũng muốn giết hắn một người. Cái này khát vọng rất đơn giản. Đơn giản cũng là cùng đối phương ngọc đá cùng vỡ. Bọn họ không sợ chết, sợ chính là bị thua thiệt. 30 triệu cửu long đế quân, chỉ cần mỗi người đều có thể không lỗ, cái kia trận chiến ngày hôm nay, coi như cửu long đế quân chết sạch, đó cũng là đối trật tự thiên tộc trọng thương. Người nào mẹ nó một cái cẩu tặc đều không đổi chết, đi xuống phía dưới cửu tuyền, thẹn với liệt tổ liệt tông. Mang dạng này chấp niệm, mỗi một vị cửu long đế quân tỏa ra càng kinh khủng đấu trí. Mỗi người đều bởi vì giết một người mà cuối cùng cả đời tu vi. Cho dù là tự bạo, đều muốn cứ thế mà kéo một cái trật tự thiên tộc đệm lưng. Nói thật, trật tự thiên tộc đấu trí xác thực rất mạnh, thế nhưng là gặp bọn này không sợ chết phong tử, có lúc cảnh giới cao thấp chỉ cần không cao hơn tam giai, đều không trọng yếu như vậy. Mạnh hơn người thả tại cái này hơn 100 triệu cấp bậc siêu cấp trên chiến trường, nháy mắt đều có thể không có rơi. Sinh tử chém giết, tại mỗi khắp ngõ ngách phát sinh. Một trận chiến này chỉ có một cái hình dung từ, cái kia chính là thảm liệt. Tử vong phát sinh ở mỗi một góc, mỗi cái trong nháy mắt. Kinh khủng là, cho đến nay, cửu long đế quân tựa hồ cũng không có tránh thức ăn thiệt thòi. Loại này nhất mệnh đổi một mạng chấp niệm, để trật tự thiên tộc đều sinh ra nhất định kính sợ. Dù sao, có thể vững vàng giết đối thủ, ai muốn bị đổi hết đâu. Đối diện lấy mạng đổi với ngươi, làm sao bây giờ? Chỉ có thể tránh. Một người tránh không có việc gì, 10.000 cái, 100.000 cái, cũng đều không có đại sự. Nhưng khi mấy triệu người sinh ra loại tâm lý này thời điểm, cái kia chính là một loại thị tộc ý chí chân áp. Hiên Viên Long Tông từ trước tới giờ không là sống đến thì cường đại, bọn họ tại cái này vạn tông túng hoành bãi hạp nhiều năm, tạo thành đối cương thổ cùng truyền thừa thật sâu thủ hộ chấp niệm, bất luận cái gì kẻ xâm lược, đều sẽ phải gánh chịu bọn họ hung mãnh nhất trả thù. 30 triệu cửu long đế quân có thể tại thị tộc chi hồn phía trên, sinh sinh kháng trụ trật tự thiên tộc Thái Dương thần hỏa, tràng diện này càng làm cho bên ngoài 70 triệu người trợn mắt hốc mồm. Đồng dạng thâm thụ cảm nhiễm, còn có Lý Thiên Mệnh. Hắn thì tại bên trong chiến trường, mặc trường bào đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Làm người trẻ tuổi, hắn không cho Hiên Viên Long Tông mất mặt, chính mình không có việc gì, liền đã giết mấy cái trật tự thiên tộc. Đó cũng đều là tu luyện mấy trăm năm tiền bối. Chiến trường quá hỗn loạn. Đến mức hắn loại này nhân vật tiêu điểm, bị ngọn lửa hải dương chìm ngập, chung quanh đều không có bao nhiêu người phát hiện hắn. Coi như phát hiện cũng vô dụng,
bởi vì hét to căn bản không ai có thể nghe thấy. Phát hiện hắn trật tự thiên tộc, trên cơ bản chính mình trên sự hưng phấn đến, kết quả bị Lý Thiên Mệnh phản sát. Phốc phốc, Đoạt Mệnh Ngân Long bay ra ngàn mét, cái kia bén nhọn cuối cùng trực tiếp theo một cái trật tự thiên tộc trên ánh mắt vào đi, trong nháy mắt đem đầu xuyên thủng. Xoẹt, Ngân Long bay trở về, một cái đầu người cứ thế mà bị kéo lại. Trực tiếp rút đoạn, người chết trước mặt, là một cái Cửu Long Đế Quân nữ chiến sĩ, nàng đã toàn thân nhuốm máu, vừa mới kém chút bị giết. Khi nàng quay đầu thời điểm, Lý Thiên Mệnh sớm đã không thấy tăm hơi. Đoạt Mệnh Ngân Long, hắn vậy mà trên chiến trường. Trong hốc mắt, máu và nước mắt không khỏi rơi xuống. Nói thật, người như hắn dám xuất hiện trên chiến trường, cái này bản thân liền là lớn nhất anh dũng. Bởi vì trật tự thiên tộc nằm mộng cũng nhớ giết chết hắn, trông thấy địch nhân của hắn đều sẽ nổi điên. Nói một cách khác, đây quả thực là muốn chết. Lý Thiên Mệnh cũng biết mình đang tìm cái chết. Sáu vị Long Hoàng đều tại để hắn đào tẩu, hắn không có nghe lời nói. Có chút ý chí, là đủ để cảm nhiễm hắn. Thậm chí ảnh hưởng tu hành, ảnh hưởng thần ý. Theo Viêm Hoàng Đại Lục Thái Cổ Hiên Viên Thị bắt đầu, lại đến cái này trật tự chi địa Hiên Viên Long Tông, cái này thị tộc Long Hồn, tinh thần của bọn hắn ý chí thời khắc đều tại ảnh hưởng hắn. Cùng Long Uyển Oánh, Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã từng bước một đi đến hôm nay. Cửu Long Đế Tôn ban cho ta Cửu Long Đế Táng. Không phải để cho ta chỉ dùng để chạy trối chết. Bao quát, bản nguyên giới diện, ngẫu nhiên gặp, cửu sắc long vảy đặc thù, đây hết thảy đều là Lý Thiên Mệnh không có cách nào rời đi lý do. Hắn không tại chiến trường hạch tâm vị trí, có thể phía trước cối xay thịt, đã sớm giết tới trước mắt của hắn đến. Hung mãnh hơn nữa Cửu Long Đế Quân, tại gấp hai đối thủ trước mặt, chiến bại là nhất định. Cho đến nay, trước mặt dũng sĩ, đều đang thiêu đốt mạng của mình, tại cùng đối phương hoán mệnh. Càng ngày càng thảm liệt. Hoảng sợ, bóng mờ, ác mộng, bao phủ tại mỗi trên người một người. Đây hết thảy, đều tại cảm nhiễm Lý Thiên Mệnh. Hắn biết thời khắc này Hiên Viên Long Tông, cực độ cần phải có người đứng ra, chỉ cần đứng ra, có lẽ liền có thể để chúng sinh tín ngưỡng chính mình, đem hắn đế hoàng thần ý, định tại mọi người trong lòng. Đáng tiếc là, hắn hiện tại phía trên chiến trường này chỉ là một cái hạt bụi nhỏ. Hắn làm không được, càng làm không được. Càng là khó chịu. Dù là giết không ít người, lại có thể thế nào? Có thể ngăn cản trận này hủy diệt sao? Lý Thiên Mệnh trong lòng tích huyết. Quá nhiều người đã chết đi. Cái này liều chết nhất chiến, tối thiểu Hiên Viên Long Tông nhất định là sẽ trả giá thật lớn. Trật tự thiên tộc mạnh đến bao trùm tại cao hơn hết. Thương Long Hoàng. Hoảng hốt ở giữa, Lý Thiên Mệnh nghe được có người thê lương hô hoán. Theo thanh âm, hắn hướng về bên kia nhìn qua. Chỉ thấy ở phương xa trên chiến trường, xuất hiện một cái đỉnh phong cường giả nhóm chiến trường. Cư bên trong một cái người áo bào cho, chính là Thương Long Hoàng. Mà tại trước mắt của hắn, Viêm Ma Hoàng Lý Tiêu Diêm, Lý Dược Sư, còn có Huyết Long Hoàng ba vị đều tại. Không hề nghi ngờ, bọn họ tại liên thủ vây giết Thương Long Hoàng. Chung quanh muốn cứu Thương Long Hoàng quá nhiều người. Không biết sao, trật tự thiên tộc càng nhiều. Phàm là có Cửu Long Đế Quân xông lên giúp đỡ, lập tức liền có càng nhiều trật tự thiên tộc ngăn cản. Rất hiển nhiên, đối phương ba vị đỉnh cấp cường giả vây công, đơn giản chính là muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ muốn bắt lại sáu cái Long Hoàng, lấy đi còn lại Long Tuyền, còn lại Cửu Long Đế Quân tự sụp đổ. Đã mất đi Long Hoàng Hiên Viên Long Tông, từ đó chỉ xứng làm nô dịch. Thương Long Hoàng bị tìm tới, vây công, thì đã định trước đây là một trận thảm liệt chiến đấu. Dầm dầm dầm. Ngăn cách có chút xa, Thương Long Hoàng mang theo cổng sinh thú lấy một địch ba, tạo thành to lớn chiến đấu oanh minh. Chung quanh bọn họ có đại lượng chém giết, còn có Lý Tiêu Diêm hỏa diễm thức thần kiến tạo biển lửa, cái này dẫn đến Lý Thiên Mệnh rất khó nhìn rõ ràng tình hình chiến đấu. Trong mơ hồ, chỉ có thể nghe được Thương Long Hoàng phẫn nộ, rung động đến tâm can nộ hống, đó là không thèm đếm xỉa tử chiến không diệt đấu chí. Hắn cố nhiên tuổi tác lớn. Không bằng Lý Tiêu Diêm Lý Dược Sư tuổi trẻ, nhưng từ chiến đấu tiếp tục thời gian nhìn, hắn không có dễ cầm như vậy xuống. Ầm ầm, chiến trường nghiêng trời lệch đất. Ngăn cách hứa xa, Lý Thiên Mệnh rốt cục nghe được hắn thô kệch mà thảm liệt tiếng cười. Hắn nói, ta chết không có việc gì, ta đã lớn tuổi rồi, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, nhưng sẽ có một ngày, hôm nay nợ máu, chúng ta nhất tộc nhất định trả bằng máu. Rầm rầm rầm, quang ảnh, hỏa diễm. Bụi mù, đem hết thảy đều chìm ngập.
Giết! Một tiếng giết thê lương, vang vọng chư thiên, đó là Thương Long Hoàng sau cùng thanh âm. Lý Thiên Mệnh không cách nào quên, cái này một vị cho Dạ Lăng Phong cung cấp rất nhiều phế đan lão giả, mà giờ khắc này, hắn lâm vào tuyệt cảnh. Lý Thiên Mệnh, đi! Mặt bên lao ra một nữ nhân, chính là Long Hy Thiến. Nàng kéo lại Lý Thiên Mệnh tay, mang theo nàng hướng đi hướng. Lý Thiên Mệnh lùi về sau bay, kinh ngạc nhìn cái kia huyết vụ đầy trời. Thiến Di, Thương Long Hoàng đi. Lý Thiên Mệnh nức nở nói. Theo Dương Sách đến Thương Long Hoàng, còn muốn chết bao nhiêu người. Dương Sách thời điểm ra đi, Lý Thiên Mệnh đã hốc mắt đỏ bừng, kém chút ngạt thở. Bây giờ Thương Long Hoàng huyết vẩy chiến trường, lấy thân thể giữ vững trật tự thiên tộc tiến công, tất cả mọi người rất anh dũng, có thể đây là ngăn không được hủy diệt. Người đi mau. Long Hy Thiến cắn răng nói, nước mắt sớm đã ào 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 rơi xuống. Nàng cũng biết, có lẽ cái kế tiếp người chết trận, khả năng cũng là phụ thân của nàng Thánh Long Hoàng. Hắn bây giờ đang ở chiến trường trước nhất đoạn, tay cầm Cửu Long Đế kiếm đi đầu chém giết, lấy giải yếu thân thể, trở thành Cửu Long Đế quân kiếm phong. Đến thời khắc này đến dưới chân hắn thi thể đã chồng chất thành núi, có thể ngay cả như vậy, hắn tận thế, vẫn là có thể đoán được. Không có việc gì Thiên Mệnh, chúng ta chết 30 triệu, đối diện tối thiểu cũng phải vứt xuống nhiều như vậy cái tính mạng, lịch sử sẽ nhớ kỹ chúng ta. Long Hy Thiến nói. Lý Thiên Mệnh dừng bước, cắn răng lắc đầu. Ai muốn lịch sử nhớ kỹ? Hắn hít sâu một hơi. Dưới chân có động tĩnh. Tạch tạch tạch. Một đám kim loại con kiến theo trên mặt đất chui ra. Bọn họ cùng một chỗ bưng lấy một cái màu xanh lam long hình kết giới, đưa cho Lý Thiên Mệnh, ánh sáng màu lam lấp lóe bên trong, Lý Thiên Mệnh mười ngón run rẩy, cầm nó. Đây là Long Tuyền. Lam Long Hoàng Long Tuyền. Hắn mới là cái thứ nhất chiến tử Long Hoàng. So Thương Long Hoàng còn phải sớm hơn. Trước khi chết, hắn đem Lam Long Tuyền, giao cho lòng đất ghé qua Ngân Trần, để nó mang cho Lý Thiên Mệnh. Ngân Trần ghé qua nửa ngày, cái này mới đưa đến Lý Thiên Mệnh trên tay. Hắn cho một câu di ngôn. Cái kia chính là, Thiên Mệnh, ngươi mang theo Long Tuyền, dùng Cửu Long Đế táng rời đi, vĩnh viễn không nên quay lại, chỉ có dạng này, Thái Dương Đế Tôn mới vĩnh viễn không đến được Thủy Long Động. Sáu vị Long Hoàng, bọn họ đều không trẻ. Giờ khắc này, đốt hết sinh mệnh, ngọc đá cùng vỡ, là bọn họ oanh liệt lựa chọn. Mà Lý Thiên Mệnh, là bọn họ hy vọng. Cái này Lam Long Tuyền phía trên còn có vết máu, lộ ra lại chính là Lam Long Hoàng. Cái kia nhìn thấy mà giật mình nhan sắc, lại thêm giờ phút này chiến trường nghịch loạn chém giết, Lý Thiên Mệnh trong đầu, hoàn toàn bị huyết sắc lấp đầy. Đi mau! Long Hy Thiến lo lắng khuyên cáo hắn. Không đi nữa, có lẽ thì không có thời gian. Cửu Long Đế Tôn đi tù Long Cốc, cho nên tạm thời không có trở về. Một khi hắn thêm vào chiến trường, hoặc là liền Thái Dương Thần Cung đều buông xuống, nơi này căn bản không có đánh. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Như thế sinh tử tồn vong thời khắc, chớ nói chính hắn rất khó thuyết phục chính mình làm kẻ đào ngũ, Lý Khinh Ngữ cùng Dạ Lăng Phong vị trí, cũng hạn chế hắn trực tiếp khống chế Cửu Long Đế Táng chạy trốn. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, sống một mình, còn không bằng không sống. Nghĩa phụ, nhớ tới hắn đối với mình nhắc nhở, lúc này thời điểm nhất định không thể buông tha. Lại nghĩ tới Cửu Long Đế Tôn, Thánh Long Hoàng, Long Uyển Oánh, Dương Sách. Thiên Mệnh, Long Hy Thiến càng cuống cuồng. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua cái này máu tanh hỏa diễm tu la chiến trường, nhìn lấy vô số thần long, Cửu Long Đế quân ngã xuống, thây ngang khắp đồng. Hắn cũng biết, Dạ Lăng Phong còn tại Lý Khinh Ngữ bên người vùng vẫy dẫy chết. Ai có thể cứu vãn? Làm trên người hắn huyết, màu xanh lam long tuyền phía trên huyết, còn có trên chiến trường tất cả máu tươi, nhiễm đến Đông Hoàng kiếm phía trên, hội tụ hướng Cửu Sắc Long vài giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh chợt nghe đến từ Thủy Long Động triệu hoán. Tiến đến, như có vô số trưởng bối, ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Vâng, Lý Thiên Mệnh trong ánh mắt rốt cục nở rộ thần quang. Ngươi trả lời người nào? Long Hy Thiến kỳ quái hỏi. Thiến Di, đi theo ta. Lý Thiên Mệnh áp lực phía dưới nổi giận nội tâm, tận khả năng lý trí. Hắn không những không dùng Cửu Long Đế táng rời đi, ngược lại xông về Cửu Long Đế quân hậu phương lớn, hướng về Thủy Long Động phương hướng mà đi. Ngươi đến dùng Long Tuyền mở đường. Lý Thiên Mệnh liền vội vàng đem Lam Long Tuyền giao cho nàng. Ngươi phải vào Thủy Long Động. Long Hy Thiến cau mày nói. Nhiệm vụ của nàng là mang Lý Thiên Mệnh đi.
chỉ cần có ẩn long điện tại, Thủy Long Động không tính là một cái địa phương an toàn, ngược lại sẽ khiến người ta bắt rùa trong hũ. Nàng đã muốn cưỡng ép mang đi hắn. Thiên Mệnh, ngươi đừng trách ta. Long Hy Thiến lời vừa mới nói phân nửa, Lý Thiên Mệnh thì kích động đánh gãy nàng. Nhanh, tiền bối đang kêu gọi ta, còn có Cửu Long Đế Tôn. Một câu nói kia, cơ hồ gào thét lên tiếng. Đi. Long Hy Thiến hai mắt lóe qua một tia mờ mịt, về sau lập tức kịp phản ứng, không nói hai lời liền nắm kéo Lý Thiên Mệnh hướng về Thủy Long Động phương hướng phóng đi. Nhanh, nhanh. Lý Thiên Mệnh thúc giục, lòng nóng như lửa đốt. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chiến tử. Long Chi nhất tộc ý chí, tại tuyệt đối cường đại trước mặt, lại có thể kiên trì bao lâu? Dựa vào Long Tuyền mở đường, bọn họ một đường hướng Thủy Long Động phóng đi, tạm thời thoát ly chiến trường. Cúi đầu xem xét, Đông Hoàng kiếm rung động kịch liệt, cái kia cửu sắc long vảy bên trong như hồ nước một dạng hoàn cảnh, đã sớm sóng nước ngập trời. Trong đó đến từ Cửu Long Đế Tôn bóng người, cơ hồ muốn từ trong đó lao ra ngoài. Thiên Mệnh, cái gì tổ tiên a? Long Hy Thiến hốc mắt đỏ bừng, âm thanh run rẩy hỏi. Vừa mới hỏi xong, Thủy Long Động liền đã xuất hiện. Lý Thiên Mệnh trực tiếp vọt vào, tại thảm liệt lúc đang chém giết khắc, triệt để rời đi chiến trường. Ong ong ong. Hắn ra tốc hướng về Thủy Long Động mà đi, một đoạn đường này tựa như phá lệ dài dằng dặc, cuồng phong gào thét thời khắc, tim của hắn cũng theo phần bốc cháy. Loại kia đến từ bắt đầu bên trong cái hang rồng kêu gọi, thời khắc rung động tâm linh của hắn, để kỳ huyết mạch đều có cộng minh. Thủy Long Động, nổi giận. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh rốt cục đến nơi này. Ngẩng đầu hướng phía trước, hắn liền thấy Thủy Long Sơn. Thủy Long Sơn phía trên, 100.000 long hoàng cái kia hoạt bát thi thể, tăng thêm mấy trăm ngàn thần long vô cùng chỉnh tề sắp xếp. Lần trước Lý Thiên Mệnh không có chú ý, lần này, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, bọn họ loại này chỉnh tề, tựa như là một chi vô địch quân đội. Cho dù là bọn họ chết đi, có thể giờ khắc này, hoàn toàn có thể cảm nhận được bọn họ máu tươi mạch động, cái này khiến bọn họ tiêu vong nhiều năm ánh mắt, vậy mà càng thêm có thần. Thậm chí không biết là có hay không là ảo giác. Lý Thiên Mệnh tại nét mặt của bọn hắn bên trong, cảm nhận được ngập trời chi nộ. Đó là một loại, gia viên bị xâm chiếm, con cháu bị tàn sát, truyền thừa bị diệt tuyệt phẫn nộ. Chẳng lẽ, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn về phía bắt đầu phía trên ngọn Long Sơn, bản nguyên giới diện. Quả nhiên, cái này một mặt bình tĩnh hồ nước, giờ phút này như là bị đun sôi, kịch liệt lăn lộn, không ngừng toát ra nguyên một đám bọt khí. Tại cái này sôi trào bản nguyên giới diện chiếu rọi phía dưới. Thủy Long Sơn biến đến càng thêm sáng ngời, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này 100.000 long hoàng mỗi một vị xem ra, đều càng có sáng bóng. Ánh mắt của bọn hắn càng chân thực, thậm chí khí huyết càng thêm dồi dào, trong mơ hồ, tựa như đều có thể nghe được tim đập của bọn hắn. Đương nhiên, còn có cái kia mấy trăm ngàn thần long cộng sinh thú. Bọn họ mắt trợn tròn, rất nhiều râu rồng tại gió nhẹ quét phía dưới bắt đầu chuyển động, từng gương mặt một dần dần cho thấy nhất định vẻ giận dữ. Một loại sát cơ mãnh liệt, ngay tại cái này 100.000 long hoàng cùng cộng sinh thú trên thân ấp ủ, vô hình ý chí, bắt đầu ở Thủy Long Sơn phía trên hội tụ, cái này khiến cả tòa Thủy Long Sơn dường như đều biến thành một đầu dài đến trăm vạn mét siêu cấp thần long. Có lẽ, đó chính là bản nguyên chi long đi. Ong ong, bên tai truyền đến từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh, cẩn thận nghe xong, ở trong đó giống như cất giấu rất nhiều tiền bối nói mớ. Đó cũng là một loại tâm tâm niệm niệm. Dần dần rõ ràng, biến thành tức giận gầm nhẹ. Lý Thiên Mệnh cảm giác trong lồng ngực có một đám lửa hừng hực. Nó tại bành trướng, đốt cháy, làm đến hắn tổng thể đồng dạng tại thiêu đốt, Thương Long Hoàng, Lam Long Hoàng cùng Dương Sách cái chết, bên ngoài trồng chất như núi Cửu Long Đế Quân thi thể hình ảnh, đều hóa thành huyết hải thâm cửu cùng giận tím mặt, phóng tới toàn thân. Đông Hoàng kiếm đang chấn động. Lý Thiên Mệnh cổ họng hỏa nhiệt, cái kia Đông Hoàng kiếm không bị khống chế giơ lên. Chỉ hướng bản nguyên giới diện. Đúng vào lúc này, trên chuôi kiếm cửu sắc long vảy bạo phát ra quang mang chói mắt, một cái chín màu bóng người mang theo năm đầu thần long hư ảnh từ đó xuất hiện. Mơ hồ có thể thấy được, tứ chi của hắn đều đã hóa thành đầu rồng. Cửu long cùng một chỗ, hướng về phía bản nguyên giới diện gào thét. Cái này cũng không thân thể to lớn, lại hô lên rồng gầm rung trời. Tại cái này long ngâm chấn động bên trong, Thủy Long Sơn hơn 100.000 long hoàng thân thể. Trong lúc nhất thời đều lập lòe lên quang mang. Càng khiến người ta rung động là, những thứ này rõ ràng đã chết đi người hai mắt bên trong, vậy mà nổi lên từng đạo tơ máu,
để cái này 100.000 long hoàng và mấy chục vạn thần long, đều biến đến hai mắt dữ tợn. Có lẽ, bọn họ là đã thấy, bên ngoài chính phát sinh hết thảy đi. Ưu tú thị tộc, người chết đứng thẳng bất khuất, ý chí vĩnh bất ma diệt, người sống càng thể sống chết bảo vệ, một bước cũng không nhường. Bất kỳ một cái nào hậu bối, đứng tại cái này Thủy Long Sơn trước, nội tâm đều sẽ thật sâu chấn động. Đúng vào lúc này, cái kia theo cửu sắc long vảy bên trong đi ra bóng người, hắn mở ra song vách tường, mặt hướng bản nguyên giới diện, cái này một cái không đến 2 cm tiểu nhân, lại dùng oanh động thủy long động thanh âm, hướng về phía trước giống to. Khởi nguyên tiết ngày, con cháu gặp nạn, cương thổ không lại, thủy long giới lúc này không ra, đợi thêm khi nào. Ong ong ong, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc. Bản nguyên long hồn, buông xuống. Theo phía trước bóng người một tiếng trầm trọng tuyên cáo, cái kia hình dáng như hồ nước bản nguyên giới diện chi sôi trào sớm đã đạt tới cực điểm. Ngay một khắc này, dị biến đột nhiên buông xuống. Hống hống hống. Nương theo lấy từng trận long ngâm, từng đạo long hình hư ảnh, theo cái kia bản nguyên giới diện chi bên trong lao ra. Mỗi một đạo long ảnh, đều vô cùng to lớn, dài đến ngàn mét. Bọn họ dường như đến từ một cái thế giới khác, không có thực thể, nhưng lại có làm cho người hoảng sợ khí tức. Đây chính là Thủy Long Động bí mật, Thủy Long giới, cái kia là địa phương nào? Lý Thiên Mệnh trong đầu lóe qua sự nghi ngờ này. Đây là cái gì, thiên hồn, địa hồn, vẫn là mệnh hồn? Long Hy Thiến há to mồm, đờ đẫn nhìn lấy đây hết thảy. Rất rõ ràng, những thứ này đến từ Thủy Long giới to lớn long ảnh, đều là một loại hồn, so linh thể cũng còn muốn thuần túy. Trở thành thức thần trước địa hồn, nếu như đầy đủ ngưng thực, cường đại, đại khái chính là cái này bộ dáng. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh rất khẳng định, điều đó không có khả năng là thiên hồn địa hồn, càng không phải là mệnh hồn. Nếu quả thật muốn đối so, vậy chúng nó rất như là một loại, khí hồn, chỉ là so khí hồn cao cấp hơn rất nhiều, tựa như là một loại chỉ lấy hồn linh liền có thể tồn tại, mà lại vĩnh viễn không diệt đặc thù sinh linh. Nói không rõ ràng bọn họ là cái gì. Thế mà, bọn họ là cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là, làm cái này từng đầu, bản nguyên long hồn, theo bản nguyên giới diện hướng lúc đi ra, bọn họ xông về 100.000 long hoàng cùng bọn hắn cộng sinh thú, đụng vào trong đó, biến mất trong đó. Trong thời gian ngắn, hết thảy mấy trăm ngàn bản nguyên long hồn xông ra, toàn bộ tiến vào 100.000 long hoàng cùng cộng sinh thú thần long thể nội. Tiếp theo trong nháy mắt, càng không thể tưởng tượng chuyện xuất hiện. Cái kia chính là, làm bản nguyên long hồn nhập thể về sau. Cái kia 100.000 long hoàng vậy mà động. Bọn họ đầu tiên là run run rẩy rẩy, về sau càng ngày càng thuần thục, liền bọn họ bên người thần long, tại thay đổi thân thể về sau, từng đầu chấn động rớt xuống bụi bặm trên người, vậy mà nhảy bay lên. Cái gì? Lý Thiên Mệnh cùng Long Hy Thiến đều hít thở không thông. Chết đi mấy triệu năm tiền bối, bọn họ huyết nhục vĩnh tồn, tại không có thần ý trưởng khống tình huống dưới, lực lượng bảo tồn đến bây giờ thì đầy đủ không thể tưởng tượng nổi. Làm bản nguyên long hồn buông xuống thời điểm, bọn họ vậy mà, sống tới, rồi. Rầm rầm rầm, nguyên một đám long hoàng, đang quen thuộc lấy thân thể của mình. Ánh mắt của bọn hắn có một chút cổ quái, không giống như là sống lại, nhưng trong mắt tơ máu, còn có loại kia phẫn uất vẫn tồn tại. Hống hống hống, mấy trăm ngàn hình thể to lớn đỉnh cấp thần long, theo Thủy Long Sơn phía trên nhảy bay lên, bọn họ chạy như bay lấy, gào thét, toàn bộ Thủy Long Động đều phần đốt lên. Bực này tràng diện, quả thực tựa như là nằm mơ. Ta đã hiểu, là vừa mới những cái kia đến từ bản nguyên giới diện long ảnh, khống chế các vị tổ tiên thân thể, các vị tổ tiên lực lượng vốn là vẫn tồn tại, những cái kia long ảnh muốn là tạm thời có thể vận dụng, đây chẳng phải là nói chúng ta đám tiền bối, tại chết đi trăm vạn năm về sau, còn có thể thủ hộ con cháu. Long Hy Thiến nghĩ tới đây, đã kích động lệ nóng doanh tròng. Nàng nói sự tình tuy nhiên giả tưởng, có thể Lý Thiên Mệnh mắt thấy cái này rầm rộ, đã 100% xác định đây chính là chân tướng. Bản nguyên long hồn, làm, mệnh hồn thêm thần ý tác dụng. Bọn họ tại trưởng khống 100.000 long hoàng cùng hắn cộng sinh thú thân thể, khiến cái này tại bắt đầu bên trong cái hang rồng bảo tồn trăm vạn năm tiền bối, một lần nữa tỏa ra sự sống. Đây không phải sống lại, cũng không phải trở về, mà chính là bị Thủy Long Động phong tồn vô số năm lực lượng, tại bản nguyên long hồn trưởng khống dưới. Rốt cục có phát huy hắn tác dụng thời khắc. Rầm rầm rầm, 100.000 nắm giữ tạ thế trước lực lượng long hoàng, nguyên một đám phóng lên tận trời, cùng bọn hắn cộng sinh thú thần long cùng một chỗ,
hợp thành một cái kinh khủng quân đoàn. Trong bọn họ, dù là có ít người đã rất già, huyết nhục suy kiệt, lực lượng trôi qua đến cũng kém không nhiều, có thể đã từng đỉnh phong tạo cực, giờ phút này cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hống hống hống. Bản nguyên long hồn khu xử bọn họ, toàn bộ hướng về Lý Thiên Mệnh hội tụ. Nói một cách khác, là hướng về Lý Thiên Mệnh trước mắt tiểu nhân hội tụ. Đầy trời đều là long hoàng. Bọn họ thật như là sống lại, ngoại trừ có một ít bản nguyên long hồn lạnh lùng trạng thái, phần lớn thời gian, bọn họ càng giống là cái kia đã từng tồn tại qua người. Có lẽ, đây cũng là long hoàng nhóm trong máu thịt trí nhớ đi. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng cái này đã đầy đủ nổ tung, vạn vạn không nghĩ đến đúng vào lúc này, cái kia bản nguyên giới diện sôi trào đến lợi hại hơn, tiếp theo trong nháy mắt, một đầu mấy vạn mét lớn lên cự đại bản nguyên long hồn từ trong đó lao ra. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba. Hết thảy chín đầu. Chín đầu sắc thái khác nhau bản nguyên long hồn, to lớn vô biên, bọn họ như là vạn long chi thủ, một khi xuất hiện, toàn thể né tránh. Bọn họ để mắt tới Lý Thiên Mệnh trước người tiểu nhân ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, một người này ảnh, phải cùng Cửu Long Đế Tôn có quan hệ. Nó không phải hồn linh, Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu rõ nó là nhân vật gì, từ vừa mới bắt đầu, nó thì theo bản nguyên giới diện đi tới cửu sắc long vảy. Giờ khắc này, nó cùng bên người bốn đầu tiểu long cộng sinh thú cùng một chỗ, phóng tới vậy liền chín đại bản nguyên long hồn. Một người ngũ long cùng cái kia mấy vạn mét lớn lên bản nguyên long hồn, trực tiếp đụng thẳng vào nhau. Để Lý Thiên Mệnh thật không thể tin chính là, cái kia một người ngũ long vậy mà đem bản nguyên long hồn nuốt. Trong đó, năm đầu tiểu long phân biệt dung hội một cái bản nguyên long hồn, biến đến mấy vạn mét lớn lên, so sánh ban đầu bản nguyên long hồn, bọn họ lộ ra càng có sáng bóng một số, dường như nắm giữ độc lập thần trí. Mà cái kia Cửu Long Đế Tôn bóng người, trực tiếp dung hội bốn đầu bản nguyên long hồn, cái này khiến hắn trong nháy mắt trưởng thành là một cái tứ chi vì thần long mấy vạn mét cự nhân. Cái này cự nhân thần dũng mà uy nghiêm, rõ ràng cũng là Cửu Long Đế Tôn dáng vẻ. Ông, mấy vạn mét cự nhân, cúi đầu nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Hậu bối, mượn ngươi cùng ngươi cộng sinh thú thân thể dùng một lát. Cái kia nguy nga cự nhân dùng tiếng oanh minh âm nói. Đến, Lý Thiên Mệnh sớm đã thật sâu oanh động. Hắn lường trước Thủy Long động đây hết thảy thần diệu biến hóa, cũng là vì cứu vãn Hiên Viên Long Tông, hắn không nghĩ tới chính mình có thể giúp đỡ bận bịu. Bây giờ cái này nguy nga cự nhân cần chính mình, hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Một cái đến chữ, đơn giản dứt khoát. Không chỉ như vậy, hắn còn để Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên cùng mấy trăm vạn ngân trần, toàn bộ theo cộng sinh không gian đi ra. Ông, cái kia mấy vạn mét cao cự nhân, mấy vạn mét lớn lên thần long, hóa thành thần quang, hướng lấy bọn hắn một người ngũ thú vọt tới. Cùng lúc đó, vô tận hằng tinh nguyên tại bên cạnh của bọn hắn ngưng tụ. Làm cái kia mấy vạn mét cao cự nhân, xông vào chính mình thân thể một khắc này, Lý Thiên Mệnh tại chỗ kêu đau đớn, toàn thân huyết nhục cơ hồ xé rách. May mắn có thanh linh tháp mới đứng vững. Có thể tiếp đó, vô tận hằng tinh nguyên lực lượng tụ tập ở bên người, quả thực như biển cả một dạng đem hắn chìm ngập. Ầm ầm, toàn thân lớn rung động. Trước mắt hắn toàn màu đỏ tươi, thần trí đều có chút không rõ ràng. Xiết ra ngoài. Vâng. Đây là một loại cường hãn đến cảm giác đáng sợ, chỉ dựa vào chính hắn khống chế khẳng định không được. Trong cơ thể hắn còn có một cỗ lực lượng, đang chi phối lấy chung quanh cuồng bạo lực lượng. Lý Thiên Mệnh không hiểu cái này là bực nào lực lượng, có lẽ cùng Cửu Long Đế Tôn, Thủy Long Động đều có quan hệ. Hắn chỉ cần biết, phản sát thời khắc, đến. Giết! Theo hắn gầm lên giận dữ, bắt đầu bên trong cái hang rồng 100.000 long hoàng, mấy trăm ngàn tiền bối hai mắt đỏ thẫm. Một cỗ tĩnh mịch, tàn bạo không khí trong đám người lưu chuyển. Long tuyền đều là những thứ này long hoàng tiền bối thiết kế, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đều cân nhắc sẽ có hôm nay đi, cho nên khi bọn họ hướng lúc đi ra, Thủy Long Động kết giới, cũng không có chút nào ngăn cản. Oanh! 100.000 long hoàng đi theo hắn cùng một chỗ, xông ra Thủy Long Động. Vạn Long Thần Sơn cùng Thủy Long Động chỗ giao giới. Thảm liệt chém giết đã đến lớn nhất mức độ kịch liệt. Cửu Long Đế Quân lúc đầu dùng cường ngạnh đối kháng, chấn nhiếp rồi trật tự thiên tộc, đạt tới lấy mạng đổi mạng hiệu quả, cưỡng ép đem đối phương thương vong kéo đến cùng mình cùng một cái cấp độ phía trên. Bây giờ theo thời gian trôi qua, trật tự thiên tộc kịp phản ứng, gấp đôi nhân số chênh lệch thế yếu, bắt đầu phóng đại. Cửu Long Đế Quân còn không có sập bàn. Nhưng là, một khi sập bàn,
cái kia chính là đấu sức giai đoạn kết thúc. Trật tự thiên tộc đại quân tuyệt đối có thể đem Cửu Long đế quân cường ngạnh tách rời, lại vây giết sạch, đến lúc đó cũng là Cửu Long đế quân tận thế. Theo tràng diện đến xem, trật tự thiên tộc ba mặt bao vây, khoảng cách nghiền nát Cửu Long đế quân một khắc đã không xa. Máu tươi, tàn thi, kêu thảm nộ hống, tràn ngập chiến trường. Cửu Long đế quân nhóm theo lúc đầu trùng sát, đến bây giờ không thể không co vào, có thể thấy được nhân số thế yếu bất đắc dĩ. Tao ngộ chiến, thuần liều sinh tử, chính là thảm liệt như vậy. Tuy nhiên không đến mức tuyệt vọng, nhưng giết tới loại thời điểm này, rất nhiều Cửu Long đế quân tâm lý đều rõ ràng, bọn họ hủy diệt đã là kết cục đã định. Khác nhau chỉ là đối phương có thể chết bao nhiêu người thôi. Khác từ bỏ, lại giết một cái, lại kiếm một khoản. Huynh đệ, các vị, không muốn từ bỏ. Thánh Long Hoàng còn tại chiến đấu đâu, hắn đều không hy sinh, ai dám trước từ bỏ. Loại thời điểm này, tinh thần ký hiệu vẫn còn, bọn họ thì vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Trong mắt bọn họ, chiến trường kia hạch tâm, một cái kia lão nhân bị đối phương tốt mấy cường giả vây công, đến bây giờ đều tại đại sát tứ phương, liền Trúc Long Hoàng đều không bắt lấy hắn. Dưới chân của hắn, đã sớm chất đống trật tự thiên tộc núi thây biển máu. Thánh Long Hoàng, nhiệt huyết tiếng hô, tiếp tục quét ngang chiến trường, chứng minh Cửu Long đế quân không tử đấu chí vẫn còn ở đó. Thế mà, loại này đấu chí, cũng lăn lộn quá nhiều bi thương. Có lẽ cái kia 70 triệu người vây xem, cũng đã sớm kết luận, Hiên Viên Long Tông kinh lịch một trận chiến này, không nói toàn tộc diệt vong, nhưng nhất định thụ trọng thương, không gượng dậy nổi. Chỉ cần Thánh Long Hoàng các loại trụ cột tinh thần vừa chết, những người còn lại, đều phải cùng ẩn Long Điện một dạng, trở thành trật tự thiên tộc nô dịch. Vạn tông lịch sử đệ nhất huy hoàng, đến thời khắc này cuối cùng chung kết, về sau sẽ chỉ là một cái khôi lỗi. Hoặc là mới chó săn đi. Mù mịt bao phủ Vạn Long Thần Sơn. Trật tự thiên tộc bắt đầu giết điên rồi, khóe miệng của bọn hắn, đã bắt đầu hiện lên nụ cười gằn, dù là tổn thất nặng nề, nhưng tối thiểu nhất thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Nhanh, lại có cốt khí, lại có nội tình thị tộc, cuối cùng còn không phải đến phủ phục tại ta trật tự thiên tộc dưới chân. Hằng tinh nguyên thế giới, duy chỉ có lực lượng, mới là duy nhất chân lý, nhỏ yếu, nên cúi đầu, hướng chân chính chí cao chủng tộc quỳ bái. Trật tự thiên tộc thức thần, thiêu đến càng thịnh vượng. Đúng vào lúc này, Cửu Long đế quân sau Thủy Long Động, bỗng nhiên rung động mạnh mẽ. Ngay từ đầu không có người nào để ý. Cửu Long đế quân cái này là đúng nghĩa sống mái một trận chiến. Bọn họ đem phía sau lưng, giao cho Thủy Long Động. Ầm ầm, Thủy Long Động lại lần nữa lớn rung động, phảng phất có cự thú từ đó đứng lên. Ầm ầm, lại một lần nữa rung động kịch liệt, rốt cục oanh động chiến trường, đó là bởi vì đáng sợ uy áp, đang từ Thủy Long Động bên trong mặc đi ra. Đó là một loại cực kỳ tức giận ý chí, toàn bộ Thủy Long Động như là một cái miệng. Phát ra một tiếng quét ngang chiến trường nộ hống. Cái gì? Vô số người đồng loạt nhìn tới. Đây chẳng qua là tổ tiên lăng mộ chi địa, có thể có thay đổi gì? Tại vạn chúng nóng rực trong tầm mắt, một cái nhỏ bé bóng người đầu tiên theo Thủy Long Động lao ra. Đó là một cái tóc trắng phấn khởi thiếu niên, hai tay nắm ở một thanh đế hoàng thần kiếm. Đây không phải Lý Thiên Mệnh à? Rất nhiều người hai mắt đốt lên. Phải biết cầm xuống Lý Thiên Mệnh. Đó là một cái công lớn. Chính khi bọn hắn mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc thời điểm, Lý Thiên Mệnh trên thân, đột nhiên căng ra một cái to lớn bóng người. Đó là một cái cao lớn mấy vạn mét nguy nga cự nhân, Lý Thiên Mệnh tăng lên đến giữa không trung, đến trái tim của hắn vị trí. Rầm rầm rầm, Thủy Long ngoài động hằng tinh nguyên càng nhiều, trong lúc nhất thời, cuồng bạo hằng tinh nguyên lực lượng theo mây hồng bên trên xuống tới, trực tiếp hội tụ thành vì vô số hỏa trụ. Tưới nước đến Lý Thiên Mệnh ngoài thân cự trên thân người. Trong khoảng thời gian ngắn, thì tạo thành một cái hoàn toàn do hằng tinh nguyên tạo thành mấy vạn mét cự nhân. Oanh! Cự nhân hai tay hai chân, bất ngờ hóa thành thần long. Đây rõ ràng cũng là Cửu Long đế tôn, dáng vẻ. Ngay cả như vậy, mọi người vẫn có thể nhìn đến người khổng lồ kia trên trái tim Lý Thiên Mệnh. Hắn là lực lượng hội tụ hạch tâm điểm, nếu như không có Lý Thiên Mệnh. Cái này cự nhân tụ tập không được như thế lực lượng. Mấy vạn mét cao cự nhân, siêu qua tất cả thức thần cùng cộng sinh thú thần long, trong lúc nhất thời trở thành trên chiến trường độc nhất vô nhị tiêu điểm. Cửu Long đế tôn. Vô số cuồng nhiệt hô hoán, đến từ Cửu Long đế quân, đến từ mỗi một cái lệ nóng doanh trọng Hiên Viên Long tộc. Chỉ cần có thần long huyết mạch người,
giờ khắc này đều có thể tìm tới cộng minh, vì thế kiêu ngạo. Ngoại trừ Ẩn Long Điện, làm pháo hôi, bọn họ tổn thất thảm trọng nhất. Lý Thiên Mệnh mang là như thế kịch biến, Ẩn Long Điện Ẩn Long vệ sắc mặt khó coi nhất. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là, đây chỉ là bắt đầu. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh năm đầu cộng sinh thú nương theo lấy hắn theo Thủy Long Động xuất hiện. Giống như hắn, bọn họ đều làm, trái tim, tác dụng, làm đến bản nguyên long hồn dựa vào thân thể của bọn nó làm trung tâm, hội tụ vô số hằng tinh nguyên, ngưng tụ thành năm đầu mấy vạn mét lớn lên thần long. Trong đó, thuộc về Lam Hoang cùng hóa thân thành con rết Ngân Trần thứ nhất phối hợp. Nhất là Ngân Trần, nó sắt thép thân thể dung nhập cái này mấy vạn mét lớn lên cự trên thân rồng. Để cái này cự long cơ hồ hóa thành vì sắt thép chi long. Nói thật, cho tới bây giờ, còn không người cho rằng loại biến hóa này sẽ ảnh hưởng đại cục. Thẳng đến Thủy Long Động tiếp tục chấn động, 100.000 long hoàng mang theo mấy trăm ngàn thần long cộng sinh thú, từ trong đó ầm vang xông ra thời khắc, đó mới gọi oanh động. Ngay từ đầu, liền rất nhiều cửu long đế quân cũng không biết, những thứ này, còn sống, người là người nào. Dù sao đại đa số người đều không có đi vào qua Thủy Long Động. Thế nhưng là, luôn có người quen biết. Nói thí dụ như Long Hoàng nhóm. Tại chiến trường Trung ương, cái kia đứng tại núi thây biển máu phía trên, đã chặt đứt một cánh tay thánh Long Hoàng quay đầu liền nhìn đến Lý Thiên Mệnh mang theo 100.000 Long Hoàng giết ra, một khắc này, hắn tại chỗ nước mắt tuôn đầy mặt. Cung nghênh tổ tiên. Tại chúc Long Hoàng sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin giống như lùi lại mấy chục bước thời điểm, thánh Long Hoàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu về sau, lại nhặt lên trường kiếm. Cất tiếng cười to. Tổ tiên, cửu long đế quân đều biết, chỉ có Long Hoàng mới có thể táng nhập Thủy Long Động, nghe nói bọn họ huyết nhục như lúc ban đầu, mấy triệu năm lực lượng không rời. Nghe đồn Thủy Long Động có vĩnh sinh bí mật. Đây hết thảy tin tức tăng thêm trước mắt nổ tung tràng diện, cửu long đế quân toàn thể trong nháy mắt điên cuồng, nguyên một đám hai mắt đỏ thẫm, giống giận nắm chặt đao kiếm, ngẩng đầu nóng rực nhìn lấy những cái kia lao ra 100.000 Long Hoàng tổ tiên. Giết! Nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc giết hại thanh âm, theo cái kia mấy vạn mét cao cự nhân trong miệng hô lên, 100.000 Long Hoàng, cửu long đế quân trên dưới một lòng, Long Hoàng mở đường, trong lúc nhất thời tiếng hô giết rung trời. Cái này giết hại thanh âm, giống như là vắng vẻ oanh minh, lại như là Lý Thiên Mệnh thanh âm. Mọi người có thể thấy rõ ràng, làm hắn tại cái kia cự trái tim của người ta vung lên kiếm thời điểm, người khổng lồ kia tay trái đầu rồng phía trên. Cũng xuất hiện một thanh hằng tinh nguyên hội tụ mà thành cự kiếm, lấy cùng hắn giống nhau động tác, hướng về phía trước đánh tới. 10.000 mét cự kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, ở giữa không trung quét ngang mà qua, cái không gian này tràn ngập thức thần, đại đa số đều không thể tránh né. Xoẹt! Một kiếm quét ngang phía dưới, vô số thức thần bật nát. Trật tự thiên tộc sắc mặt lần thứ nhất thảm biến. Thật mạnh! Mấy vạn mét cự nhân, chẳng những có thể sợ. Hơn nữa còn linh hoạt nhanh như thiểm điện, hai tay của hắn cầm kiếm, cùng Lý Thiên Mệnh một dạng xông vào trật tự thiên tộc đám người, cự kiếm chỗ đến huyết nhục văng tung tóe. Càng kinh khủng chính là, hắn năm đầu cộng sinh thú, đều tương đương với biến thành thần long, tại trong đại quân nghiền ép lên đi, lực lượng cuồng bạo quả thực thế bất khả kháng. Đây là cửu long đế tôn. Hiển nhiên, đây không phải Lý Thiên Mệnh lực lượng. So với Lý Thiên Mệnh, cửu long đế tôn còn đáng sợ hơn nhiều. Hắn là chân chính dọa sợ trật tự thiên tộc người. Cái này cũng là lần đầu tiên, Ẩn Long Điện cùng trật tự thiên tộc các liên quân, trên mặt xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Thế mà đây chỉ là bắt đầu. Làm cái kia 100.000 Long Hoàng mang theo cộng sinh thú giết tiến chiến trường thời điểm, cái này siêu cấp tinh anh quân đoàn, mới gọi chân chính người ngã ngựa đổ. Bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh khác biệt, bọn họ là chân thật thân thể máu thịt, mà lại nguyên một đám lạnh lùng, phẫn nộ, đều đã chết người. Tự nhiên càng thêm không sợ hãi cái chết. Cho dù là bọn họ đại đa số, căn bản không có Long Hoàng thời điểm hưng thịnh lực lượng, cái này không sợ chết, không sợ toái thi, dù là còn lại một cái đầu, tựa hồ cũng tại sông về phía trước chết người, là đáng sợ nhất. Cùng chết người chém giết. Trừ phi trật tự thiên tộc điên rồi. Làm Lý Thiên Mệnh lấy cự nhân thân thể bạo sát thức thần, 100.000 Long Hoàng xông vào trật tự thiên tộc, trực tiếp giết ra một đường máu đánh đâu thắng đó thời điểm. Cửu Long đế quân cũng điên rồi. Giết a! Từ tổ tiên mở đường, mỗi người đấu trí đều đã bạo đã tăng tới cực hạn. Đồng bạn thi thể, không thể tiêu trừ huyết hải thâm cừu, đều tại kích thích bọn họ, tiến hành sau cùng điên cuồng. Đồ sát! Lý Thiên Mệnh hình thành cự nhân,
tại phía trước nhất trực tiếp đem trật tự thiên tộc đánh tan. Cự kiếm chỗ đến, khắp nơi đều là thi thể. Nhất là xông vào ẩn long điện bên này về sau, hắn đem những cái kia thần long cộng sinh thú toàn bộ chặn ngang chặt đứt, thì cùng giết cá trạch giống như. Ao ao ao, thi thể như mưa to một dạng rơi xuống. Thức thần vỡ nát tan tành. Đây quả thực là một trường giết chóc. Ẩn long điện, trật tự thiên tộc lại lần nữa bị cảnh tỉnh, trực tiếp thương vong thảm trọng. Nguyên bản tổn thương thì không nhẹ, cái này cửu long đế quân không có sụp đổ, bọn họ sập. Tại loại ý chí này đổ sụp tình huống dưới, lại đụng hơn 100.000 long hoàng sát chết, còn có thấy chết không sờn cửu long đế quân, quả thực cũng là ác mộng. Phốc phốc phốc, phản sát thời khắc đến. Trật tự thiên tộc bắt đầu bị áp chế trở về, trong một chớp mắt phơi thây trăm dặm. Làm sao có thể? Đây là bọn họ trong cả đời, gặp phải là linh dị sự tình. Chết đi mấy triệu năm người, làm sao có thể trở về? Không có thời gian khó hiểu, bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh, 100.000 long hoàng cùng cửu long đế quân, thì dùng tốc độ khó mà tin nổi cường thế phản công, trực tiếp đem đại lượng trật tự thiên tộc cùng ẩn long vệ, rảo sát trong vũng máu. Dạng này một màn, để vòng ngoài cái kia 70 triệu người triệt để lâm vào cực hạn tĩnh mịch bên trong. Bọn họ giờ phút này mới hiểu được. Cửu long đế quân tại ngược gió thời điểm, còn có thể tử chiến kháng trụ, một khi theo gió, cái kia chính là điên ma một dạng, trực tiếp bẻ gãy nghiền nát. Rầm rầm rầm. Khắp nơi chấn động tăng lên, cái này bị nhuộm đỏ đất đai tiếp tục nứt toác, thậm chí bùn đất nham thạch đều tại thần thông, thức thần đạo kiếp cùng trật tự thần binh tàn phá bừa bãi bên trong, trực tiếp bị rảo sát vì cho tàn. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đồ sát, hằng tinh nguyên cự kiếm chỗ đến mưa máu bay tán loạn, sau lưng 100.000 long hoàng càng càng lạnh lùng, những cái kia mặt mũi già nua rời đi thủy long động về sau, tựa hồ bắt đầu suy bại, mục nát, có thể từ đầu đến cuối, ánh mắt của bọn hắn là nóng rực, sát cơ là ngập trời. Mỗi một cái long hoàng cùng bọn hắn cộng sinh thú, đều tại hao hết toàn thân chi lực, tại đồ sát trật tự thiên tộc, càng đồ sát ẩn long điện người. Rất nhiều ẩn long vệ, tại chỗ bị chính mình tổ tiên chém giết. Cái kia lực lớn thế trầm quyền đầu, bàn tay, trực tiếp chùm lên trên người bọn họ, đem những con cháu bất hiếu này đánh cho đầu nứt toác. Bọn họ thậm chí nhặt lên trên chiến trường trật tự thần binh, thi triển lấy mấy chục vạn năm, trăm vạn năm trước chiến quyết, phối hợp với xưa nay thần thông. Trùng sát tiến đám người, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe. A, tổ tiên, tổ tiên. Ẩn long vệ bị trước nay chưa có đả kích, vô số chiến sĩ tại chỗ sụp đổ, dù là thần phục trật tự thiên tộc sau bị tẩy não nhiều năm, bây giờ chân chính tổ xuất hiện trước ở trước mắt, vô cùng tức giận dưng dưng chém giết chính mình, cái kia phải là đối những này tử tôn, đến cỡ nào bi phẫn. Thiên viên long tông lịch sử, cũng là một bộ đối kháng trật tự thiên tộc lịch sử. Vô số tiên liệt cũng là chết bởi trật tự thiên tộc trong tay, mà những con cháu bất hiếu này, vậy mà đối với nợ máu lắc đầu vẫy đuôi. Bất trung bất hiếu bất nghĩa, thẹn với long huyết, tội đáng chu. Đến từ thượng cổ tức giận oanh minh, theo nguyên một đám long hoàng trong tay máy móc một dạng hô lên, lại tạo thành chí mạng trùng kích lực, để ẩn long vệ nội tâm xé rách, đổ máu đồng thời cũng đang chảy máu. Nói thật, hôm nay cửu long đế quân huyết tính. Đã để tự cho là có thể nô dịch hiên viên long tông ẩn long điện mọi người, cảm nhận được run rẩy cùng hổ thẹn. Phốc phốc phốc, huyết nhục xé rách, đầu người tách rời, thịt nát xương tan. Sai, sai, tổ tiên, chúng ta sai. Có lẽ là bởi vì hoảng sợ, lại hoặc là huyết mạch khiển trách tại xé rách lấy linh hồn của bọn hắn, tại bản nguyên long hồn cùng tổ tiên trước mặt di thể, ẩn long điện bắt đầu có người lệ nóng doanh tròng quỳ xuống. Từ bỏ phản kháng, trực tiếp đầu dạp xuống đất phủ phục. Ong ong ong. Ẩn long điện bên này, sắc mặt trắng bệch từ bỏ chống lại, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người càng ngày càng nhiều. Cái này cũng nói một sự thật, vậy liền quỳ xuống qua người, lần nữa quỳ xuống sẽ biến rất dễ dàng, dù là lại rêu rao chính mình cường đại đến mức nào thực chất bên trong nhu nhược, đã sớm thật sâu khắc ở huyết mạch bên trong. Xung phong ẩn long điện, tại tổ tiên cùng bản nguyên long hồn ý thức chân áp phía dưới. Tại chỗ sụp đổ. Khi bọn hắn phát hiện từ bỏ chống lại, nằm sấp trên mặt đất thời điểm, 100.000 long hoàng vượt qua bọn họ, thẳng hướng trật tự thiên tộc, bọn họ lập tức minh bạch, bọn họ tạm thời được tha thứ. Trước quỳ xuống. Kết quả là, ẩn long điện càng là liên miên quỳ xuống, có người chân thành sám hối, có người chỉ là bảo mệnh. Cái này khiến 100.000 long hoàng cùng cửu long đế quân thông suốt, như là một thanh dao nhọn, trực tiếp đâm vào trật tự thiên tộc ở ngực. Phốc phốc. Tiếp đó,
đến phiên Trật Tự Thiên tộc tử thương vô số, mặc kệ thức thần mạnh cỡ nào, đang trùng kích lực thượng thần long ngự thú sư cũng là đỉnh cấp kỵ binh một khi hướng giết, thức thần tu luyện giả loại này cường tráng, bộ binh, chưa hẳn có thể chịu nổi. Rầm rầm rầm, bạo sát thanh âm, chấn thiên động địa. Lấy Lý Thiên Mệnh cầm đầu dao nhọn, đem Trật Tự Thiên tộc trực tiếp kéo vỡ thành hai mảnh, chỗ đến, thức thần phá nát, huyết nhục nổ tung, nguyên một đám thức thần tu luyện giả bị thô bạo hằng tinh nguyên cự kiếm xé rách vỡ nát. 100.000 long hoàng lực lượng cũng không phải là vô hạn, trên người bọn họ giữ lại tinh luân nguyên lực, sớm liền không thể lại sinh, một khi tiêu hao hoàn tất, bọn họ liền sẽ triệt để ngã xuống, không bao giờ còn có thể hoàn hảo trở lại Thủy Long Động. Đây mới thật sự là cúc cung tấn tụy chết thì mới dừng. Chính vì vậy, cái này một chi long hoàng đại quân mới sẽ đáng sợ như thế, bọn họ căn bản không tử vong khái niệm, làm sự tình, cũng là đem chính mình đã từng long hoàng chi lực, toàn bộ hóa thành tức giận sát cơ, khuynh tả tại kẻ xâm lấn trên thân. Ầm ầm, ầm ầm, 100.000 siêu cấp kỵ binh, hình thành một cỗ thần long dòng nước lũ, tại Trật Tự Thiên tộc nhóm trong cơ thể, trực tiếp nghiền ép ra một đầu huyết nhục con đường, để phía sau Cửu Long đế quân đâm vào địch quân hậu phương lớn. Phốc phốc phốc, Trật Tự Thiên tộc thương vong càng nặng. Cái này hoàn toàn là binh bại như núi đổ. Đã từng không ai bì nổi, không thể chiến thắng Trật Tự Thiên tộc, giờ khắc này rốt cục cùng Lý Hạo Thần, Lý Thần Giám một dạng, bắt đầu thưởng thức được chiến bại hoảng sợ. Sự thật chứng minh, một cái đỉnh phong thị tộc tộc hồn đến cùng bền bỉ tới trình độ nào, tại theo gió thời điểm căn bản không có giá trị tham khảo, Trật Tự Thiên tộc mạnh đến hoàn toàn không đối thủ, cái này đạo đưa bọn họ căn bản không hiểu thất bại tư vị. Một khi thất bại, tránh thức kiểm nghiệm bọn họ tử chiến đấu trí thời khắc mới tính tới. Thật đáng tiếc, cái này khiến Thái Dương Vạn Tông nghe tin đã sợ mất mật Trật Tự Thiên tộc đại quân, biểu hiện cũng thất bại, so sánh Cửu Long đế quân, bọn họ tại gặp phải ngăn trở về sau, biểu hiện quá kém, thậm chí trung hậu mới tự động xuất hiện náo động. Phải biết, đã từng Trật Tự Thiên tộc, cũng là lấy tiêu chuẩn hóa, thức thần đại quân, thống ngự mặt trời, phòng quân đoàn số lượng đạt tới 300 triệu, chính là Cửu Long đế quân gấp 10 lần. Mà Cửu Long đế quân trận chiến này hoàn toàn chứng minh, bọn họ vẫn là Thái Dương Vạn Tông đệ nhất quân đoàn. Càng làm cho thời khắc này thức thần đại quân khó chịu là. Từ vừa mới bắt đầu, thì có rất nhiều hiên viên Long Tông quân đoàn biên chế bên ngoài tu luyện giả, tại vòng ngoài quấy rối, Vạn Long Thần Sơn bên ngoài tụ tập 1 tỷ đạp thiên chi cảnh đến tinh tướng thần cảnh sơ kỳ thần Long Ngự Thú Sư. Bọn họ đơn thể chiến đấu lực tuy nhiên yếu, nhưng là không ngăn nổi thật sự là nhiều người. Dù sao nơi này là hiên viên Long Tông địa bàn, tất cả đều là hiên viên Long Tông chúng sinh. Lúc trước có chừng 1-2 ức quấy rối, những thứ này thần Long Ngự Thú Sư lại yếu, trên cơ bản đến thì là chịu chết. Thế mà, làm Cửu Long Đế Tôn tinh thần lại hiện ra, 100.000 Long Hoàng khởi tử hoàn sinh thời khắc đến, cái này 1 tỷ thần Long Ngự Thú Sư so Cửu Long Đế Quân còn điên cuồng hơn. Giết! Tại bắn nổ hô hoán bên trong, 1 tỷ thần Long Ngự Thú Sư theo Sơn Lâm. Hồ Hải làm bên trong lao ra, khống chế thần long, theo Trật Tự Thiên tộc hậu phương lớn vọt thẳng giết mà đến, cùng Cửu Long đế quân trực tiếp tạo thành 2 mặt giáp công. Tuy nhiên bọn họ đơn thể nhỏ yếu, nhưng lại có Trật Tự Thiên tộc 10 mấy lần số lượng, mà lại tiến công vẫn là Trật Tự Thiên tộc hậu phương lớn, cái kia chính là đường lui của bọn hắn. Oanh! Oanh! Trong lúc nhất thời, Trật Tự Thiên tộc nghênh đón tới thảm nhất thời khắc. Phản kích kèn lệnh ầm vang vang lên. Giết! Hiên viên bất tử, truyền thừa không diệt. Giết a, giết sạch những thứ này chó viết Trật Tự Thiên tộc, giết sạch Ẩn Long Điện những thứ này quên nguồn quên gốc chó săn. Hôm nay gọi hắn 60 triệu đại quân chôn xương ở đây, sau đó gọi hắn Trật Tự Thiên tộc 100.000 năm, không dám bước vào ta Hiên viên Long Tông 1 bước. Tuy nhiên Cửu Long Đế Tôn đã chết đi, nhưng là chúng ta thần Long nhất tộc, cũng có thể để ngươi Trật Tự Thiên tộc nuốt vào tuyệt vọng quả đắng, để cho các ngươi những người xâm lược này. Nỗ lực máu và nước mắt đại giới, cả một đời bằng vào ta các loại vì ác mộng. Kinh khủng nhất phản sát bạo phát. Đây là một lần xưa nay chưa từng có kinh thiên đại nghịch chuyển, bị áp bách đến cực hạn thần long ngự thú sư nhóm, lấy máu tươi cùng đao kiếm, nhấc lên một trận rung động đến tâm can nghịch chuyển đổ sát. Trật Tự Thiên tộc triệt để sập. Trên trời, lòng đất, trước sau trái phải đều là thần long ngự thú sư, bọn họ quân đoàn bị, thần long kỵ binh, trực tiếp cắt đứt ra. Trước đây Cửu Long đế quân tuy nhiên bị áp bách đến Thủy Long trước động sống mái một trận chiến, nhưng tối thiểu nhất trận hình vững chắc, còn có thể ngưng tập hợp một chỗ, mà bây giờ Trật Tự Thiên tộc trước, bên trong vị trí bị Lý Thiên Mệnh cùng 100.000 Long Hoàng xé rách, để Cửu Long đế quân trùng sát lên, trái,
phải cùng sau lưng lại bị một tỷ quân không chính quy, chặn đường đi. Một khi bọn họ muốn quay đầu đối phó cái này quân không chính quy, liền sẽ đem sau lưng bại lộ cho Cửu Long đế quân, cái kia càng thêm chí mạng. Không hề nghi ngờ, tại cái này giữ dằn đồ sát bên trong, đã từng 60 triệu đại quân đã huyết băng, hoàn toàn lâm vào cối xay thịt bên trong, cái kia thông hướng địa ngục quỷ môn quan, chính tại điên cuồng thôn phệ lấy tính mạng của bọn hắn. Đều đừng hoảng hốt, đế tôn lập tức tới ngay. Ổn định, chỉ cần Thái Dương thần cung buông xuống, đối phương nhất định trong nháy mắt toàn diệt. Hôm nay lớn nhất ngoài ý muốn, cũng là Thái Dương đế tôn vậy mà không có tại chiến trường, mà tại xa xôi Hiên Vũ đại lục. Cuộc chiến tranh này từ Thái Dương đế tôn khởi xướng tại Dương Sách chết không lâu sau, dù là hắn khống chế Thái Dương thần cung chạy đến, cái kia đến có một đoạn thời gian, mà trên thực tế theo trật tự thiên tộc xuất chiến đến 100.000 long hoàng phản sát, tổng cộng tốn thời gian mới bất quá 2 phút đồng hồ. Chỉ cần có đế tôn, trật tự thiên tộc còn có thể chống đỡ, còn không đến mức hoàn toàn sụp đổ. Thế mà, ngoan cường ngăn cản, cũng ngăn không được bọn họ giờ khắc này chiến lược phía trên bị thua, tại trận hình bị cắt ra về sau. Bọn họ thương vong tốc độ tăng vọt, tổng thể thương vong lập tức liền vượt qua Cửu Long đế quân, mà lại theo thời gian trôi qua, thương vong tốc độ còn đang tăng thêm, cái kia tử vong nhân vật cũng tới thăng được càng lúc càng nhanh. Xoẹt! Trật tự thiên tộc huyết nhục văng tung tóe.